Bóng đen tà niệm bị đè một bước lảo đảo, hình người hồn thể biến vặn vẹo không chịu nổi. Đánh, nện chết hắn, Vân Thương Tử một tiếng gào to. Hắn thoại phương rơi, thì thấy bóng đen tà niệm đỉnh đầu, có một đạo màu đỏ thấm quang hoàng xuyên thẳng Vân Tiêu, đem Giả Thiên xuống Vĩnh Hằng Tiên Vực, chọc lấy cái đại lỗ thủng, trong đó dị tượng liên miên nổ nát. Lại đến, Triệu Bân tiếng quát chấn tiên khung, đạo kinh chữ cổ đầy hư thiên. Chữ cổ hình như có linh tính, phảng phất từng khỏa chiếu lấp lánh tinh thần, tự động sắp xếp tổ hợp, càng là trên không diễn xuất một bộ bát quái trận đồ, Giả Thiên thật lớn, ảo diệu đạo âm vang vọng trong đó. Đạo kinh, bóng đen tà niệm một tiếng lẩm bẩm ngữ. Thấy hắn bỗng nhiên đứng vững, một tay diễn xuất bí pháp. Chính là một bộ thái cực âm dương đồ, không giống như bát quái trận đồ tiểu. Thật hai người mới a. Vân Thương Tử nhìn thổn thức chặt lưỡi. Không trách hắn như thế, chỉ vì đấu chiến hai người, sử dụng đều nói ra thần thông. Cũng là tại hắn mong nhìn xem, Giả Thiên bát quái cùng thái cực âm dương đụng vào nhau. Oanh! Cùng với một tiếng ầm ầm, một đạo đen nhánh vầng sáng hướng tứ phương lan tràn. Phía dưới thôn xóm, ầm vang nổ diệt, bị sinh sinh san bằng thành đất bằng. Phốc! Triệu Bân một ngụm máu tươi cuồng thổ, hơi kém từ hư không ngã xuống. Bóng đen tà niệm cũng không tốt gì, hồn thể bị chấn diệt nửa bên. Rất tốt! Bóng đen tà niệm trước tiên mở miệng, tàn phá hồn thể cực điểm khôi phục. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mi tâm khắc ra một đạo quỷ quyệt đường vân. Sau đó, chính là oanh một tiếng vang dội, phía sau hắn lại có một đạo kình thiên bóng người kiên quyết ngoi lên mà ra, rất giống ngoại đạo pháp tướng, nó tay mang theo một cái vật kỳ quái, giống như là một cái gõ trống chảy gỗ. Thật lớn a! Đứng ở giữa không trung Triệu Bân, cuối cùng là ổn định thân hình, tại ngẩng lên đầu nhìn. Luận dáng vóc, cái này kình thiên bóng người, có thể so sánh cuồng anh kiệt bá thể lớn hơn. Ông! Hắn nhìn lên, kình thiên bóng người vung mạnh dùi trống hướng thiên đập tới. Tiếng trống tùy theo vang vọng, càn khôn bởi đó động rung động, toàn bộ thiên địa đều sấm sét vang dội. Lấy thiên vì trống. Vân Thương Tử một tiếng kinh ngạc, tâm linh có chút rung động. Khó trách đi ra lúc mang theo một cây chảy gỗ, nguyên là ngụ ý ở đây. Phốc! Triệu công tử lại phun máu, nhịn không được tiếng trống sóng âm. Lúc này mới cái nào đến cái nào, cùng với kình thiên bóng người lần nữa vung mạnh dùi trống, càng thêm bá liệt tiếng trống vang vọng, thật sự họa loạn càn khôn, đánh sập hạo vũ thiên khung, không gian một mảnh tiếp một mảnh sụp đổ. Thân ở vùng thế giới kia Triệu Bân, tất nhiên là thảm liệt vô cùng. Lần này, hắn cũng không chỉ là hộc máu, thể phách đều bị rung động đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Phách thiên trảm. Triệu Bân xách ra phệ tiên đao, lăng thiên chém ra trăm trượng đao mang. Nhưng, hắn cái này bá thiên tuyệt địa một đao, bổ vào kình thiên bóng người cái kia, giống như bổ vào thép tấm bên trên, chẳng những không có rung chuyển, bị chấn cẳng tay nổ tung, nghênh thiên hoành lật ra đi đủ hơn 10 trượng. Vô dụng, vùng không gian kia đã là cấm kỵ thiên địa. Vân Thương Tử nói. Xong việc, hắn còn trơn tru bổ túc một câu, nhanh chóng trốn vĩnh hằng giới. Triệu công tử là một cái không tin tà chủ, rốt cuộc lại cứng rắn chống đỡ lấy tiếng trống giết trở về. Thể phách của hắn tại diệt vong, bị tiếng trống chấn diệt, thể phách của hắn cũng tại tái tạo, đó là trường sinh quyết tái sinh chi lực, một cái hủy diệt một cái tái sinh, giờ khắc này ở trên người hắn, hoàn mỹ diễn dịch. Quả là vạn pháp trường sinh quyết, bóng đen tà niệm hai mắt híp lại. Bất quá, tái sinh chi lực có thể gánh vác không được tiếng trống cực điểm hủy diệt. Theo hắn tâm niệm khẽ động, sau lưng kình thiên bóng người, lại vung mạnh dùi trống, hướng về thiên khung oanh kích, tiếng trống như vạn cổ lôi đình, đi ngang qua năm tháng cổ xưa Trường Hà, rung động vạn cổ tiên khung. Phốc! Chính diện ngạnh cương Triệu Bân, thân thể nổ thành xương máu, chỉ còn dư hư ảo nguyên thần. Lần này ngang nhau, bóng đen tà niệm là hồn thể, hắn bây giờ cũng là hồn thể. Tiền bối có nhã hứng như vậy, vãn bối cũng mời ngươi nghe một khúc. Triệu Bân đạp đất đứng vững, lật tay lấy ra rất lâu không dùng thạch cầm. Hắn đứng lặng tại mênh mông thương khung, hư ảo ngón tay cực tốc kích thích dây đàn, đàn tấu chính là không xương khúc, vô hình tiếng đàn, diễn trở thành đạo âm, vô hình đàn ý, thì diễn hóa trở thành đạo ý. Hủy diệt tiếng trống, thật bị tiếng đàn chặn lại. Hai loại âm ba đối kháng, lại một lần sụp đổ thiên địa. Cái thanh kia thạch cầm. Bóng đen tà niệm thì thào một lời, không nhìn Triệu Bân, chỉ nhìn thạch cầm. Hắn gặp qua thanh cầm kia, rất nhiều năm trước chỉ thấy qua, Thương Hải tang điền sau đó, gặp lại năm đó chi vật,
có một loại không nói ra được thân thiết, đáng tiếc là, đánh đàn giả. Không phải trước kia người kia. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Vĩnh Hằng giới, Vân Thương Tử mắng một tiếng. Hắn là quần chúng, hắn cũng là nghe khách, nhìn ra cũng nghe ra, Triệu Bân tiếng đàn là rơi xuống hạ phong, lại mẹ nó ngạnh cương như vậy, chỉ còn dư nguyên thần tên kia, sẽ bị cái kia tiếng trống chấn thành cho bụi. Triệu Bân không đáp lời nói, vẫn như cũ kích thích dây đàn. Hiếm thấy một hồi đại chiến, liền dùng này ma luyện khúc đàn. Tâm cảnh của hắn tại thuế biến, tiếng đàn cũng tùy tâm cảnh mà biến, đàn bên trong bi thương cùng ý sát phạt, đều tại tiếng chống đối với hắn áp chế xuống, biến cổ xưa xa xăm, giống như cũng chọc đầu kia tuế nguyệt trường hà. Hảo tiểu tử, bóng đen tà niệm ánh mắt thay đổi, biến có chút phức tạp. Nhìn xem bây giờ tiểu bối, hắn bừng tỉnh giống như nhìn thấy mình năm đó, cũng là không chịu thua chủ. Phá! Nhưng người Triệu Bân hét lớn một tiếng, tiếng đàn đàn ý mạnh đến cực hạn. Chấn thiên tiếng chống bị cưỡng ép đánh vỡ, kèm thêm đạo kia kình thiên bóng người, cũng đạp một bước lui lại, tay cầm cái kia rùi trống, ầm vang nổ diệt, hư thiên mà thân thể khổng lồ, thì theo gió mà qua. Vì thế, hắn cũng bỏ ra giá tiền thảm thiết. Tiếng chống còn sót lại, thành một cổ vô hình sát ý, bổ giết hắn nửa cái nguyên thần. Giống nhau như đúc vết thương, bóng đen tàn niệm tử cũng có. Đó là tiếng đàn cùng tiếng đàn uy thế còn dư, cũng tại trong nháy mắt diễn biến thành sát ý, lực sát thương cũng bẻ gãy nghiền nát, xinh xinh chém chết hắn nửa cái hồn thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kình thiên bóng người tiêu tán, tiếng trống cùng tiếng đàn cũng tiêu diệt. Mở tối thiên địa, ở đây một cái chớp mắt rơi vào tĩnh mịch một cách chết chóc. Triệu Bân lung la lung lay đứng không vững, tàn phá nguyên thần thể, theo huyết gió phiêu dắt. Vân Thương Tử thì gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen, tên kia mặc dù bị thương nặng, nhưng có vẻ như còn có át chủ bài không động, chỉ là một cái chấn thiên cổ âm thanh, liền đem Vĩnh Hằng tiên thể cho đánh cho tàn phế, có thể tưởng tượng được át chủ bài khủng bố đến mức nào. Hắn đoán không giả, bóng đen tàn niệm đích xác còn có át chủ bài. Nhưng, đó là lấy mạng đổi mạng thần thông, cần chung phốc hoàng tuyền. Cái thanh kia thạch cầm, ở đâu ra? Bóng đen tàn niệm nhạt đạo. Ngữ khí ít đi một phần lệ khí. Nhặt, Triệu Bân há miệng chính là lời nói thật. Lần này không có lừa gạt người, cái này thạch cầm thực sự là hắn nhặt, tại ma vực di chỉ nhặt. Tú Nhi từng nói qua, này đàn rất bất phàm, dùng nó đàn tấu khúc, có thần bí chi lực gia trì. Bất quá, hắn lại thường xuyên cầm cái này cây đàn đi đập người, hắn lực sát thương không là bình thường bá đạo. Thôi, bóng đen tàn niệm buồn vô cớ thở dài, càng là triệt bỏ uy thế. Hắn bắt không được cái này tiểu hậu bối, cũng không tâm tình lại đánh. Gì tình huống? Triệu Bân sửng sốt, Vân Thương Tử cũng sửng sốt. Đặc biệt là Triệu Bân, đã làm tốt tái chiến 800 hiệp chuẩn bị. Bóng đen tà niệm không lại nói, yên lặng chuyển thân, từng bước một càng lúc càng xa, chiếu đến ảm đạm quang, hắn bóng lưng hơi có vẻ một vòng điều hưu, tang thương cổ lão hồn chi khí, tại từng luồng phiêu tán. Ngươi là ai? Triệu Bân đuổi theo. Hồng Trần khách qua đường. Bóng đen tà niệm ngữ khí có chút khàn khàn. Không đợi Triệu Bân tái phát hỏi, cả người hắn cũng như một mảnh nhuốm máu gió, hóa diệt ở giữa thiên địa. Triệu Bân không hiểu ra sao. Vân Thương Tử một mặt mộng bức. Vừa mới còn chiến không chết không thôi, đây là gì cái tên vở kịch? Ngươi có thể nhận ra hắn? Triệu Bân hỏi. Chưa từng nghe thấy, Vân Thương Tử một tiếng ho khan. Triệu công tử sờ cằm một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái cùng ma tử giống nhau như đúc tàn niệm, cái này lại là một cái trùng hợp sao? Hắn trải qua hồng trần thế gian, thật chỉ là một tuồng kịch. Sững sờ gì đây, cầm thiên linh châu A, Vân Thương Tử thúc giục một tiếng. Triệu Bân lúc này mới thu thần, lại trở về trước tế đàn. Nhắc tới tòa tế đàn nhỏ, cũng đúng là mẹ nó cứng chắc, lúc trước thiên địa đều sụp đổ, nó ngược lại tốt, từ trên xuống dưới không phát hiện chút tổn hao nào. Nên khắc ấn trên đó trận văn, giúp nó tháo xuống tổn thương. Trận này, rất khó phá a, Vân Thương Tử lại bay ra. Đây là câu nói nhảm, nếu có thể lấy đi Thiên Linh Châu, U Linh người điều khiển cùng bóng đen tàn niệm sớm cầm đi, cũng không biết cái nào nhân tài, bày ra trận pháp, bao nhiêu năm tháng, càng là không có chút nào hư hao. Triệu Bân nhìn lén một phen, ngồi xếp bằng. Muốn cầm Thiên Linh Châu, cần trước tiên phá trận pháp. Muốn phá trận pháp này. Hắn trước tiên cần phải chữa thương. Sớm biết bóng đen tàn niệm như vậy dễ nói chuyện, hắn liền không chơi bạc mạng xông đi lên. Đến,
bị nện cho cái nửa chết nửa sống. Hắn cái này nhắm mắt chữa thương, mấy khỏa thiên linh châu lại chạy ra. Cũng như lúc trước, bọn chúng vòng quanh tế đàn vừa đi vừa về xoay quanh, mà bị phong tại trên tế đàn thiên linh châu, cũng là ong ong thẳng run, muốn thoát ly phong cấm, làm gì hữu tâm vô lực, đặt cái kia lo lắng xuông. 3 ngày sau, Triệu Bân tái tạo nguyên thần. Hắn vẫn như cũ chưa tỉnh, duyên bởi vì thương tích quá nặng. Hắn đủ dùng hơn nửa tháng, mới tái tạo thân thể, mới khử diệt thể nội sát ý, có lẽ là chấn thiên cổ âm thanh quá tà dị, mãi đến hắn mở con mắt, lỗ tai đều ông ông, gây hắn tâm cảnh rất bất ổn. Tới, cách đó không xa, Vân Thương Tử kêu một tiếng. Triệu Bân xoay người dựng lên, rơi vào trước tế đàn. Phía dưới tế đàn, như có đồ vật, Vân Thương Tử trầm ngâm nói. Có không, bị Vân Thương Tử kiểu nói này, Triệu Bân hướng phía trước tiếp cận một phần. Lại mở thiên nhãn, nhưng một phen mong sau khi nhìn, gì cũng không nhìn thấy không nói, hai cái mắt còn bị hoảng bốc lên kim tinh. Thì ra, viên này thiên linh châu là phong ấn, Vân Thương Tử một tiếng thổn thức. Chính xác nói, là một cái trận cước, Triệu Bân xen vào một câu, một mực nhào nặn mắt. Như vậy vấn đề tới, tòa tế đàn này phía dưới, đến tột cùng là cái gì, lại dùng bí tàng chìa khóa phong ấn. Không có người cho bọn hắn đáp án. Bóng đen tà niệm có lẽ biết đáp án, nhưng người kia đã thành thoảng qua như mây khói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Vân Thương Tử tính thăm dò đạo. Triệu Bân chữa thương cái này hơn nửa tháng, hắn cẩn thận nghiên cứu tế đàn, mặc dù trận pháp rất huyền ảo, nhưng cũng không phải là không thể phá, đơn giản vấn đề thời gian, thực sự không được, lại hao tổn tiên vương pháp khí nổ tung nó. Nếu chỉnh ra một cái thế đại ma, chẳng phải là rất lúng túng. Triệu Bân mang theo Long Uyên. Vòng quanh tế đàn nhìn tới nhìn lui, khi thì còn giơ lên kiếm, gõ gõ tế đàn nhỏ, xong lại cúi đầu nhào nặn mắt, hắn là không chỉ một lần nhìn lén, cũng không chỉ một lần bị chói mắt. Lão đại, có người đi vào rồi. Đang do dự lúc, Triệu Bân chợt nghe phân thân truyền âm. Triệu Bân từ tế đàn thu con mắt, liên tiếp phân thân ánh mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một bóng người, tóc tai bù xù, toàn thân trên dưới ô 7, 8 đen. Có lẽ là khoảng cách quá xa, có lẽ là hắc động quá lờ mờ, không có thế nào thấy rõ đối phương tôn vinh. Thân ảnh này, tựa như ở đâu gặp qua. Triệu Bân một tiếng nói thầm, lại vô tận thị lực. Như vậy một nhìn, cũng không chính là đạo tiên sao. Hôm nay đạo tiên, bề ngoài như có chút không bình thường, như tự uống say liền, đi đường lay động hoảng, hắn từng mấy lần kêu gọi, đối phương đều không nửa chút đáp lại, giống như là không chút tỉnh ngủ. Oanh! Không lâu, một tiếng vang ầm ầm triệt để u uyên. Lung la lung lay đạo tiên, từ phía trên đi xuống, hơn nữa, là một đầu ngã xuống. Nếu không thì thế nào nói là đỉnh phong tiên vương, thể phách chính là trầm trọng, chấn đại địa đều một hồi lắc lư. Triệu Bân tốc như kinh hồng, chạy tới đầu tiên. Hắn đến lúc đó, đạo tiên đã hôn mê ở trong phế tích. Đây là, đạo bên trong tiên. Vân Thương Tử tiến lên liếc mắt nhìn, không khỏi một tiếng kinh ngạc. Đạo gia người không phổ biến, tùy tiện sách ra một cái cũng là bất phàm hạng người. Như vị này, chính là tương đối siêu quần xuất chúng, hắn từng có may mắn gặp qua một lần. Hắn thật bất ngờ, đạo tiên sao cũng chạy hắc động tới. Triệu công tử tất nhiên là biết, tạm thời không cho Vân Thương Tử giảng giải. Hắn nhìn chính là đạo tiên, vị này trạng thái rất quỷ dị, rõ ràng không có ý thức thanh tỉnh. Còn có, đạo tiên toàn thân trên dưới cũng là vết thương. Cũng không biết cùng cái nào đại năng làm một trận. Tiền bối, Triệu Bân đẩy đạo tiên. Đạo tiên ngược lại là tỉnh, bỗng nhiên một chút ngồi dậy. Nhưng, ba lượng trong nháy mắt sau đó, hắn lại phịch một tiếng nằm đó. Triệu Bân vào đầu, lúc này mới bao lâu không gặp, thế nào thành dáng người như gấu này, hắc động coi là thật đáng sợ như vậy, liền nói tiên đô ăn quả đắng, thương nặng như vậy, hắn là tao ngộ thần cấp quái vật sao. Nghĩ như vậy. Hắn một ngón tay đặt ở đạo tiên mi tâm. Chuyện giống vậy, Vân Thương Tử cũng tại làm. Thật lâu, mới gặp Triệu Bân thu pháp, lại là ánh mắt sáng tối chập chờn. Vốn định nhìn một chút chuyện ra sao, nhưng đạo tiên thần hải, là một mảnh hỗn độn. Trừ này, chính là đạo gia thủ hộ chi quang, đã cách trở hắn nguyên thần nhìn lén. Như thế nào, Triệu Bân nhìn về phía vẫn còn đang cho đạo tiên tiểu Vân Thương Tử. Nguyên thần từng bị trọng thương. Vân Thương Tử trầm ngâm nói, có thần bí sức mạnh khóa lại chân thân. Nhưng có biện pháp đem hắn tỉnh lại. Triệu Bân hỏi một câu.
cho lão phu suy nghĩ một chút. Vân Thương Tử treo ở giữa không trung, lại là một hồi lâu không ngôn ngữ. Triệu công tử cũng không nhàn rỗi, lấy thánh dược chữa thương, giúp đạo tiên khép lại vết thương. U Uyên dưới đáy, tàn phá thôn xóm. Triệu Bân cẩn trọng, hơi trầm xuống ngủ đạo tiên chữa thương. Vân Thương Tử cũng đầy đủ thượng đạo, liền nhìn chằm chằm đạo tiên nguyên thần nhìn. Gì tình huống? Như lời này, Triệu Bân đã ở đáy lòng hỏi rất nhiều lần. Tiến hắc động phía trước, đạo tiên chỉ là bản nguyên bị phong, vào hắc động, liền mẹ nó nguyên thần cũng bị khóa, hắn rất là tò mò, đến tột cùng là cái nào hai cái nhân tài, có thể đem một tôn đỉnh phong tiên vương làm lúng túng như vậy. Có thể tìm ra ra phương pháp phá giải, Triệu Bân hỏi. Hai cái phương pháp, Vân Thương Tử trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, đệ nhất, cưỡng ép mở khóa, bất tài nửa canh giờ, liền có thể giải phong nguyên thần, nhưng phương pháp này, sẽ lưu lại đạo thương. Lại còn có thể thương hắn căn cơ, thứ hai, dùng ngươi nguyên thần chi hỏa rèn luyện, ước chừng đoán chừng, cần nửa tháng lâu, nhưng sẽ không đả thương hắn chân thân. Loại thứ hai, Triệu Bân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp làm lựa chọn. Thật đem đạo tiên làm một cái nửa chết nửa sống, hàng này tỉnh lại còn không đem hắn bóp chết. Ông, hắn mang ra thiên vũ tiên lô, đem đạo tiên bỏ vào. Cùng với tiên lô oanh một tiếng rung động, hắn nguyên thần chi hỏa cháy hừng hực. Bao khỏa đạo tiên nguyên thần, hắn là một chút cũng không mang lưu tình, hướng chết rèn luyện, đỉnh phong tiên vương đi. Kháng đánh. Ngô. Cho dù là đỉnh phong tiên vương, cái kia cũng biết đau. Hôn mê bên trong, đạo tiên rên thống khổ chưa từng đoạn tuyệt. Ngươi, cùng hắn có thù, Vân Thương Tử ý vị thâm trường nói. Không có thù a, Triệu Bân trở về tùy ý, nguyên thần chi hỏa đốt phượng hơn. Tất nhiên không có thù, vì đi hạ thủ hung ác như vậy. Sư tôn ta từng nói, đau cũng là một loại tu hành. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, Vân Thương Tử một lời lời nói ý vị sâu xa, cũng không biết là hàng này học hảo, vẫn là không niệm thiên mang hảo, cái này một sư nhất đồ, cũng là đường đường chính chính nhân tài. Bên này, Triệu công tử đã gỡ tay áo. Chiến lực toàn bộ triển khai hắn, nguyên thần chi hỏa vẫn là rất đủ lực đạo. Cũng không biết là nhìn đạo tiên khó chịu, vẫn là công báo tư thù. Hắn đây thật là chơi mệnh hướng chết luyện, liền một mồi lửa mà thôi, còn có thể đem đỉnh phong tiên vương thiêu chết hay sao? Đau tốt một chút nhanh hơn. A, à, mổ heo tựa như kêu thảm, rất nhanh vang lên. Vân Thương Tử là duy nhất quần chúng, nhìn toàn thân trên dưới gió mát siêu siêu, hắn khi trước dự phán, là ước chừng nửa tháng liền có thể giải phong nguyên thần, bây giờ nhìn cái này cường độ, sợ là 10 ngày đều không dùng. Ác mộng, đạo tiên thấy ác mộng. Hắn thời khắc này thần thái, chính là chứng minh tốt nhất, đau. Lão đạo, tối nay ánh trăng không tồi. Triệu công tử đột nhiên một lời. Người có phải hay không muốn nói, để cho lão phu đi địa phương khác mát mẻ một lát. Vân Thương Tử chậm chậm nói. Cao tuổi, liền nên sống lâu động hoạt động. Lời này rất hợp ý ta, người chậm rãi rèn luyện. Vân Thương Tử nói, thật sự bay đi rồi, như một cái du khách, vừa đi vừa về du lịch, một vùng phế tích như vậy. Cũng không biết hắn tại nhìn gì, xem ra. Còn rất có tư tưởng. Triệu công tử thì ra dáng, lấy nguyên thần chi hỏa nung khô. Gặp Vân Thương Tử đi xa, hắn mới lén lén lút lút tế một đạo kiếm khí. Tốc độ kiếm khí như kinh lôi, bay vào trong tiên lô, tại đạo tiên cổ tay hoạch xuất ra một đạo huyết khe, có từng sợi máu tươi trôi tràn mà ra, ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên cùng minh mông sinh linh chi lực. Triệu công tử liền tự giác, sớm chuẩn bị tốt bình ngọc, đem huyết thu vào. Đây cũng không phải là thông thường huyết, đây là thái sơ hoang ma thể huyết. Giá trị lão tiền. Tiền bối, người đừng trách ta. Nghèo rất mồng tơi a. Triệu Bân nghiêm túc nói. Này, làm gì vậy? Chợt nghe một tiếng gào to, Vân Thương Tử giết cái hồi mã thương. Không làm gì, Triệu công tử như không có chuyện gì xảy ra thu bình ngọc, một mực cho đạo tiên đổ máu, không nghĩ tới Vân Thương Tử giết trở về, hơn nữa chân còn tạc trơn tru. Phía trước một cái chớp mắt còn tại ngàn trượng bên ngoài đâu. Thiếu lừa gạt lão phu, ta đều nhìn thấy. Vân Thương Tử treo ở giữa không trung, lời nói rất có tư thái. Cứ nói đi, tiểu tử này đem hắn đẩy ra, chuẩn làm không tốt sự tình. Còn tốt hắn cơ trí, giết cái hồi mã thương. Người cái lão bất tử, biết không thiếu a. Tiền trà nước, tới một chút thôi. Triệu công tử cũng là rộng thoáng người. Lại cho đạo tiên thả nửa bát huyết. Cái này, chính là cái gọi là tiền trà nước, thái sơ hoang ma thể huyết,
phân thương tử cũng hiếm rất đâu. Có hậu bối thế này, lão phu lòng rất an ủi. Phân thương tử cười ha ha, cuốn đi đạo tiên nửa bát huyết. Gặp mặt phân một nửa, đi theo vĩnh hằng tiên thể, thịt không kịp ăn dù sao cũng phải để cho hắn hút miếng canh. Đợi hắn ngày quay về hồng hoang đại lục, liền dùng này huyết trọng tố thể phách. Chờ đạo tiên tỉnh lại, cũng đừng nói linh tinh, Triệu Bân chọc chọc phân thương tử. Lão phu là như vậy người không có đầu óc, phân thương tử ngữ khí nghĩa chính ngôn từ. Bọn hắn, bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Dám vạch trần ra ngoài, nhưng là không phải là bị đánh cái nơ con bướm đơn giản như vậy. Ân, trẻ con là dễ dạy, Triệu Bân hài lòng cười. Sự tình bại lộ, hắn cũng sẽ không che giấu, quang minh chính đại đổ máu. Ý tứ được, người muốn thả bao nhiêu a? Đây chính là đỉnh phong thiên vương, nội tình hùng hậu đây. Vẫn là một già một trẻ, một trái một phải lại nhảy ục ục không xong. Nhìn đạo tiên, ác mộng là càng làm càng chán ghét, vừa mới chỉ là đau đớn, bây giờ. Đầu sao chả có chút phượng hồ đâu, cảm giác kia, giống như là sau 3 ngày 3 đêm, thể lực chống đỡ hết nổi. Không thể lại thả. Gặp đạo tiên thần sắc hơi có vẻ tái nhợt, Triệu Bân mới dừng tay. Hắn thu thập suy nghĩ, chuyên tâm rèn luyện đạo tiên nguyên thần. Thời gian lâu dài, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy khóa lại đạo tiên cỗ lực lượng kia, là xích sắt hình thái. Chính xác chói gô, đem đạo tiên nguyên thần, khóa gắt gao, lại dị thường kiên cố. Có biết đây là cái gì lực lượng? Triệu Bân mong nhìn Vân Thương Tử. Rất rõ ràng, đạo tắc chi lực, Vân Thương Tử lời nói như ung dung. Ta biết là đạo tắc, đây là đâu một loại đạo? Quỷ hiểu được, nhưng nhất định là một loại bất phàm đạo. Triệu công tử không lại hỏi thăm, hỏi nhiều tất cả đều là nói nhảm. Xét thấy đạo tắc xích sắt rất kiên cố. Triệu Bân tại rèn luyện ngoài, còn cần nguyên thần kiếm lần lượt phách chạm, phía sau tiếng leng keng, bên tai không dứt, mà đạo tiên kêu rên, cũng là liên tiếp vang lên. Chớ dùng sức mạnh, Vân Thương Tử nhắc nhở một tiếng. Ta có chừng mực, Triệu Bân thuận miệng trả lời một câu. Đây là lời nói thật, trong lòng không có đếm hắn cũng không dám phách chạm như vậy. Chớp mắt 3 ngày, lặng yên mà qua. Triệu Bân là cẩn trọng, lại không tiến triển chút nào. Nguyên thần hỏa nung khô luyện không hóa đạo thì xích sắt, nguyên thần kiếm phách chạm, cũng giống vậy không lay động được, không phải hắn chiến lực không được, là đạo tắc quá mạnh quá kinh khủng. Đến ngày thứ tư, đạo tắc xích sắt mới hơi có buông lỏng. Đây là một cái khởi đầu tốt, còn lại chỉ vấn đề thời gian. Triệu Bân không dám buông lỏng, liền sợ tùng như vậy một hơi, đạo tắc xích sắt lại phục hồi, giải phong nguyên thần, cùng luyện đan có phần giống nhau, cần một mạch mà thành. Nếu bỏ dở nửa chừng, lãng phí vẫn là thời gian. Vân Thương Tử cũng thời khắc canh giữ ở cái này, con mắt có chờ mong. Nghĩ ra không gian này hắc động, còn phải dựa vào đạo bên trong tiên. Thanh danh hiển hách một đời tiền bối, còn có thể đem hai người họ bỏ vào hắc động hay sao? Bao, bịch, kim loại va chạm âm thanh, khi thì từ đạo tiên thể bên trong vang vọng. Đó là nguyên thần kiếm cùng đạo tắc xích sắt va chạm thanh âm, vì giải phong đạo tiên nguyên thần. Hắn đã đường đường chính chính chặt đủ 3 năm ngày, nhìn đạo tắc trên xích sắt, tất cả đều là nguyên thần kiếm chém ra khe rãnh. Đạo tiên rất thống khổ, Triệu Bân cũng không tốt gì. Từ rèn luyện cái kia mặt trời mọc, hắn liền chưa bao giờ ngừng qua. Như thế, tất nhiên là có phần hao tổn tinh lực, có thể thấy hắn thâm thúy con mắt, đã hiện đầy từng cái tơ máu, mênh mông khí huyết, bàng bạc nguyên thần lực, cũng bị bại không thiếu, hao tổn chính là tinh thần uể oải. Nhìn không được liền nghỉ một chút, Vân Thương Tử nói. Lại tiếp tục như vậy, sợ là không đợi đạo tiên tỉnh lại, hàng này căn cơ liền đã bị hao tổn. Triệu Bân không có trả lời, vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, căn cơ bị hao tổn không có gì, hắn có vạn pháp trường sinh quyết, kém nhất, lại phối hợp dịch cân kinh, nhất định có thể tái tạo nội tình, chuyện như thế hắn thường xuyên làm. Thời gian đã tới ngày thứ 9. Triệu Bân đã hao tổn đến cực hạn nhất. Nhưng thành quả của hắn vẫn là rất rõ rệt. Nhìn cái kia đạo tắc xích sắt, đã bị hắn đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhanh, Vân Thương Tử tàn hồn đều hiểu. Thêm ít sức mạnh mà nói, hôm nay liền có thể phá phong. Răng rắc. Đột nhiên, có nhỏ xíu vỡ vụn thanh âm vang lên. Hai người nghe chi cùng trách mắt, nhìn chính là phong ấn thiên linh châu tế đàn nhỏ. Vừa mới tiếng vỡ vụn, chính là từ cái kia truyền tới. Triệu công tử không rảnh quan tâm chuyện khác. Vân Thương Tử tàn hồn phiêu đi qua. Đến gần nhìn lên,
mới gặp tế đàn nhỏ bên trái đã nứt ra một cái khe, có từng tia quỷ quyệt chi lực, từ khe hở bên trong bay ra, cổ xưa tang thương, băng lãnh cũng cô quạnh, để cho hắn tâm linh cự chiến. Như thế nào, Triệu Bân kêu, vật phía dưới, đang trùng kích phòng ấn, Vân Thương Tử trả lời. Triệu Bân nghe xong lông mi hơi nhíu, có một loại rất dự cảm bất tường, bởi vì từ nhỏ tế đàn có vết rách, hắn liền cảm giác giữa thiên địa hàn phong tàn phá bừa bãi, đông hắn xương cốt đau nhức, tâm thần cũng ngăn không được rung động. Rất rõ ràng, tế đàn phong ấn chi vật rất mạnh rất khủng bố. Ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, tiếng tạch tạch lại một lần vang lên. Trên tế đàn vết rách, cũng theo đó nhiều một đạo lại một đạo. Oanh! Cùng với vết rách không ngừng nổ tung, mây gió đất trời biến sắc, thương miểu có sấm sét vang dội. Băng lãnh cô quạnh chi ý lồng mộ thiên địa, mở tối thiên địa, cũng bị che vẻ lo lắng. Nơi đây không nên ở lâu, Vân Thương Tử như tiên quang bay trở về. Triệu công tử lúc này cũng đứng lên, phất tay áo đem Vân Thương Tử thu vào vĩnh hằng giới. Sau đó chính là bột đá, thoa khắp đạo tiên toàn thân, ngăn cách công việc của hắn nhân khí. Siêu! Lấy đi đạo tiên, hắn mới một bước đạp lên trời. Nhưng, không đợi hắn chân chính bỏ chạy, thì thấy tế đàn ầm vang nổ tung. Dưới tế đàn, có huyết sát mãnh liệt lăn lộn, có thể gặp một đạo bóng người mơ hồ, từ bên trong đi tới, thân thể của hắn nặng nề như núi lớn, rơi xuống đất đạp càn khôn động rung động, chấn Triệu Bân ho ra đầy máu. Bởi vì hắn đi ra, lờ mờ thiên địa uy áp đột nhiên tăng. Triệu Bân nhìn không được áp lực, từ thiên rơi xuống. Có thể ngửi chân hắn xương vỡ nứt âm thanh, tổng cảm giác đầu vai đè ép một tòa 8.000 trượng đại sơn. Thật mạnh a! Triệu Bân khóe miệng chảy máu không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến huyết sát hải dương. Tại hắn mong nhìn xem, mơ hồ bóng người chậm rãi đi ra, tựa như một tôn đến từ tuế nguyệt cuối đại ma, mỗi một bước đều rất giống dẫm ở trên càn khôn, mỗi một bước rơi xuống đất, đều chấn thiên địa lắc lư. Này một cái chớp mắt, ở xa niết bàn tinh vực chế tài giả bên cạnh con mắt. Cũng là này một cái chớp mắt, còn tại bị đuổi giết nguyệt thần cũng bên cạnh con mắt. Hai tôn thần minh đều ngửa mặt nhìn hư vô, bừng tỉnh dường như đang nhìn vừa ý thương. Oanh! Mơ hồ bóng người một bước cuối cùng rơi xuống, cuối cùng là đi ra huyết sát hải dương. Hắn không phải cá nhân, hẳn là một cái quái vật, nửa người đều che có lân phiến, đầu lâu to lớn, trừ miệng liền còn sót lại một cái lớn con mắt, sau lưng còn kéo lấy một cái đuôi, rất giống đuôi rồng. Đây là cái gì? Triệu công tử hai mắt híp lại, vô tận lịch duyệt cũng chưa từng thấy qua quái vật bực này. Hắn chỉ biết, quái vật này mạnh đến mức không còn gì để nói, khí chàng đè hắn không thể động đậy. Ách, ách ma! Vân Thương Tử ngữ khí run rẩy, tựa như nhận ra quái vật này. Triệu công tử nghe rất rõ ràng, nghe cái này xưng hô đã biết không phải gì đồ chơi hay. Ở đây như thế nào bịt lại ách ma? Vân Thương Tử tàn hồn cự chiến. Sau khi nói qua, hắn mới nhớ tới cái gì, há miệng chính là một tiếng gào to, chạy mau. Ta mẹ nó động một cái cũng khó khăn. Triệu công tử dù chưa ngôn ngữ, nhưng thần thái đại biểu hết thảy. Cái kia cái gọi là ách ma, uy áp quá mạnh thật là đáng sợ, đứng bất động còn bị nghiền xương đùi nổ tung, hắn nếu dám buông lỏng một hơi, chỉ cần một giây, cả người liền sẽ bị ép thành một bãi thịt nát. Vĩnh hằng tiên thể, ách ma u nở nụ cười, liếm liếm đầu lưỡi đỏ chét. Ta, không thể ăn, Triệu Bân nói khá chính trải qua, còn cứng rắn chống đỡ lấy một hơi. Ách ma khóe miệng hơi vểnh, hơi hơi đưa tay, cách không mò về Triệu Bân. Hắn tựa như đối không gian lĩnh hội rất sâu, vùng thế giới kia đều bị giam cầm. Triệu công tử chỉ cảm thấy lực lượng thần bí ra thân, lúc trước còn có thể cưỡng ép động một cái, hiện nay đi. Đi loanh quanh con mắt đều tốn sức, bị phong cấm như vậy, chớ nói nhất phi trùng thiên, bò đều bò không đi ra. Nhanh, trốn vào tới, Vân Thương Tử vội vàng hoàng đạo. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu Bân cũng đã trốn vào vĩnh hằng giới. Áp lực chợt giảm, hắn một ngụm lão huyết cuồng thổ, suýt nữa một đầu cắm cái kia. Vĩnh hằng giới. Ách ma đầy mắt khinh miệt, lại cho không gian giam cầm, ra chỉ một cỗ quỷ quyệt sức mạnh. Vĩnh hằng giới tùy theo run lên, bị quỷ quyệt sức mạnh triệt để khóa kín, giới nội càn khôn đều ngừng vận chuyển. Hỏng bét, hắn muốn luyện hóa vĩnh hằng giới. Vân Thương Tử trầm giọng nói, đã nhìn ra ác ma ý đồ. Nói cho cùng, vĩnh hằng giới chỉ là một cái không gian tùy thân, tung nhỏ bé như đất cát, nhưng nếu tao ngộ bậc đại thần thông, vẫn là không chỗ che thân, mà bây giờ ác ma, chính là một tôn đáng sợ quái vật.
tiền bối, đắc tội. Triệu Bân hóa ra nguyên thần chi kiếm, thuận tay còn xách tới đạo tiên. Này cục không khó phá, đem vị này đánh thức liền tốt, đạo bên trong tiên thủ đoạn thông thần, đối đầu ách ma quái vật, cho dù chiến không được, nhưng bảo mệnh cũng không có vấn đề, thực sự không được, vắt chân lên cổ mở độn thôi. Bao! Hắn một kiếm đánh xuống, chạm tại trên đạo tiên nguyên thần. À không đúng, hẳn là chạm tại khóa lại đạo tiên pháp tắc trên xích sắt. Đặc thù thời kỳ, liều mạng cay cú nói tiên căn cơ bản, cũng cưỡng ép phá phong ấn, dù sao cũng so bị luyện hóa hảo. Lão phu giúp ngươi. Vân Thương Tử hóa thành một thanh kiếm, cũng là chơi bạc mạng chặt. Hai người bọn họ chơi bạc mạng không sao, đao nhân đạo tiên kêu rên không ngừng. Oanh! Vĩnh Hằng giới lại run lên, bắt đầu lại huyết sát xâm nhập. Như tiên cảnh vĩnh hằng thiên địa, bởi vì huyết sát nhiễm loang lổ lỗ chỗ, chờ huyết sát hoàn toàn lồng mộ không gian, vĩnh hằng giới liền sẽ bị triệt để luyện hóa, thân ở bên trong người hoặc vật, đều sẽ bị hắn luyện diệt. Bao, bịch, Triệu Bân cùng Vân Thương Tử một trái một phải, như tự đang đánh thép, chém bao bao vang dội. Thời gian không đợi người, bọn hắn phải tại vĩnh hằng giới bị luyện hóa phía trước, tỉnh lại đạo bên trong tiên. Bọn hắn phách trảm rất có hiệu quả, khóa lại đạo tiên nguyên thần xích sắt, bị từng đạo chặt đứt. Đương nhiên, đây là muốn trả giá thật lớn. Đại giới đi, chính là đạo tiên căn cơ. Cưỡng ép phá phong ấn, đã tổn hại hắn nội tình. Diệt. Ách ma nhàn nhạt một chữ, huyết sát bao trùm toàn bộ vĩnh hằng thiên địa. Đây không phải hắc động, nhưng bị che giấu thiên địa lại là tối sầm. Phá. Cũng là cùng một trong nháy mắt. Triệu Bân cùng Vân Thương Tử hợp lực chém đứt cuối cùng một đạo xích sắt. Ngủ say đạo tiên, tiên khu run lên bần bật, ý thức tùy theo quay về, một giây sau liền thông suốt mở con mắt có một đạo kinh mang mãnh liệt bắn, phảng phất lưỡng đạo như kiếm quang, đâm rách che thiên hắc ám. Đây là đâu? Đạo tiên vô ý thức ngồi dậy, mờ mịt nhìn lấy thiên địa. Không đợi Triệu Bân đáp lời, thì thấy vĩnh hằng giới oanh run lên. Xong, vừa mới thức tỉnh đạo tiên. Liền bị ném ra ngoài, tất cả bởi vì nguyên thần giải phong, tất cả bởi vì khí uẩn lộ ra, đánh tan trên người bột đá, không thể che hết người sống khí, không phải liền bị ném ra. Nếu không thì thế nào nói là đỉnh phong tiên vương, tiên khu nặng nề như núi, đạp thiên địa lắc lư. Có lẽ là ngủ mơ hồ, có lẽ là bị đổ máu quá nhiều, đạo tiên lúc rơi xuống đất, một bước không có thế nào đứng vững, suýt nữa một đầu cắm cái kia. Gặp chi? Triệu Bân cùng Vân Thương Tử tất cả một tiếng ho khan. Đạo tiên chân cẳng như nhũn ra như vậy, đều là bái bọn họ ban tặng. Ném đi nhiều máu như vậy, không choáng đầu mới là lạ. Bất quá, bởi vì đạo tiên hiện thân, không gian giam cầm bị phá. Còn có vĩnh hằng giới, che thiên huyết sát cũng tại dần dần rút đi. Đạo gia người. Ách ma một lời u cười, một mắt hiểu rõ đạo tiên lai lịch. Đạo tiên cuối cùng là đứng vững vàng. Trước tiên liếc qua thiên địa, ánh mắt mới rơi vào ách ma trên thân, nhìn hai mắt híp lại, liền Vân Thương Tử đều nhận được ách ma, hắn cái này đỉnh phong tiên vương há có thể không nhận ra, nguyên nhân chính là nhận ra, hắn mới lông mi hơi nhíu, con chim này không gảy phân hắc động, lại mẹ nó có ách ma. Thái sơ hoang ma thể, thật là tinh thuần khí huyết. Ách ma lại đặt cái kia liếm đầu lưỡi, đầy mắt cũng là tham lam chi quang. Hắn vận khí có vẻ như không tệ. Vừa phá phong liền đụng phải hai mạch nghịch thiên truyền thừa. Chính là quái vật kia, thả ngươi rất nhiều máu. Nếu không phải là bọn ta kịp thời đuổi tới, ngươi liền bị hút thành thây khô. Cơ chí Triệu công tử cùng Vân Thương Tử, nói chứng chạc đàng hoàng, ngược lại mấy ngày trước đây đạo tiên đang ngủ say, gì cũng không biết, còn không tùy tiện bọn hắn nói, tìm cái này ách ma cõng nổi không thể thích hợp hơn. Đạo tiên không đáp lời nói, theo bản năng thấy bên trong thể phách. Khó trách hai chân như nhũn ra đầu não choáng, nguyên là bị thả huyết. Làm sao xử lý, nộ khí sao chả có chút không đè ép được đâu. Hắn hung hăng giãy giụa cổ, thuận tiện còn hoạt động một chút cổ tay. Xét thấy tâm tình của hắn rất khó chịu, hôm nay phải tìm kháng đánh làm một cuộc. Thật vừa đúng lúc, đối diện liền có một cái kháng đánh. Thần phục bản tôn, tha cho ngươi khỏi chết. Ách ma u u nở nụ cười, cái kia bức cách tràn đầy. Đáp lại hắn. Nhưng là đạo tiên một tia kiếm khí màu tím. Đừng nhìn kiếm khí bình thường, lại tiềm ẩn hủy diệt kiếm ý. Không biết tự lượng sức mình. Ách ma tùy ý cua tay, muốn đem kiếm khí xóa bỏ. Thế nhưng là, kiếm khí màu tím lại trong nháy mắt hóa thành vô hình. Có chút đạo hạnh đi.
Ách Ma mang hoảng thu tay lại, một bước đạp lên trời. Hắn thân pháp là quỷ quyệt, nhưng đạo tiên kiếm ý có vẻ như càng nhanh. Phốc, huyết quang tùy theo chợt hiện, Ách Ma bị chém rụng một tay. Gặp tràng diện này, thần ở Vĩnh Hằng giới Triệu Bân cùng Vân Thương Tử, đều vô cùng tới tinh thần. Không hổ là đạo bên trong tiên, cho dù bản nguyên bị phong, cho dù căn cơ bị hao tổn, cho dù bị thả nhiều máu như vậy, vẫn như cũ chống đỡ được tình cảnh, một đạo kiếm khí bá khí ầm ầm, tháo Ách Ma một đầu cánh tay. Đánh! Nện chết hắn! Hai người như ăn thuốc súng, thuận tiện còn đánh một ống gà con huyết, chách chách hô hô. Nhưng, đạo tiên hành động kế tiếp, lại nhìn hai người khóe miệng co giật, chạm Ách Ma một đầu tay cái kia nhân tài, lại mẹ nó quay đầu chạy, chạy ra ba, năm trượt, lại gạt trở về, cưỡng ép kéo đi Vĩnh Hằng giới. Ngươi chạy gì? Triệu Bân một mặt mộng bức đạo. Không chạy chờ lấy bị làm. Đạo tiên mắng một câu, còn ho một ngụm máu. Hắn là nghĩ đánh tơi bời Ách Ma tới, không đả diệt còn chưa xong, nhưng vừa mới một kiếm, hắn tự Ách Ma thể nội, ngửi được một cỗ lực lượng đáng sợ, sức mạnh kia. Đủ có thể đem hắn tồi diệt. Là hắn đánh giá thấp cái quái vật này, nội tình sự hùng hậu viễn siêu hắn đoán trước. Nếu hắn bản nguyên không bị phong, nếu hắn căn cơ không bị hao tổn, nếu hắn tại trạng thái đỉnh phong, từ không sợ đối phương. Bây giờ đi, trơn tru mở độn mới là vương đạo. Này liền muốn đi, gặp đạo tiên mở độn, Ách Ma hí ngược nở nụ cười. Nhà ta, còn lạnh nhạt thờ ơ quần áo. Đạo tiên sợ đứng lên, cũng là chứng trạc đàng hoàng. Ngươi, đi, Ách Ma một bước vượt ngang càn khôn, rơi xuống đất đạp thiên khung sụp đổ. Thấy hắn vung cánh tay lên một cái, ngập trời huyết sát cuốn tới. Đạo bên trong tiên tắc hai ngón khép lại, lại là một đạo kiếm khí màu tím, xinh xinh bổ ra huyết sát hải dương. Đâm đầu vào, thì thấy một đạo đen nhánh sấm sét, là từ Ách Ma mâu bên trong bắn ra, tuyệt diệt chi uy tiềm ẩn. Ta độn! Đạo tiên một cái không gian Nazi, chui ra khỏi vùng thế giới kia. Đáng tiếc, đen nhánh sấm sét đã khóa chặt hắn, lại không nhìn không gian bình chướng, cũng tháo hắn một đầu cánh tay, chữa thương trong miệng, còn có màu đen u quang lóe sáng, cực điểm hóa diệt lấy căn nguyên của hắn tinh khí. Cùng ta dung hợp, chính là ngươi vô thượng vinh hạnh. Ách Ma một lời băng lãnh uy nghiêm. Theo hắn dứt lời, thiên địa ông một tiếng lắc lư, càn khôn tùy theo đảo ngược. Tại Triệu Bân bọn hắn mong nhìn xem, toàn bộ bầu trời đều hóa thành một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy cực tốc xoay tròn, thôn thiên diệt địa, liền quang đều trốn không thoát nó hấp phệ. Ngô! Đạo tiên kêu đau một tiếng, tại chỗ bị hút vào vòng xoáy. Hắn cái này tiền bối coi như xứng chức, bị hút vào vòng xoáy phía trước một cái chớp mắt, lấy một loại đại thần thông, đem Vĩnh Hằng giới giấu vào thể nội không gian, nếu hắn không cứu, Vĩnh Hằng giới sẽ bị trong khoảnh khắc xé diệt thành tro. Cái này, mạnh như vậy, Vân Thương Tử ngữ khí run rẩy. Triệu Bân không ngôn ngữ, nhìn nhưng là đạo tiên. Đạo tiên giờ khắc này ở trong vòng xoáy, bị cuốn đứng cũng không vững. Không khó nhìn thấy, đạo tiên thể phách tại diệt phong, là bị vòng xoáy lực lượng hủy diệt sinh sinh xé diệt, chiếu tiếp tục như vậy, không dùng đến mười mấy cái chớp mắt, tôn này tiên vương liền sẽ thân tử đạo tiêu. Bước ta mở lớn. Đạo tiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thông suốt thái sơ cấm pháp. Lại là hình xăm, một loại cổ xưa thần bí đồ đằng, với hắn bên ngoài thân khắc họa. Vẫn là đầu hẹn gặp lại đạo tiên mở phương pháp này. Vân Thương Tử tàn hồn cự chiến, tựa như nhận ra thái sơ cấm pháp, cũng biết pháp này bá đạo. So sánh hắn, Triệu Bân liền bình tĩnh, lúc trước cùng bán thần cổ thi đánh nhau lúc, hắn từng gặp một lần, không được hoàn mỹ chính là, đạo tiên bản nguyên tại phong cấm trạng thái, bằng không thì chiến lực tăng thêm càng kinh khủng. Cho ta, mở. Đạo tiên vừa quát âm vang, tại trong vòng xoáy diễn xuất che thiên đạo chữ. Chính là như thế một cái bá tuyệt vô song chữ đạo, cưỡng ép no bạo vòng xoáy. Ách Ma vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị chấn nửa bước lui lại, cái này tiểu hoang ma thể bản sự rất lớn đi. Oanh! Đạo tiên không ham chiến, lại một lần vượt qua không gian. Ách Ma cười lạnh một tiếng, ở phía sau đuổi sát không buông. Hai người một trước một sau giết ra u uyên, đáng sợ khí tràng. Nhìn mảnh đất này từng khúc sụp đổ, vốn là sơn nhạc mọc lên như rừng bí cảnh, cũng ở đây mấy cái nháy mắt, bị triệt để san bằng thành đất bằng. Mở độn đạo tiên, vẫn là bị đuổi kịp. Hai tôn ngoan nhân đại chiến, tại hư vô mờ mịt kéo ra màn che. Ách Ma quỷ dị, không chỉ chiến lực cường hoành, sức khôi phục cũng kinh khủng, à không đúng, cái kia đã không thể xưng là sức khôi phục,
mà là một loại tái sinh chi lực, tái sinh tốc độ còn càng lớn vạn pháp trường sinh quyết. Trái lại đạo tiên, bởi vì bản nguyên bị phong, khắp nơi bị quản chế. Đại chiến bất quá 10 hiệp, thì thấy huyết vũ nghiêng đầy trời. Phần lớn là đạo tiên huyết, tiên vương cấp thể phách suýt nữa bị ách ma cường sách. So bán thần cổ thi còn mạnh hơn, Triệu Bân hít sâu một hơi. Cho dù là bán thần cổ thi, cũng không đem đạo tiên đánh thảm liệt như vậy a. 2021 năm ngày cuối cùng, chúc đại gia Tết Nguyên đán khoái hoạt. Oanh, phanh, trong bóng tối lơ lửng lục địa, trở thành hỗn loạn cấm khu. Đạo tiên cùng ách ma chi chiến, rất tốt trình bày cái gì là hủy diệt. Quá mạnh mẽ, Triệu Bân tự lẩm bẩm, chỉ là quần chúng, cũng không khỏi kinh hãi. Từng vì tiên vương vân thương tử, càng là tâm cảnh hãi nhiên, cùng là đạo hư cảnh, hắn cùng với đạo tiên, kém một cái thiên địa a. Tung thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng không dám ở mảnh này chiến trường ở lâu, bất kỳ một cái nào dư ba, đều có thể đem hắn đánh thành cho. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, thiên khung lại một lần sụp xuống. Ngửa mặt lên trời đi xem, thương miểu là sấm sét vang dội, mỗi một đạo sấm sét đều dắt cuốn tuyệt diệt chi uy, có thể gặp đạo tắc cùng huyết sát cùng múa, tại va chạm thời điểm, nổ tung từng mảnh hủy thiên diệt địa dị tượng. Nhìn chiến cuộc, tất nhiên là đạo tiên bị đè lên đánh. Tôn này quái vật, đích xác so bán thần cổ thi mạnh. Cổ thi cho dù là khủng bố đến đâu, cũng chỉ là thi thể lạnh băng, không có đấu chiến ý chí. Ách ma thì lại khác, hàng này có ý thức thanh tỉnh, sử dụng bí pháp tất cả sát sinh đại thuật. Tiểu lão đạo, xem kịch cũng chia thời điểm. Trong cõi u minh, hình như có một đạo mờ mịt giọng nữ vang vọng. Là Nguyệt Thần tại nói, trong miệng tiểu lão đạo là chỉ chế tài giả. Toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có chế tài giả nghe thấy. Nguyên nhân chính là nghe thấy, chế tài giả mới có chút lúng túng. Hắn nhưng là một tôn thần cái nào, là tiên giới duy nhất không chịu áp chế thần, lại bị người gọi là tiểu lão đạo, thế nào nghe có chút mặt không nén giận được, bất quá đã Nguyệt Thần. Không nhìn được cũng phải treo a. Nguyệt Thần lời nói bên trong ngụ ý, hắn tất nhiên là nghe hiểu. Ách ma là đồ chơi gì, hắn cũng so với ai khác đều hiểu. Hắn cũng biết, hắn nếu không nhúng tay, cái kia kêu lên tiên tiểu bối, cái kia gọi Triệu Bân nhân tài, cái kia gọi Vân Thương tàn hồn, đều có thể chôn ở hắc động, cũng không hẳn là bình thường ách ma. Nhưng, hắc động chuyện hắn không quản được. Hoặc có lẽ là, hắc động không phải hắn cai quản phạm trù. Đại thần, vãn bối cũng vì khó đó. Chế tài giả một tiếng ho khan, ngữ khí không phải bình thường sợ. Ai bảo đó là Nguyệt Thần, cô nàng kia như bão nổi, nếu vỏ đã mẻ không sợ rơi, hắn tôn này chế tài giả, 10 đầu mệnh đều không đủ nàng giết, từng cùng thượng thương làm qua trận chiến ngoan nhân, chính là niệu tính như vậy. Nguyệt Thần không lại nói, chỉ liếc qua thương miểu. Chế tài giả không dám nhúng tay, sợ là thượng thương đang ngó chừng. Thái thượng, đừng chờ lão nương cửu thế hợp nhất. Đã từng lời giống vậy, Nguyệt Thần bây giờ lại nói một lần. Nàng lời nói có lẽ là chọc giận tới thượng thương, tam giới đều oanh run lên. Thái thượng, chớ ép lão phu chửi mẹ. Vẫn là trong cõi u minh, có một câu nói như vậy vang vọng. Lời này sau đó, có năm đạo thần quang hoành quán tam giới. Cái nào đó trời xanh giận, bị liên hợp đè xuống. Động chiến tam giới càn khôn, lúc này mới hướng tới bình tĩnh. Hô! Chế tài giả thở dài một hơi, tiểu tâm can bay nhảy trực nhảy. Hắn cái này chế tài giả làm thật lúng túng, cả ngày được trời xanh nhìn chằm chằm, còn thỉnh thoảng bị Nguyệt Thần đe dọa. Khó xử nhất chính là, hai phe này hắn đều không thể trêu vào. Xuống đây đi, ta bảo kê ngươi. Phàm giới, truyền đến ngữ trọng tâm trường lời nói. Tất nhiên là phàm giới chế tài giả, còn tại nhàn nhã câu cá. Xéo đi. Tiên giới chế tài giả mắng một câu, lại nhặt lên đao khắc. Khắc một điều lúc. Hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn không gian hắc động, cái kia kêu lên tiên bé con, đã bị trùy không gặp người hình, chiếu cùng chết như vậy, chiếu đánh xuống như vậy, thực sẽ bị đánh thành cho. Chuyện này hắn không quản được. Thượng thương ý chí ngỗ nghịch không thể. Phốc, lại là một đạo huyết quang, đạo tiên lại một lần đẫm máu trời xanh. Mở thái sơ cấm pháp hắn, cũng giống vậy chiến không được ách ma. Chiến không được thì thôi, còn mẹ nó đi không được, ách ma đã khóa chặt hắn. Đi đến đâu cũng như ảnh tùy hình. Tới, ta cho ngươi tìm một cái có thể đánh. Đạo tiên trong lòng một tiếng thầm mắng, kéo lấy huyết thân thể cưỡng ép bỏ chạy. Ách ma cười nghiền ngẫm,
nhấc chân vượt ngang càn khôn, lại là một mảnh huyết sát bao phủ. Đạo tiên không ham chiến, liều mạng bị huyết sát kiếm khí mệnh chung, tập trung tinh thần một mực trốn. Hắn chui ra khỏi mảnh này lục địa, lại tiến nhập vô tận hắc ám. Ách ma như bóng với hình, sát phạt đại thuật một đạo tiếp lấy một đạo. Oanh, phanh, truy cùng trốn một đường, tiếng ầm ầm chưa từng đoạn tuyệt. Vĩnh hằng giới bên trong, Triệu Bân cùng Vân Thương Tử đều dị thường lúng túng. Trông tế đàn lâu như vậy, càng là phòng thủ ra một tôn đại ma đi ra, liền nói tiên đô bị truy thảm liệt, hai người bọn họ là hữu tâm trợ chiến, nhưng bực này cấp bậc đại chiến, hai người bọn hắn cũng chỉ đủ làm pháo hôi. Siêu! Đạo tiên như một đạo tử quang, tại hắc ám vạch ra một đạo hoa mỹ đường cong. Hắn một bên bỏ chạy vừa ngắm nhìn, tựa như tại tìm vật gì, nhưng hắn vận khí có vẻ như không thế nào tốt, thể phách đều sắp bị ách ma đánh tan trống. Tìm không có hắn muốn tìm, giống như hắc động bốc hơi. Ách ma từ không biết hắn suy nghĩ, đuổi theo liền hướng chết ngược. Chạy, người mẹ nó hướng chết chạy, không đánh chết lão tử ngươi theo họ ngươi. Tìm ngươi lúc không thấy bóng dáng, không tìm ngươi lúc, ngươi đầy hắc động nhảy nhót. Đạo tiên lại mắng thầm, chủ yếu là nhìn không được công phạt, nhu cầu cấp bách tìm đại lão cháo một chút, lại là tìm không được. Dẫn hắn đi cái kia phiến huyết hải, Triệu Bân truyền âm nói. Mới vừa vào hắc động lúc thấy qua cái kia phiến huyết hải, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, ân. Cũng chính là huyết ma, bán thần cổ thi rơi vào trong đó, đều không thể đi ra, nếu đem ách ma dẫn qua, làm không tốt có thể phá cục. Đem hắn dẫn qua, ta chết càng nhanh. Đạo bên trong tiên trả lời một câu, vẫn như cũ liều mạng bỏ chạy. Ách ma không phải đồ chơi hay, huyết ma cũng không tốt gì, hai người bọn họ đụng mặt, có thể hay không đánh nhau hắn không biết. Nhưng nhất định sẽ trước tiên đem hắn giết chết, ai bảo huyết thống của hắn, là quá mùng một mạch đâu. So sánh tìm huyết ma, tìm một vị khác có vẻ như càng có hy vọng. Tiểu tử, hiện ra ngươi một chút tạo hóa thần thụ, đạo tiên nói. Gì tạo hóa thần thụ, ta không có, Triệu công tử lại giả ngu mạo xưng sừng sốt. Thiếu mẹ nó lừa gạt bản tôn, ta sớm đã trông thấy. Bị tiền bối kiểu nói này, ta giống như thật có một gốc. Triệu Bân cười ha ha, tùy theo tâm niệm khẽ động, triệu hoán tạo hóa thần thụ. Xong việc, thì thấy tạo hóa thần thụ một cái nhánh cây, từ vĩnh hằng giới đưa ra ngoài. Đạo tiên cũng tới đạo, cho thể nội không gian mở ra một tiểu khe, dẫn dắt nhánh cây đi ra. Tạo hóa thần thụ. Ách ma nhãn thần nhi thật tốt làm cho, một mắt liền nhìn thấy. Chỉ kia lớn con mắt, lại một lần nở rộ lửa nóng tinh quang. Hôm nay sao thế nhỉ? Giải Phong liền bắt gặp một đống lớn bảo bối. Ngươi ở đâu ra tạo hóa thần thụ? Vân Thương Tử vòng quanh Triệu Bân vòng tới vòng lui. Cùng tiểu tử này đồng hành một đường, cũng không biết hàng này thể nội, còn có loại bảo vật này. Nhặt, Triệu công tử đáp lời tiêu chuẩn thấp nhất. Vân Thương Tử cái kia thổn thức chặt lưỡi, này hàng khí vận quá nghịch thiên rồi. Tới, hai người thì thầm lúc, đạo tiên trong mắt nở rộ kinh mang. Cứ nói đi, vẫn là tạo hóa thần thụ dễ dùng. Lộ một cái nhánh cây liền cho người ta đưa tới. Ân, đang truy sát đạo tiên ách ma, con mắt lăn lông lốc chuyển động một chút, hướng một phương nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy trong bóng tối có tà khí mãnh liệt, có một tôn tồn tại cường đại ẩn núp trong đó. Vật gì, Triệu Bân vô tận thị lực đi xem. Làm gì, hắn gì cũng thấy không rõ, chỉ thấy tà khí lăn lộn. Nhìn đạo tiên thần thái, tìm một đường tựa như chính là tại tìm cái này. Tới, bên này, đạo tiên chiều phương kia kêu một tiếng. Sau đó, kẻ này còn bồi thêm một câu, người đem ta đánh, cũng phải đem hắn đánh một trận. Tới, bên này, đạo tiên mang theo tạo hóa thần thụ một cái nhánh cây, đặt cái kia chơi bạc mạng dao động. Không cần hắn gào to, tà khí cũng đã hướng cái này phương mà đến, mãnh liệt lăn lộn như biển cả. Triệu công tử nhìn không chớp mắt, là mắt thấy một đạo mơ hồ bóng người từ tà khí trong hải dương đi ra. Đó là một thanh niên, áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, không được hoàn mỹ chính là, hắn hai con ngươi vô thần, toàn bộ thất thần trống rỗng, chợt nhìn còn tưởng rằng là khôi lỗi, trên mặt không người chi tình cảm giác. Nhưng chính là như thế một cái người kỳ quái, để cho ách ma đều bỗng nhiên định rồi thân. Khí thế của hắn quá mạnh quá kinh khủng, mỗi một sợi tà khí, đều dắt cuốn rộng rãi chi thế. Chính là hắn, khóa đạo tiên nguyên thần, Triệu Bân thì thào một lời. Mới nói tiên nói biết rõ, là cái này người kỳ quái đem hắn đánh một trận. Hắn, cửu U Tà Quân,
Vân Thương Tử ngữ khí run rẩy. Ngươi nhận ra, Triệu Bân vô ý thức trách mắt. Người đời trước, sợ là không có mấy cái không nhận ra hắn a. Vân Thương Tử hít sâu một hơi, hắn cùng với Không Niệm Thiên Sư Tổ cùng thế hệ, thần minh phía dưới người mạnh nhất, nói chính là hắn. Thần minh phía dưới, tối cường, Triệu Bân nghe nhíu mày, so Lúc Minh còn mạnh hơn. Ít nhất luận chiến tích, Lúc Minh không so được. Vân Thương Tử lại nói, vị này, từng tàn sát qua không chỉ một vị thần. Khó trách có thể bạo trùy đạo tiên. Triệu Bân tâm thần run lên. Nghe đồn, hắn sớm tại nhiều năm trước, liền đã mai danh ẩn tích, không nghĩ, lại ẩn náu tại hắc động. Hắn không phải người sống. Lão Phu đương nhiên biết hắn không phải người sống. Vậy hắn thời khắc này trạng thái. Hắn hẳn là một cái người chết sống lại. Hai người một trái một phải, một bên nói thầm vừa ngắm nhìn. Đối diện vị kia, không hổ cửu u tà quân, cũng không hổ treo một cái tà chữ, cho dù là vô tình cảm giác, lại toàn thân tà bên trong tà khí, nhìn một mảnh kia tà khí hải dương, cất giấu chính là kiêu căng khó thuần. Hắc động, quả nhiên không tầm thường, Triệu Bân trong lòng một lời. Phía trước có hắc động huyết ma, sau có bí cảnh ách ma, bây giờ lại tới một cái cửu u tà quân. Mảnh này hắc ám, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Làm không tốt, còn có so cửu u tà quân mạnh hơn, chỉ có điều chưa từng lộ diện thôi. Oanh! Cửu u tà quân đến, rơi xuống đất vang một tiếng bang. Bởi vì hắn một cước này, có một tầng tà khí vầng sáng, hướng tứ phương lan tràn. Bị thương nặng đạo tiên, bị đụng một hồi lảo đảo. Không đợi đứng vững, thì thấy tà quân một tay giò tới. Không có gì lạ một trưởng, so đại sơn cự nhạc còn trầm trọng. Đánh hắn a, đánh ta làm gì? Đạo tiên chân trơn chu, sớm phi độn ra ngoài. Trong lúc đó, hắn còn đem tạo hóa thần thụ nhánh cây, lại nhét thể nội tiểu giới, tà quân đã dẫn xuất, cái đồ chơi này cũng không thể lại tùy tiện hiển lộ, bây giờ tà quân thế nhưng là lục thân bất nhận. Bị hắn như vậy một cái hô, cửu u tà quân thật sự ngừng. Hắn cứng ngắc giãy giụa cổ, nhìn về phía cách đó không xa ách ma. Không khó nhìn thấy, lúc nhìn ách ma, hắn cặp kia cô quạnh băng lãnh con mắt, có một vệt ánh sáng lóe lên, đần độn thần thái, cũng nhiều một chút chán ghét, tựa như nhìn tôn này ách ma không thể nào thuận mắt. Nguyên nhân chính là nhìn xem không ra thế nào thuận mắt, hắn mới bỏ trọng thương đạo tiên, chạy thẳng tới ách ma. Triệu Bân bọn hắn nhìn lại lúc, tà quân một trưởng đã chụp ra, trưởng uy hủy thiên diệt địa bá đạo. Hình như khôi lỗi, cũng dám công ta. Ách ma hừ lạnh một tiếng, phật tay một đạo huyết sát chi kiếm bổ tới. Trưởng ấn cùng huyết sát chi kiếm chạm vào nhau, đụng ra một mảnh sáng như tuyết ánh lửa. Nhìn đấu chiến song phương, tà quân sừng sững không động, ngược lại là ách ma huyết sát chi kiếm, nổ thành cho bụi, liền hắn đều bị chấn lui lại, tà quân đáng sợ trưởng uy, còn xâm nhập thể phách của hắn. Rất tốt, ách ma nghiến răng nghiến lợi. Hắn lại vung cánh tay lên một cái, lại một lần hóa ra già thiên vòng xoáy. Vẫn là thôn thiên diệt địa hấp phệ lực, đem tà quân kéo vào vòng xoáy. Triệu Bân gặp chi, trong lòng trở nên lạnh lẽo, ách ma già thiên vòng xoáy hung hãn rất nhiều, ngay tại phía trước, suýt nữa đem đạo tiên xé diệt thành cho, người chết sống lại trạng thái tà quân, sợ cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương. So sánh hắn, Vân Thương Tử liền phá lệ bình tĩnh. Càng bình tĩnh chính là đạo tiên, tiện tay xách ra một bầu rượu, nghiễm nhiên trở thành quần chúng. Tà quân cũng không là bình thường nhân vật, là tàn sát qua không chỉ một vị thần ngoan nhân, tung trạng thái không tốt. Cũng không phải một cơn lốc xoáy có thể bị thương nặng, nói cho cùng, hai người là đối với tà quân có đầy đủ lòng tin. Quả nhiên, trước sau bất quá một cái chớp mắt, vòng xoáy liền nổ thành hai khúc. Tà quân bá thiên tuyệt địa, chỉ một tia tà khí, liền xé ra vòng xoáy. Ngô! Ách ma kêu đau một tiếng, lại bị chấn lui lại. Hắn khoan dung, cũng bởi vì cái này vừa lui tiêu tán không thiếu. Cái này kỳ quái người chết sống lại. Có vẻ như so đạo gia người mạnh hơn nhiều. Oanh! Tà quân từng bước đi qua hắc ám, năm ngón tay đại thủ từ thiên đè xuống. Ách ma đại mâu chuyển động, thể phách khắc ra bí văn, khí uẩn tức thì bạo tăng. Hắn triệu hoán một loại đáng sợ ma tượng, nguy nga sơn sơn nhạc, cứng rắn chặn dấu năm ngón tay. Diệt! Ách ma vừa quát âm vang, trong mắt có một đạo sấm sét bổ ra. Cửu u tà quân không tránh không né, tùy ý sấm sét tới người. Lật tay một trưởng vung ra. Sấm sét không thể làm bị thương hắn, nhưng chịu một trưởng ác ma, lại suýt nữa bị một trưởng đánh nổ. Bá khí.
Triệu Bân cùng Vân Thương Tử có phần phấn khởi, còn kém đi ra hò hét trợ uy. Đạo tiên một bầu rượu vào trong bụng, rút lui đến ngoại vi, bên cạnh chữa thương vừa nhìn chiến. Không thể không nói, đây là một hồi mỹ diệu tuyệt luân đại chiến, lúc trước tà quân là thế nào bạo trùy hắn, bây giờ chính là như thế nào bạo trùy ách ma, mặc cho tên kia thủ đoạn thông thiên, cũng khó cản tà quân công phạt. Đại chiến bất quá mười mấy hiệp, huyết quang liền nổ đầy hắc ám. Phần lớn là ách ma huyết, đã bị tà quân trùy không thấy hình người. Nó ngược lại là có tái sinh chi lực, nhưng cũng theo không kịp thụ thương tốc độ. A! À, hắn kêu gào âm thanh, giấu đầy nổi giận. Có lẽ là giận đến cực hạn, hắn lại xóa bỏ lệnh cấm pháp. Vốn là hình thái không tốt nó, thật sự đã biến thành một cái quái vật, thể phách cất cao chừng gần trăm trượng, nhìn đạo tiên đô không khỏi ngửa ra con mắt, trong lòng cái kia thổn thức không thôi, hàng này có chút đạo hạnh. Giết! Ách ma hống tiếng như lôi đình, ngập trời huyết sát che mất tà quân. Nhưng, không có gì cái treo dùng, lăn lộn huyết sát đều bị tà khí nuốt hết. Chanh! Tà quân lấy khí hóa kiếm, trong bóng đêm buộc vòng quanh một đạo tinh hà. Tiếp đó chính là một đạo huyết quang nổ tung, là ách ma đầu người bị chặt. T. Đạo tiên hít vào một ngụm khí lạnh, một kiếm này lực sát thương đủ mạnh. Liền hắn đều như thế, càng chớ nói Triệu Bân cùng Vân Thương Tử, là mắt thấy viên kia như núi khổng lồ đầu người, lăn vào trong bóng tối, nổ thành toàn màu đỏ tươi huyết khí, tụ trở thành một mảnh ngập trời huyết hải. Đầu người bị chạm, ách ma vẫn là sừng sững không ngã. Nó tái sinh chi lực, lại tái tạo một cái đầu lâu. Cửu U Tà Quân cũng mặc kệ cái này cái kia, giết đi lên liền đánh. Ngập trời huyết chiến, lại một lần kéo ra màn che. Chiến cuộc từ không khó gặp phải, lúc trước nhiều bức hống hống ách ma, đối mặt tà quân, bị ngược không ngóc đầu lên được, thân thể to lớn, không chỉ một lần bị cường sách, thịt nát nát vụn cốt sụp đổ đầy hắc ám. Ta phải đi. Đạo tiên cuối cùng liếc mắt nhìn, lặng lẽ lui vào hắc ám. Cửu U Tà Quân là cái hung hãn chủ, chờ một lúc nếu là không có đánh sảng khoái, sợ là liền hắn một khối thu thập. Lại chạy. Mắt thấy đạo tiên mở đột, Triệu Bân không khỏi một tiếng ho khan. Vân Thương Tử cũng là vẫn chưa thỏa mãn, có phần muốn nhìn tà quân đại triển thần uy. Không chạy chờ lấy bị làm. Đồng dạng một câu nói, đạo tiên lại ôm một lần. Xem kịch cũng là muốn vốn liếng, thương như vậy thảm thiết hắn, vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Thừa dịp ách ma cùng tà quân đại chiến lúc, chữa thương cần gấp nhất, mảnh này hắc ám nguy cơ tứ phía. Oanh, phanh. Theo hắn càng chạy càng xa, tiếng ầm ầm cũng dần dần trừ khử. Không cần đi xem, liền biết tà quân đang bắt lấy ách ma bạo trùy. Tâm lý thăng bằng, đạo bên trong tiên một lời lời nói ý vị sâu xa. Lúc trước, hắn trong lúc vô tình đụng vào tà quân, đều bị đánh ra bóng tối. Hắn cái này bản nguyên bị phong, thực sự là khắp nơi lúng túng, cái này đều chịu mấy trận đánh. Đạo tiên liếc mắt nhìn Triệu Bân, đem tạo hóa thần thụ giấu kỹ. Cửu U Tà Quân vì cái gì đối với tạo hóa thần thụ mẫn cảm như vậy? Triệu công tử tò mò hỏi, hắn là nhìn rõ ràng, đạo tiên chính là dùng tạo hóa thần thụ nhánh cây, đem Cửu U Tà Quân dẫn ra. Tà Quân đã từng cũng nuôi một khỏa tạo hóa thần thụ. Đáp lời chính là Vân Thương Tử, chuyện này tại tiên giới không phải bí mật. Triệu Bân nghe xong trong lòng hiểu rõ, không ngừng thi pháp che lấp tạo hóa thần thụ, liền sợ Tà Quân đánh ách ma, lại chạy đến tìm hắn muốn tạo hóa cây, liền nói tiên đô bị trùy thảm như vậy, hắn cái này không cho có thể thực hiện được. Đừng cho đánh chết. Đi ra rất xa, đạo tiên vẫn không quên ngoái nhìn nhìn. Bị ách ma một trận đánh tơi bời, hắn phải tìm chàng tử trở về. Không cần quá lâu, cho hắn nửa tháng thời gian liền tốt. Chỉ cần nửa tháng, hắn liền có thể giải phong bản nguyên. Đến lúc đó, trạng thái tột cùng hắn, từ không sợ ách ma, không đánh thành cho còn chưa xong. Xuyên qua hắc ám, hắn lại chui vào lúc trước cái kia phiến lục địa. Bởi vì đại chiến, mảnh này lục địa là một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiền bối, đây là man tộc một mạch bí cảnh sao? Triệu Bân lại hỏi. Như lời ngươi nói, đạo tiên trở về tùy ý, làn khói trốn vào u uyên. Tìm một chỗ, hắn ngồi xếp bằng, quanh thân còn có thần chi khí uẩn xen lẫn rong chơi. Trừ này, chính là một khỏa năm màu rực rỡ tinh thạch treo ở đỉnh đầu hắn, có từng sợi tiên khí rủ xuống tràn, tẩy luyện lấy trong cơ thể hắn ô trọc. Cái gọi là ô trọc, chính là ách ma còn sót lại sát ý cùng huyết sát. Ngũ sắc thiên thạch, Vân Thương Tử một tiếng kinh ngạc. Đồ tốt,
Triệu công tử cũng tại sờ lên cằm nhìn, nhớ lại lúc trước cùng đạo tiên phân ly lúc, tên kia đuổi theo bảo bối, bây giờ xem ra, hẳn là khối này năm màu rực rỡ thiên thạch. Lại còn có thần chi khí uẩn, Vân Thương tử thổn thức chặt lưỡi. Cái đồ chơi này rất đáng tiền, Triệu Bân vô ý thức hỏi một câu. Treo một cái thần chữ, có thể sử dụng tiền đánh giá, Vân Thương tử nghiêm túc nói. Triệu Bân hít sâu một hơi, thầm nghĩ sau khi trở về, đem chuyện này nói cho Không Niệm Thiên nghe. Thần chi khí uẩn nên chân quý dị thường, khó tránh khỏi còn có thể phân trở về một chút, không cần thì phí đi. Tiểu tử, Thiên Linh Châu, Vân Thương tử truyền âm một tiếng. Đem vụ này quên, Triệu công tử ngừng lại tinh thần tỉnh táo. Lúc trước là tao ngộ biến cố, đi quá mau, Thiên Linh Châu còn ở lại chỗ này mảnh phế tích đâu. Nghĩ tới đây, hắn cười ha ha, tiền bối. Ta muốn đi ra ngoài tè dầm. Đạo tiên không có ngôn ngữ, tiện tay cho hắn ném ra ngoài. Siêu. Không đợi rơi xuống đất, Triệu Bân liền vọt không còn hình bóng. Đạo tiên xốc một tia mí mắt, hướng phương kia liếc mắt nhìn. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy tiểu tử kia trong phế tích, đào tới đào đi, giống như là đang tìm thứ gì. Địa phương quỷ quái này, còn có thể có bảo bối hay sao? Đạo tiên trong lòng nói. Đừng nói, thật là có. Triệu công tử tay chân trơn tru, rất nhanh liền tìm được Thiên Linh Châu. Ai nha? Chữa thương đạo tiên, lông mày chọn lão cao. Đó là Thiên Linh Châu a, hắn vậy mà không hay biết cảm giác. Tiểu bối, tới, đạo tiên ngoắc ngón tay. Ta đi tiểu, Triệu Bân sủy Thiên Linh Châu, làn khói chạy mất dạng. Hắc, đạo tiên dục truy, nhưng vẫn là bỏ đi ý niệm. Chữa thương cần gấp nhất, ách ma cùng tà quân thời khắc đều có thể tìm được cái này. Hắn lại nhắm mắt, thể nội có đạo tắc bay ra, in vào mờ tối thiên địa, là vì che lấp càn khôn. Chờ khử diệt thể nội sát ý, hắn mới điều động thần chi khí uẩn, cưỡng ép xung kích phong ấn. Đây là một cái đau đớn quá trình, giống như là mang theo một cái đại đao, hung hăng chém vào thể phách. Nhưng, cái này cũng là biện pháp không có cách nào. Cũng còn tốt, hắn có một khối ngũ sắc thiên thạch, có thể giúp hắn tái tạo nội tình. Bên này, Triệu Bân hiện thân tại trên một vùng phế tích, tiện tay lấy ra Thiên Linh Châu. Lại phá sừng, Vân Thương tử một hồi đau lòng. Cái gọi là phá sừng, là chỉ viên này Thiên Linh Châu hư hại. Suy nghĩ một chút cũng phải, phía trước ách ma cùng đạo tiên trận đại chiến kia, ba động biết bao hùng vĩ, Thiên Linh Châu hư hao, đúng là bình thường, chính là không biết, tàn phá Thiên Linh Châu, có thể hay không làm vạn cổ bí tàng chìa khóa. Trước tiên tập hợp đủ lại nói. Triệu Bân trong lòng thầm nhũ. Thiên Linh Châu hắn có, lại không chỉ một khỏa, còn có một viên là hư hại. Chờ tìm được Không Niệm Thiên, tìm hắn hỏi một chút, Thiên Linh Châu là có phải có thể sửa chữa. Đủ 3 năm ngày, Triệu Bân đều không rời đi mảnh phế tích này, liền sợ đạo tiên tìm hắn nói chuyện phiếm. Hắn cũng không rảnh rỗi lý tới ngươi, Vân Thương tử chậm chậm nói. Hắn không thể nào giảng võ đức, Triệu Bân ý vị thâm trường một tiếng. Còn nhớ rõ bị lột y phục chuyện. Ông, hai người lúc nói chuyện, chợt thấy một đạo tử sắc quang hoàng trùng tiêu. Sau đó, quang hoàng tại hư vô nổ tung, diễn trở thành ảo diệu dị tượng. Phục hồi như cũ, Triệu Bân hướng phương kia liếc mắt nhìn, chỉ hoàng chính là xuất từ đạo tiên. Còn sớm đâu, Vân Thương tử một tiếng do dự. Hắn nhìn qua đạo tiên bản nguyên phong ấn, vô cùng cường ngạnh, mặc dù có thần chi khí uẩn cùng ngũ sắc thiên thạch. Không có 10 ngày nửa tháng, căn bản là không phá được. Cho nên, hắn càng hiếu kỳ, đến tột cùng là ai đạo tiên bản nguyên. Theo hắn suy nghĩ, đối phương hơn phân nửa là một tôn bán thần. Hư không, ảo diệu dị tượng, còn tại một vài bước diễn hóa. May đạo tiên có dự kiến trước, ở chỗ này dùng che lấp chi pháp. Bằng không thì, chỉ cái này dị tượng liền có thể dẫn tới tồn tại cường đại, liền thí dụ như. Ách ma. Nói đến ách ma. Hai người còn thường xuyên nhìn phương xa, cũng không biết tà quân có hay không đem ách ma đả diệt. Sợ là rất khó, Vân Thương tử tàn hồn treo ở giữa không trung. Triệu Bân cũng là cho rằng như vậy, dù sao người chết sống lại trạng thái tà quân, không có ý thức. Đã không có ý thức, từ rất khó có đấu chiến tâm cảnh, ách ma muốn chạy trốn đột, hắn sợ là ngăn không được. Oanh! Ầm ầm! Phía sau mấy ngày, lờ mờ thiên địa có phần không bình tĩnh. Cùng với đạo tiên bản nguyên một chút xíu giải phong, càng nhiều đạo tắc bay múa, cũng nhiều hơn dị tượng diễn hóa. Triệu Bân cùng Vân Thương tử mở rộng tầm mắt, đạo ra người bản mệnh dị tượng,
thực sự là vô cùng ảo diệu, còn có đạo âm, cũng là cả ngày vang vọng không dứt, nếu không phải đối đạo có khá cao lĩnh hội, thì sẽ không có cảnh tượng bực này. Cho ta mượn 3 mảnh tạo hóa lá cây. Ngồi xếp bằng nhắm mắt đạo tiên, đột nhiên một lời. Triệu Bân không keo kiệt, tiện tay hái được 3 mảnh lá cây. Đạo tiên dẫn dắt lá cây nhập thể, cưỡng ép luyện vào thể phách. Một chớp mắt kia, quanh người hắn tiên quang đại thịnh, có rất nhiều cổ lão chữ đạo, giống như ngầm hiện. Vĩnh hằng bản nguyên huyết, đạo tiên lại một lần truyền âm. Cho, đều cho, Triệu Bân hôm nay khác thường sảng khoái. Khó chịu có thể thực hiện được, bọn hắn còn chỉ vào đạo tiên bảo mệnh đâu, còn chỉ vào đạo giải lụa tiên bọn hắn ra ngoài đâu. Tàn phá mờ tối thiên địa, cổ lão ảo diệu dị tượng diễn đầy hạo vũ. Dung tạo hóa chi diệp cùng vĩnh hằng chi huyết đạo tiên, đã triệt để phá vỡ phong cấm. Toàn bộ thiên địa, đều bởi đó lắc lư không chịu nổi, thái sơ hoang ma thể khí huyết, giống như hồng triều bàn trút xuống, mà đạo ẩn cùng bản mệnh pháp tắc, thì như từng đạo vô kiên bất tồi kiếm, tùy ý bay múa. Đây mới là trạng thái tột cùng đạo tiên, Triệu Bân thì thào một lời. Kém một chút, còn chưa tới một bước kia, Vân Thương Tử chậm chậm nói. Lời này cũng không sai, bản nguyên phong cấm bị phá, không có nghĩa là căn cơ liền tái tạo, nội tình đều có tàn khuyết, tự nhiên không tính trạng thái toàn thịnh, tung như thế, bây giờ đạo tiên, cũng mạnh rất ngoại hạng. Đạo tiên không đứng dậy, cũng như một tôn lão tăng ngồi xếp bằng. Bản nguyên đã giải phong, kế tiếp chính là tái tạo căn cơ. Đạo ra một mạch khôi phục chi pháp, mặc dù không sánh được Đại La Tiên Tông Trường Sinh Quyết, nhưng chữa trị căn cơ, hoàn toàn đầy đủ, chỉ cần bản nguyên cùng nguyên thần không bị giam cầm, những thứ khác đều không phải là sự tình. Lần này cũng đừng sai lầm, Vân Thương Tử nhỏ giọng nói. Triệu Bân thu con mắt, nhìn phía Thương Miểu, chỉ cần 3 năm ngày liền tốt. Hắn có cảm thấy, ách ma nhất định trả sống sót, khó tránh khỏi đang tại đầy hắc động tìm kiếm đạo tiên, còn có cường đại cửu U Tà Quân. Hơn phân nửa sẽ không tự mình ngủ say, nói không chừng cũng tại đầy hắc động tản bộ. Đích xác, ách ma còn sống, cũng đích xác đang tìm được tiên. Đạo tiên muốn tìm một chàng tử trở về, hắn sao lại không phải? Nuốt đạo tiên, hắn chiến lực nhất định bạo tăng, tuyệt đối có thể thu thập tà quân. Hắn vận khí không thế nào tốt, tìm đã vài ngày, cũng không thấy đạo tiên ảnh tử, ngược lại là tà quân đi. Hắn bắt gặp không chỉ một lần, lại gặp một lần bị đánh một lần. Chùy hắn ra mặt đều tăng thêm. Liền cái này, tà quân còn nhìn chằm chằm hắn không thả. Còn tốt hắn đủ cơ trí, một lần lại một lần đào thoát. Hô! Đạo bên trong tiên một hớp này chọc khí, ói gọi là cái niềm vui tràn trề. Đúng lúc gặp Triệu Bân đụng lên tới, bị một hớp này khí đụng cái ngã nhào. Cái này, chính là động hư cảnh cùng đỉnh phong tiên vương chênh lệch, nếu đạo tiên tại trong một hớp này chọc khí, tăng thêm như vậy mấy phần lực đạo. Có thể đem hắn thổi thân tử đạo tiêu, cái thế ngoan nhân chính là bá đạo như vậy. Triệu Bân một tiếng ho khan, lại xông tới, cuộn tại đạo tiên bên cạnh thân. Hắn nhiều hơn tiến, khoảng cách đạo tiên tới gần, có thể rất rõ ràng lắng nghe đạo âm. Đương nhiên, hắn cũng là đang nghiên cứu thần chi khí uẩn, so trong tưởng tượng càng bất phàm, đạo tiên tái tạo căn cơ, cùng với phá diệt phong ấn, thần chi khí uẩn không thể bỏ qua công lao, treo cái thần chữ quả là đoạt thiên tạo hóa. Luân hồi. Đạo tiên trong lòng một lời, từng có một cái chớp mắt mở con mắt. Hắn tại nhìn Triệu Bân, nhìn cái kia hai mắt híp lại, tiểu tử này thể nội, lại có luân hồi chi lực, còn có hắn vĩnh hằng bản nguyên, cũng là ẩn giấu nhiều loại sức mạnh, cực điểm ra chỉ huyết mạch chi lực. Nhìn càng lâu, đạo tiên hai mắt càng thâm thúy. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, này hàng càng là hồng trần tiên. Thực sự là mắt phụng về, đạo tiên một tiếng thổn thức. Hồng Trần Tiên tuyệt không phải đồng dạng tồn tại, năm nào chi thành tựu, ít nhất là bán thần. Thêm nữa vĩnh hằng tiên thể nghịch thiên huyết thống, người này rất có thể phong chức thần minh. Không niệm thiên, ngươi tìm một cái đầu nhi ngoan. Đạo tiên trong lòng lại một lời, lại chậm rãi đóng con mắt. Triệu Bân tâm không ngoại vật, có thể ngồi ở đỉnh phong tiên vương bên cạnh thân lắng nghe đạo âm, vô thượng vinh hạnh, có mấy cái như vậy tiểu trong nháy mắt, hắn tâm thần còn xa vào, đối với cái gọi là đạo. Ngộ càng thêm rõ ràng. Hắn cũng có đạo âm, mặc dù không sánh được đạo tiên, nhưng cũng có chút bất phàm. Hắn phần này ngộ tính, nhường đường tiên có chút kinh hãi, Đại La Tiên Tông ra nhân tài, quả nhiên là không giả, phía trước có trường sinh tiên cùng không niệm thiên, sau có Đại La Thánh Nữ, bây giờ lại tới cái vĩnh hằng tiên thể. Ta có cái nữ đầu nhi,
nếu không thì để cho hắn ủi. Đạo tiên chữa thương lúc cũng không quên nói thầm, phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Cùng với đạo âm vang vọng, hắn lại điều động thần chi khí uẩn, cùng tâm pháp phối hợp, cường thế tẩy luyện thể phách, hắn vỡ tan căn cơ nội tình, bởi đó chậm chạp khép lại, lại còn tại trong khép lại tăng cường không thiếu. Tiểu tử, lạnh quá a. Không biết cái nào một cái chớp mắt, Vân Thương Tử hướng về Triệu Bân cái này đụng đụng. Triệu Bân không có trả lời, trước tiên mở con mắt, cũng là trước tiên nhìn trời, đâu chỉ Vân Thương Tử, hắn cũng chợt cảm thấy gió mát từng trận, âm trầm cô quạnh mùi máu tanh, đang từ phương xa thổi qua tới. Là ách ma, Vân Thương Tử một tiếng gào to. Triệu Bân một cái nhẹ phẩy tay áo, đem Vân Thương Tử thu vào vĩnh hằng giới. Đạo tiên cũng là động tác giống nhau, đem Triệu Bân dẫn về thể nội không gian. Phanh, lờ mờ trên trời một tiếng oanh lôi, che lấp chi quang phá vỡ một cái động lớn. Sau đó, thì thấy cuồn cuộn huyết sát tràn vào, cuốn lấy một cái hình người quái vật. Tất nhiên là ách ma, tìm nhiều ngày cuối cùng là tìm về tại chỗ, không ngờ đạo gia người lại thật sự ở đây. Ngươi, thực sẽ tìm địa phương. Ách ma cười gần một tiếng, đầy mắt bạo ngược chi quang. Nếu không phải hàng này, hắn đâu chỉ bị người một trận bạo truy. Đạo hữu, ngươi trạng thái không tốt à? Đạo tiên ung dung nở nụ cười, vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, ổn ép một cái. Tất cả bởi vì căn cơ nội tình tái tạo, đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Ách ma không phải kẻ ngu, có thể một mắt thấy rõ huyền cơ, mới mấy ngày không thấy, người này lại phá phong cấm. Đã khám phá huyền cơ, hắn làm sao cho đạo tiên cơ sẽ? Thấy hắn tay nhặt một tia huyết sát, từ minh mông hư thiên bổ xuống. Đạo tiên nhìn cũng không nhìn, chỉ tâm niệm khẽ động, quanh thân có cổ lão chữ đạo, liên miên biến hóa ra, mỗi một khỏa đều hình như có linh tính, lấy hắn làm trung tâm, một bên vận chuyển lại một bên sắp xếp tổ hợp. Phốc, huyết sát tại chỗ phá diệt, không thể công phá chữ đạo phòng ngự. Ách ma lộ vẻ bạo ngược, vùng cánh tay lên một cái tế giả thiên vòng xoáy, muốn đem đạo tiên nuốt vào trong đó. Đối với cái này, đạo tiên sớm đã có đoán trước. Hoặc có lẽ là, hắn đã sớm đã có bố trí. Cùng giả thiên vòng xoáy cùng một trong nháy mắt, minh mông hư trên trời, hiển hóa một cái che khuất bầu trời bát quái đồ, đó là đạo gia một mạch thiên phú thần thông, lấy tự thân đạo diễn luyện, có hủy thiên diệt địa chi uy. Oanh! Vừa mới chuyển động giả thiên vòng xoáy, trong nháy mắt bị bát quái đè diệt. Ách ma vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị nghiền một bước lảo đảo. Một mực nhìn đạo tiên, không để ý đến cấm chế, đạo này giả thiên bát quái, không là bình thường hữu lực đạo, đó là một loại pháp tắc tuyệt diệt. Ông, ách ma phát hung ác, huyết sát thành một mảnh uông. Dương, từ trời lật lăn xuống. Thiên địa ngừng lại một hồi lắc lư, nhịn không được huyết sát uy áp, liên miên sụp đổ. Nhìn đạo tiên, lại vẫn là bất kể không để ý, tùy ý huyết sát tới người, cũng tùy ý huyết sát đem hắn bao phủ. Nhìn Triệu Bân cùng Vân Thương Tử trong lòng trực nhảy, đổi lại là bọn hắn, sớm bị ép thành một mảnh cho. Cấm. Ách ma nhàn nhạt một chữ. Dứt lời, huyết sát thay đổi hình thái, thành một tòa cự nhạc, mà đạo tiên, liền bị đè ở phía dưới, khô diệt đạo tắc, thành từng cái hư ảo xích sắt, khóa hắn thể phách cũng cấm hắn bản mệnh nguyên thần. Ngươi trốn nữa, ách ma đứng lặng mờ mịt thiên khung, cười là âm trầm đáng sợ. Hôm nay, không trốn. Huyết sát cự nhạc phía dưới, truyền đến đạo tiên lời nói. Thể phách của hắn rung động, vô song đạo uẩn, rộng rãi khí lực, từ trong cơ thể nộ ầm vang bộc phát, chỉ một cái chớp mắt liền tránh thoát phong cấm, cũng là chỉ một cái chớp mắt, liền làm vỡ nát ách ma ngưng tụ huyết sát đại sơn. Oanh! Đạo tiên một bước trèo lên vân tiêu, đỉnh phong chiến lực toàn bộ triển khai. Lờ mờ thiên bởi vì hắn sấm sét vang dội, không gian từng khúc sụp đổ. Ách ma nhíu mày! Cái này lúc trước yếu đuối đạo ra người, bây giờ sao biến như vậy kinh khủng, chỉ là một cái bản nguyên giải phong, phía trước cùng sau lại có cách nhau một trời một vực, bây giờ chiến lực lại vẫn ở trên hắn. Ngươi đánh thống khoái, đổi ta. Đạo tiên lột xuống huyết y, lộ ra có khắc đồ đằng lưng. Phía sau hắn, diễn xuất chính là một mảnh hủy diệt dị tượng, thái sơ cấm pháp phối hợp hoang ma thể huyết mạch, cộng thêm đạo môn thần thông, khuấy động ra một loại khô diệt sức mạnh, thiên địa càn khôn đều nghịch loạn. Tung bản nguyên giải phong, một dạng chảm ngươi. Ách ma hừ lạnh, mi tâm cũng khắc ra quỷ quyệt phù văn. Hắn chi chiến lực cũng bạo tăng, sau lưng còn có cực lớn ma tượng huyễn hóa. Tới, đạo tiên một bước vượt ngang không gian, lấy đạo hóa kiếm, lăng thiên đánh ra một đạo tinh hà.
Ách ma quanh thân thì huyết sát mãnh liệt, tụ trở thành một thanh huyết đao, nghịch thiên chém đi lên. Bao! Đao và kiếm va chạm, tiếng leng keng nổ đầy trời khung. Phía sau một đạo đen nhánh vầng sáng, vô hạn hoành phô tứ phương, những nơi đi qua, vô luận sơn nhạc phòng xá, đều bị san thành bình địa, hỗn loạn không gian, tại trong sụp đổ, lần lượt nổ thành hư ảo. Phá! Đạo tiên một chữ âm vang, xinh xinh chém đứt huyết đao. Ách ma thì một bước lảo đảo, huyết sát giải tán hơn phân nửa. Đạo thiên, vô cực. Đạo tiên một tiếng quát, huy kiếm chỉ phía xa thiên khung. Có thể gặp thương miểu hư vô thượng, giả thiên bát quái bố liệt, vô tận chữ đạo diễn trong đó, đạo ẩn rủ xuống tràn, mỗi một sợi đều nặng nề như núi, uy áp lấy cửu thiên, đồng dạng uy áp lấy thiên phía dưới ách ma. Giết! Ách ma chống lên ma tượng, hai tay kình thiên mà lên. Nhưng, giả thiên bát quái quá bá đạo, như toàn bộ thiên khung phủ xuống, đè hắn là phịch một tiếng quỳ xuống đất, kình thiên ma tượng hai tay, cũng là trong khoảnh khắc sụp đổ, nửa bên huyết thân thể đều nổ thành thịt nát. Ừng ực, thân là khách xem Triệu Bân Vân thương tử, nhìn mãnh liệt nuốt nước miếng. Chiến lực toàn bộ triển khai đạo tiên, chỗ sử dụng đạo pháp, quả nhiên là hủy thiên diệt địa, vẻn vẹn cái này bát quái, liền có thể trong nháy mắt tồi diệt một tôn tiên vương, bây giờ quái vật ách ma, rõ ràng không phải đối thủ của hắn. A! À, ách ma một tiếng kêu gào, cưỡng ép nhô lên giả thiên bát quái. Cũng là một cái chớp mắt này, trong cơ thể hắn có một nguồn sức mạnh hủy diệt khôi phục, hóa thành một thanh huyết sắc kiếm, đem bát quái đánh cho nổ diệt, liền bắn bay đầy trời chữ cổ, cũng một viên tiếp nối một viên sụp đổ. Nhất định chém ngươi. Lại nói lớn, cẩn thận chật hông tử. Một câu nói đơn giản đối thoại, hai tôn ngoan nhân đại chiến, chân chính kéo ra màn che. Vẫn là hủy thiên diệt địa chi tượng. Mà chiến trường thì lại một lần đã biến thành cấm khu. Cùng lần trước bất đồng chính là, cái này là đạo tiên chiếm thượng phong, một đường đè lên ách ma bạo trùy. Ách ma huyết thành toàn màu đỏ tươi mưa máu, nhuộm dần lờ mờ thiên. Nó tái sinh chi lực là bá đạo, nhưng đạo tiên thần thông lại là chiêu chiêu hủy diệt. Khủng bố như thế, trước kia lại vẫn thua Trường Sinh Tiên nửa điểm. Triệu Bân tâm cảnh không bình tĩnh, nhớ lại ngày xưa đạo tiên nói lời. Cuộc cờ đánh cờ, cũng là đạo cùng đạo tranh tài, liền nói tiên đô thua nửa điểm, cái kia Trường Sinh Tiên, nên đáng sợ bao nhiêu, khó trách trước kia bát đại thánh địa vây công Đại La Tiên Tông, năng lực xoay chuyển tình thế. Đánh! Nện chết hắn! So sánh Triệu Công Tử, hôm nay Vân Thương Tử cũng rất phấn khởi. Đừng nhìn tàn hồn trạng thái, nhưng hàng này giọng không là bình thường cao, trốn ở vĩnh hằng giới hò hét trợ uy. Cũng không cần hắn gào to, đạo tiên cũng tại hướng chết đánh. Ách ma đi, kháng đánh chủ, không hướng chết đánh cũng đánh bất diệt a. A, cao cao tại thượng ách ma, tâm cảnh cuối cùng là rối loạn. Máu của hắn sát bạo ngược không thiếu, vốn là quái vật hình thái, lại bởi vì mở không chỉ một loại cấm pháp sau, biến dọa người hơn, nhìn cái kia lưng một loạt cốt thứ, mỗi một cây. Cũng như sáng như tuyết cương đao. Nhưng, hắn gào càng vang dội, bị đánh càng ác. Đạo tiên đại triển thần uy. Một lần lại một lần đem hắn đánh nổ. Nói hắn kháng đánh cũng thực sự là không giả, đánh nổ một lần liền tái tạo một lần. Nhìn xem đều mệt mỏi. Vân Thương Tử thổn thức chặt lưỡi, chấn kinh ách ma năng lực chịu đòn. Cũng phải thua thiệt là đạo tiên, đổi lại khác đỉnh phong tiên vương, sợ là nhịn không được tiêu hao. Phốc! Hai người mong nhìn xem, ách ma đầu sọ lại một lần bị chảm. Không đợi hắn tái tạo, đạo tiên liền mang theo đạo kiếm giết tới phụ cận. Máu tanh một màn, tùy theo lộ ra, đẫm máu ách ma, thân thể bị phá hủy cái thất linh bát lạc, rớt xuống thương miểu từng cây xương vỡ từng tấc huyết nhục, đều đập đại địa ầm ầm vang dội. Ngày khác lại tới tìm ngươi thanh toán. Ách ma bại cũng túng, càng là đăng thiên mở đột. Đạo tiên như bóng với hình, mang theo đạo kiếm ở phía sau liều mạng truy sát. Thật là cường đại đồng lực. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, nhìn chính là đạo tiên hai mắt. Đồng dạng có đặc thù con người hắn, có thể tinh tường cảm thấy đạo tiên tại tụ tập đồng lực. Đạo tiên thiên sinh thần nhãn, cái kia hai con người không giống như nhà ngươi thánh nữ yếu. Vân Thương Tử đạo. Đã nhìn ra, Triệu Bân hít sâu một hơi, nếu không phải tận mắt trông thấy, hắn đều không biết tiên, lại còn có một đôi thần nhãn, lúc trước là bởi vì bản nguyên bị phong, mới không có động thần nhãn năng lực. Tới. Muốn tới. Vân Thương Tử lại gào to, so với trước kia càng phấn khởi. Triệu Bân suy nghĩ bị đánh gãy, ánh mắt rơi vào chiến trường.
Cái gọi là tới, là chỉ đạo tiên thần nhãn đạo pháp. Hắn tụ tập như vậy khổng lồ đồng lực, tất nhiên là muốn thả đại chiêu. Triệu Bân mong nhìn lên, đang gặp đạo tiên nhắm mắt, tiếp theo một cái chớp mắt lại bỗng nhiên đóng mở. Chợt, thì thấy ách ma toàn thân đều có lôi điện xé rách. Đây không phải là chân chính lôi, lại so chân chính lôi càng kinh khủng. Đó là một loại cực điểm hủy diệt, chém nát ách ma thể phách, xé giết hắn chi huyết sát, liền tái sinh chi lực, đều theo không kịp hủy diệt tốc độ, có máu có thịt hắn, lại hư không tiêu thất. Bá đạo không, Vân Thương Tử cọ sát Triệu Bân. Bá đạo, Triệu công tử ánh mắt kỳ quái, đạo tiên lần này sử dụng thần nhãn chi bí pháp, có vẻ như cùng Đại La Thánh Nữ Thiên Đạo Thần Tế, Thánh Thiên Thần Tử Cực Đạo Tuyệt Diệt, Thế Gian Ma Tử Ma Luận Huyết Tế, có dị khúc đồng công chi diệu, đều đề cập tới không gian, cũng là cực điểm hủy diệt. Ách ma sợ, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Bởi vì quỷ dị này lôi, thật có thể đem hắn hủy. Thời khắc nguy cấp, hắn cũng phát hung ác, hiến tế thể nội loại kia lực lượng đáng sợ, tan vỡ lôi điện, chuẩn xác hơn nói, là nghịch chuyển càn khôn, lấy không gian lực lượng, cưỡng ép triệt tiêu lôi cùng điện. Không có nó bảo hộ, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Đạo tiên vừa quát chấn thương khung, tựa như sớm biết lôi điện không diệt được ách ma. Nhưng một đòn này, lại móc giống ách ma sức mạnh, cái này là đủ rồi. Siêu! Ách ma đào tâm không thay đổi, kéo lấy huyết lâm thân thể, liều mạng mở đột. Đích xác, không còn lực lượng thần bí bảo hộ, khí thế của hắn đã sụt giảm, liền hắn cái kia tái sinh chi lực, đều không dễ xử, thậm chí chịu đạo tiên nhất kiếm, phải 3 năm cái chớp mắt mới có thể khép lại. Oanh, phanh! Hai người một trước một sau, lại ra lục địa. Mới ra tới, đạo tiên liền vô ý thức bên cạnh con mắt. Đồng dạng trách mắt, còn có Triệu công tử cùng Vân Thương tử, mắt có thể bằng chi địa, có thể trông thấy huyết quang, có huyết hải mãnh liệt, có thi khí lăn lộn, cũng có tà khí tàn phá bừa bãi, đang hướng cái này cuốn tới. Cửu U Tà Quân, Vân Thương tử một tiếng kinh ngạc. Triệu Bân thì nhíu mày, thấy Cửu U Tà Quân hắn cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, ngoại trừ Cửu U Tà Quân, có vẻ như còn có Hắc Động Huyết Ma cùng Bán Thần Cổ Thi. Này liền náo nhiệt. Đạo bên trong tiên nhãn giới cực cao, cũng nhìn rõ ràng nhất. Là Cửu U Tà Quân, Bán Thần Cổ Thi cùng Hắc Động Huyết Ma không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là Tà Quân tại một chọi hai, thật mẹ nó kỳ quái, Hắc Động Huyết Ma lại sống lại, Bán Thần Cổ Thi lại không táng diệt. Hôm nay là một ngày tốt lành, lại tới nhiều như vậy nhân vật hung ác. Hắn có thể trông thấy, còn tại chạy trốn ách ma tự nhiên cũng mong nhìn thấy. Nguyên nhân chính là mong nhìn thấy. Hắn mới một cái bá khí dễ ngoặt, chạy thẳng tới phương kia, Tà Quân mặc dù có thể đánh, nhưng hai vị khác, có vẻ như cũng không phải dựng, khó tránh khỏi bọn hắn ba có thể kết một cái liên minh. Nếu có thể kết minh, đó chính là 3-2. Nếu có thể kết minh, dù sao cũng tốt hơn bị một người truy sát. Đi đâu? Đạo tiên cũng đổi góc, một đường truy một đường đánh. Nhìn phương xa, đại chiến động tĩnh so bên này càng hùng vĩ. Tà Quân bá khí ầm ầm. Một người ác chiến Bán Thần Cổ Thi cùng Hắc Động Huyết Ma. Hắc Động, thực sự là ngọa hổ tàng long a. Vân Thương Tử có thổn thức chặt lưỡi. Là hắn bị phong lại quá lâu, cũng không biết Hắc Động có nhiều như vậy đại lão. Triệu Bân sớm biết, lại là thần sắc quái dị, Tà Quân như thế nào cùng hai vị kia chống đối. Trên thực tế, chuyện này cùng hắn thoát không khỏi liên quan, ai bảo hắn có tạo hóa thần thụ đâu. Tà Quân đầy Hắc Động tìm tạo hóa thần thụ. Cũng đầy Hắc Động truy sát bí cảnh ách ma, đến, không có tìm được tạo hóa thần thụ, cũng không đuổi kịp ách ma, lại là trời đất xui khiến đụng vào cái kia phiến huyết hải, đánh thức huyết ma cũng đánh thức Bán Thần Cổ Thi, một lời không hợp không phải liền khai kiền đi. Oanh, phanh, hai phe ầm ầm, bởi vì hai trận chiến chàng tới gần dung thành một mảnh. Còn tại đại chiến Cửu U Tà Quân, cứng ngắc dẫy dụa cổ. Thấy ách ma, hắn trên mặt đần đột, lại hiền lộ vẻ chán ghét. Cũng đang bởi vì phần này chán ghét, hắn mới bỏ Hắc Động Huyết Ma cùng Bán Thần Cổ Thi, bao phủ tà khí thẳng đến ách ma sát đi qua. Mà Bán Thần Cổ Thi, để mắt tới nhưng là đạo bên trong tiên. Lúc trước, chính là hàng này đem hắn nhét vào Vĩnh Hằng Chi Môn. Đến nỗi Hắc Động Huyết Ma, sợ là thẳng thắn, không nhìn đạo tiên, cũng không nhìn Cổ Thi cùng ách ma, liền mẹ nó nhìn chăm chú vào Cửu U Tà Quân, chính là người này mới. Phía trước một cước dẫm vào biển máu của nó, đạp gọi là một cái đau a. Xét thấy tâm tình của hắn khó chịu, hôm nay phải nói. Cùng phàm trần huyết ma, hình thái không sai biệt lắm.
Triệu Bân nói thầm một tiếng, nhìn chính là hắc động kia huyết ma. Mới vừa vào hắc động lúc, hắn cùng với đạo tiên đô suýt nữa bị nuốt vào huyết hải, khi đó cũng chỉ là một cái biển máu, chỉ có điều có Ô Ương Ương ra tay, bây giờ đi. Cái kia phiến huyết hải đã hóa thành hình người. Phốc, ách ma đẫm máu, tấm tấm dòng dã chịu tà quân nhất kích. Đạo tiên cũng đẫm máu, đuổi quá nhanh không có thế nào phanh lại xe, bị bán thần cổ thi một mâu vung mạnh lộn ra ngoài. Đồng dạng điệp huyết, còn có cửu u tà quân. Hắn đã thương nặng ách ma, huyết ma thì tại sao chặt hắn một kiếm. Chờ một lúc thu thập ngươi. Đạo tiên mắng to, vẫn như cũng nhìn chằm chằm ách ma đánh. Hắn cái này đánh hung, cửu u tà quân đánh càng hung. Ách ma cái kia phiền muộn a, suýt nữa tại chỗ thăng thiên. Hắn cũng không phải là không có minh hữu. Bán thần cổ thi đang ngó chừng đạo tiên đánh. Hắc động huyết ma thì tại nhìn chằm chằm tà quân đánh. Tràng diện hỗn loạn, một cái đạo gia tiên vương, một cái bí cảnh ách ma, một cái cửu u tà quân, một cái bán thần cổ thi, một cái hắc động huyết ma, ở mảnh này hắc ám, làm gọi là cái khí thế ngất trời. Lớn, đại loạn đấu sao? Triệu công tử cùng Vân Thương tử là quần chúng, kéo bè kéo lũ đánh nhau tràng diện thật quá đẹp mắt. Hạo thần tinh vực. Không Niệm Thiên còn đứng ở đỉnh núi, yên lặng chờ Triệu Bân cùng đạo tiên. Thanh Y đạo nhân cũng tại, cất tay xếp bằng ở đỉnh núi, cũng không biết là ngộ đạo vẫn là ngẩn người, chỉ ở trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, vòng nhìn một chút tứ phương, đều nhiều như vậy ngày, còn không thấy cái kia hai người. Oanh! Đột nhiên, một tiếng tiếng vang ầm ầm triệt để cửu thiên. Thanh Y đạo nhân cùng Không Niệm Thiên cùng nhau ngửa con mắt, mong nhìn chính là Thương Miểu, chỉ có thể nghe được ầm ầm thanh âm, lại tìm không đến căn nguyên, không biết là từ đâu tới động tĩnh, chỉ biết là một hồi đại hỗn chiến. Chờ lão phu bấm ngón tay tính toán. Thanh Y đạo nhân nói, tùy theo đứng dậy. Thật lâu cũng không thấy hắn ngôn ngữ, Thôi Diễn là một môn rất tà dị rất huyền ảo thần thông, hắn mặc dù thông hiểu, lại là ngộ không đậm, thậm chí là Thôi Diễn cá biệt canh giờ, đều không tính ra cái nguyên cớ. Không Niệm Thiên đồng dạng tại diễn toán, cũng không thấy manh mối. Nhưng đại chiến oanh minh, cũng không bởi vì bọn hắn mà ngừng. Nhìn đen như mực thế giới. Mấy tôn ngoan nhân đại chiến đã càng ngày càng huyết tinh, thảm nhất bất quá ách ma, đạo tiên cùng tà quân đều là bị một người công phạt, duy chỉ có hắn, bây giờ đang bị hai người quần ẩu. Ngươi đánh các ngươi, ta đánh chúng ta. Cục diện chính là như thế cái cục diện. Còn có hay không? Vân Thương Tử một tiếng nói thầm, tàn hồn bay tới bay lui. Cái này cũng là Triệu Bân muốn hỏi, hôm nay là một ngày tốt lành, tới nhiều như vậy tuyệt đại ngoan nhân, khó tránh khỏi còn có khác nhân vật đáng sợ. Nếu đều chạy tới tham gia náo nhiệt, đó mới là thật sự cảnh tượng hoành tráng. Phốc, tinh hồng huyết quang chợt hiện, ách ma lại một lần đẫm máu. Cửu u tà quân bá khí ầm ầm, đánh bể đầu lâu của nó. Sau giết tới đạo tiên, thì một kiếm xuyên thủng nó thể phách. A, à, ách ma kêu gào gào thét, lại liều mạng mở chui. Gặp hình tượng này, chế tài giả không khỏi một tiếng thổn thức. Đồng dạng bị đuổi giết nguyệt thần. Nhìn thì cảm thấy thoải mái dễ chịu. Phốc, phốc, ách ma liên tiếp đẫm máu, tà quân cùng đạo tiên cũng không tốt gì. Đại loạn đấu đi, bọn hắn công phạt ách ma lúc, cũng thời khắc bị bán thần cổ thi cùng hắc động huyết ma công kích, cái kia hai hạ thủ thật sự hung ác, không có gì lòe loẹt, ra tay chính là hủy thiên diệt địa tổn thương. Nhìn ngươi trước tiên đánh diệt ta, vẫn là ta trước tiên giết chết nó. Đạo tiên đối bán thần cổ thi lửa giận, đều phát tiết vào ách trên ma thân. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, vì nay tham chiến 5 người, thuộc ách ma thương trọng, từ trước tiên trừng trị nó, cho dù là một hồi thương vong tiêu hao chiến, cái kia chết ở trước mặt hắn, tuyệt đối là bí cảnh ách ma. Cứu ta! Ách ma phát ra kêu rên một dạng cầu cứu, rất là thê lương. Hắn cái này một hô không quan trọng, tà quân cùng đạo tiên đánh càng hung. Gặp tà quân giả thiên một trường phủ xuống, đè ách ma thể phách sụp đổ. Diệt! Đạo tiên một tiếng lạnh quát, một tay diễn hóa bí pháp. Sau đó, thì thấy một cái hư ảo chữ đạo huyễn hóa, khắc ở ách trên ma thân, tùy theo ầm vang nổ tung, vốn là thể phách huyết lâm ách ma, hơi kém bị tạc tan ra thành từng mảnh, liên miên huyết cốt băng diệt. Ông, bán thần cổ thi giết đến, sau này một mâu, cho đạo tiên lưng chọc lấy cái lỗ máu. Hắc động huyết ma chẳng phân biệt được tuần tự, vẫn là một thanh huyết kiếm, đoạn mất cửu u tà quân một tay. Liền cái này, đạo tiên cùng tà quân đều không quay đầu nhìn. Hai người bọn họ cũng thẳng thắn, không giết chết ách ma còn chưa xong,
Cửu U Tà Quân bá khí ầm ầm, vẫn là che trời giấu năm ngón tay, đem không gặp người hình ách ma thân thể, đánh một cái bạo diệt, mà đạo tiên tuyệt diệt nhất kiếm, tỏa định nhưng là ách ma bản mệnh nguyên thần. Không, không không. Ách ma kêu gào, là phát ra từ linh hồn gào thét. Tà Quân cùng đạo tiên bổ một đao này, là chân chính hủy diệt, căn bản không cho hắn lưu đường sống, thân thể thành xương máu, nguyên thần cũng từng khúc diệt vong, mặc hắn tái sinh chi lực, cũng không cách nào nghịch chuyển càn khôn. Phốc, rực rỡ huyết hoa, ngạo nghễ nở rộ. Không ai bì nổi ách ma, thân hủy thần diệt. Trước khi chết, hắn là vô cùng phiền muộn, đã nói xong ba đánh hai, nhưng hắn hai cái đồng đội, có vẻ như không thể nào ra sức, hắn cứ thế bị quần đấu, sớm biết như vậy, hắn liền không tới tham gia náo nhiệt. Oanh! Ách ma táng diệt trong nháy mắt, có một tiếng sấm rền vang vọng tam giới. Quá nhiều người nhìn trời, chớ nói phàm nhân, liền tiên vương thậm chí bán thần, tâm linh cũng không khỏi rung rung, bởi vì thượng thương tức giận rồi, dù chỉ là một cái ý niệm, tam giới đều không cầm được lắc lư. Thái thượng, ngươi có bị bệnh không? Trong cõi u minh mắng to, thế nhân không nghe thấy. Thế nhân có khả năng trông thấy, chỉ có năm đạo thần quang chặn ngang tam giới, che giấu lôi đình ầm ầm, cũng ổn định lắc lư tam giới, thậm chí, năm đạo thần quang còn để lộ ra một cỗ sức mạnh thần kỳ, xóa đi không ít người có liên quan một cái chớp mắt này ký ức, tiết kiệm bạo người có tính khí lại đặt cái kia chửi mẹ. Oanh, phanh, ngoại giới bình tĩnh, nhưng hắc động vẫn như cũ náo nhiệt. Ách ma mặc dù táng thân, nhưng đại chiến còn chưa kết thúc. Đơn đấu. Đạo tiên thủ sách đạo kiếm, ác chiến bán thần cổ thi. Cửu U Tà Quân không quá mức ngôn ngữ, chỉ lấy cường đại nhất công phạt đáp lại hắc động huyết ma, chính là hàng này, mang theo một cái phá kiếm, đuổi theo hắn chặt lại chặt, nói gì hắn cũng phải tìm chàng tử trở về. Hai đối hai, Vân Thương Tử treo ở giữa không trung. Công Bình, Triệu Công Tử bổ túc nửa câu sau. Hai người bọn họ vinh hạnh đến cực điểm, có thể tận mắt chứng kiến trận này kinh thế đại chiến. Lại nói Tà Quân, hắn như đại triển thần uy, thần minh không ra ai cũng ép không được. Khai chiến ba, năm hiệp, hắc động huyết ma liền bị đánh về nguyên hình, cũng chính là huyết hải hình thái, trong đó ô ương ương đều là xúc tu, rất giống từng cái đầu lưỡi đỏ thắm, cho dù ngày xưa gặp qua, bây giờ lại nhìn tràng diện này, Triệu Bân cũng chợt cảm thấy tê cả da đầu, quá mẹ nó dọa người. Ô ô! Lệ quỷ tiếng kêu rên nhất thời, huyết ma một cái sóng biển, đem Tà Quân cuốn vào. Đáng tiếc, Tà Quân không phải ngày đó bị phong bản nguyên gà mờ đạo tiên, cho dù là người chết sống lại trạng thái, cũng không phải một cái biển máu có thể đồ diệt, hắn tà khí, cũng thành uông. Dương, càng là phản nuốt huyết hải, lại ép huyết ma hóa về hình người, bạch 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 lui lại, đứng cũng không vững. Phanh, Tà Quân cũng mặc kệ cái này cái kia, giết đi lên liền đánh. Hắc động huyết ma tất nhiên là không địch lại, khó khăn cản Tà Quân công phạt. Một phương khác, chiến lực toàn bộ triển khai đạo tiên, cũng là một đường đè lên bán thần cổ thi bạo trùy. Đạo gia tiên vương không phải là dùng để trưng cho đẹp, đạo môn thần thông dùng cái kia xuất thần nhập hóa. Trái lại bán thần cổ thi, mặc dù có bán thần thân thể, làm gì chỉ là một bộ băng lãnh không chịu nổi thi thể, khó mà thi triển thần thông. Càng không người sống đấu chiến ý chí, cái nào địch qua đỉnh phong cảnh đạo tiên. Cái này, là một hồi không huyền niệm đại chiến. Không biết thứ mấy hiệp, huyết ma trước tiên bị thua. Vô luận là một loại nào hình thái, nó đều xa không phải Tà Quân đối thủ, huyết hải bị sinh sinh xé rách, bên trong xúc tu, cũng là liên miên nổ nát, mà hình người huyết ma, thì bị một đạo hủy diệt tà khí, đóng vào trong bóng tối, mặc hắn huyết sát ngập trời, cũng ngăn không được tà khí cực điểm khô diệt. Oanh! Cùng với chẳng phân biệt được tuần tự, bán thần cổ thi thân thể cũng hỏng mất. Đạo tiên làm đại thần thông, lấy vô thượng pháp tắc đem hắn khóa kín, lấy một loại tựa là hủy diệt đạo hỏa, đem hắn băng lãnh thân thể tàn phế, sinh sinh đốt diệt thành tro, kèm thêm cái kia cán chiến mâu cũng cùng nhau luyện diệt. Lần này, hắn là chết triệt triệt để. Cùng với cổ thi táng diệt, hỗn chiến chân chính hạ màn kết thúc. Ba cái kia cá mè một lứa, trên hoàng tuyền lộ cũng không cô đơn. Hô! Thấy huyết ma cùng cổ thi táng diệt, Triệu Bân hung hăng thở dài một hơi. Vân Thương Tử cái kia một tia căng thẳng tàn hồn, cũng theo đó nới lỏng, đại hỗn chiến cuối cùng là kết thúc, bọn hắn cuối cùng là có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, một mảnh đen như mực, nhìn xem đều khiếp người. Phốc! Đạo tiên ho một ngụm máu, suýt nữa một đầu cắm cái kia. Hôm nay chiến tích lớn lao, đồ bí cảnh huyết ma cũng diệt bán thần cổ thi, hắn không bị thương là giả.
thân ở trạng thái tột cùng hắn, vẫn là lần đầu thương thảm liệt như vậy, lại tổn hại căn cơ. Tiền bối, tìm chỗ uống một chén a. Đạo tiên xách ra bầu rượu, cười nhìn Cửu U Tà Quân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại sẽ cùng trong truyền thuyết ngoan nhân kể vai chiến đấu, hai đánh thứ ba hai cái phản sát, vô luận là huyết ma ách ma, vẫn là bán thần cổ thi, đặt ở tiên giới cũng là số một. Đạo gia tiên vương mời, Cửu U Tà Quân nào có không tới lý lẽ. Bất quá, hắn là mang theo kiếm tới, không giống như là muốn uống rượu, càng giống đúng vậy đánh nhau. Sự thật chứng minh, hắn thực sự là tới đánh nhau, cuồn cuộn tà khí, vét sạch cái này một vùng tăm tối, mới đứng vững đạo tiên, bị đụng một hồi lảo đảo, lại là một ngụm lão huyết cuồng phún mà ra. Ta bấm ngón tay tính toán, Tà Quân không có đánh thống khoái. Vân Thương Tử một lời thâm trầm. Anh hùng sở kiến lược đồng, Triệu Bân hít sâu một hơi, sự tình là rõ ràng. Lúc trước, là có ách ma, cổ thi cùng huyết ma tại chỗ, Tà Quân nhìn hắn ba đều không vừa mắt. Bây giờ, ba người đều đã táng diệt, không phải liền đến phiên đạo tiên, muốn đánh một tổ bưng thôi. Nói trắng ra là, người chết sống lại trạng thái Tà Quân lục thân bất nhận, vô luận là chán ghét hay không chán ghét, chỉ cần dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, chớ nói một cái đạo tiên, cha ruột tới cũng chiếu đánh không lầm. Ông! Tà Quân huy động sát kiếm, cầu vồng kiếm hoành quán cửu thiên. Đạo tiên vội vàng hoảng một tay bấm niệm pháp quyết, có một đạo khổng lồ âm dương đồ, bảo hộ ở quanh thân tả hữu, cái này cũng là đạo môn thần thông, là một loại thủ hộ chi pháp, thân ở trong trận đồ, chính là phòng ngự tuyệt đối. Làm gì, Tà Quân nhất kiếm quá bá đạo, cưỡng ép bổ diệt âm dương đồ. Đạo tiên kêu đau một tiếng, âm dương đồ phản phệ, khiến cho hắn thể phách nổ bể ra tới. Không đợi đứng vững, Tà Quân kiếm thứ hai đã bổ tới, so đệ nhất kiếm càng khủng bố hơn, kiếm ý như thực chất, mỗi một ti kiếm khí, cũng như vô kiên bất tồi thần binh, tranh minh kiếm ngân vang âm thanh đâm thủng hắc ám. Đạo bên trong tiên tại chỗ đẫm máu, bị một kiếm đánh cho hoành lật 800 trượng. Vừa dứt, tà khí hải dương liền đến, một cái sóng biển đem hắn bao phủ. Cửu U Tà Quân tà khí, cũng không phải đùa giỡn, không nói đến có nhiều băng lãnh, chỉ là uy áp, thông thường tiên vương liền gánh không được, cái kia một chút xíu từng sợi, đều trầm trọng như đại sơn cự nhạc. Đây là muốn thua bởi trong tay đội hữu sao? Vân Thương Tử một tiếng ho khan. Triệu công tử nhìn cũng lúng túng, đem đối thủ đả diệt, đồng đội cũng muốn chịu gọt. Định. Đạo tiên cưỡng ép đứng vững gót chân, vô tận chữ đạo bảo hộ thể phách. Hắn lại một lần đóng con mắt, cưỡng ép điều động thần nhãn đồng lực. Đúng lúc gặp Cửu U Tà Quân giết đến, hắn mới thông suốt mở con mắt, cũng không phải là công phạt, mà là một loại diễn biến, mắt trái của hắn như thành một cái vòng xoáy nhỏ, cực tốc vận chuyển, mà lại là càng chuyển càng khổng lồ. Theo vòng xoáy vận chuyển, đạo tiên khu thể cũng trở nên vặn vẹo, bị kéo vào trong vòng xoáy. Triệu Bân nhìn lông mày trao lên, đây cũng là gì cái thủ đoạn, không gian loại bí pháp sao? Đây là thần nhãn kèm theo bí pháp, có thể tùy ý tại ngoại giới cùng hắc động ở giữa làm xuyên thẳng qua. Vân Thương Tử giải thích một phen, đạo bên trong tiên chiến lực cùng tái sinh chi lực, có lẽ không bằng trường sinh tiên, nhưng nếu luận mở độn bản sự, cùng bối phận tiên vương, sợ không có người so ra mà vượt hắn. Tùy ý xuyên thẳng qua, Triệu công tử thần sắc có phần kinh ngạc. Đây chính là tốt bí pháp, cặp kia thần nhãn cũng là tặc huyền ảo. Có thể tùy ý đi tới đi lui tại hắc động, nếu là mở độn quỷ đều đuổi không kịp. Siêu! Đạo tiên một cái chớp mắt tiêu thất, vòng xoáy cũng theo đó không thấy dấu vết. Hắn lại hiển lộ xuất thân hình lúc, đã không phải đen như mực thế giới, có ánh trăng trong sáng chiếu nghiêng xuống, cùng với sáng chói tinh huy, cho thiên địa nhuộm là tựa như ảo mộng. So hắc ám đẹp mắt nhiều. Đi ra, Vân Thương Tử cười cười. Vẫn là ngoại giới hảo, Triệu Bân cũng cười. Nhưng thời khắc này đạo bên trong tiên đi, lại là cười không nổi. Liên tiếp động cấm pháp, lại luân phiên đại chiến, hắn trạng thái này cũng không như thế nào hảo, rơi xuống đất không có thế nào đứng vững, thật sự một đầu cắm đó, bổn nhất hai con ngươi quang lấp lánh thần nhãn, bây giờ cũng ảm đạm không chịu nổi. Tiền bối, Triệu Bân cùng Vân Thương Tử kêu một tiếng. Không có gì đáng ngại, đạo tiên nhẹ phẩy tay áo, thả ra hai người. Mà hắn, thì ngồi xếp bằng, trước tiên vận chuyển đạo gia tâm pháp. Triệu công tử cùng Vân Thương Tử không dám quấy rầy, lui về phía sau mấy bước, theo bản năng mong nhìn tứ phương thiên địa, xác định chưa từng tới cái này, hẳn là tại trên một khỏa sinh linh cổ tinh, thiên địa linh khí rất nồng nặc. Tà quân sẽ không đuổi theo ra đến đây đi, Vân Thương Tử tự mình thầm nói.
Triệu Bân nhìn một chút Thương Miểu, không có trả lời, tiện tay cầm tinh không đồ. Đáng tiếc, tinh không đồ là không trọn vẹn, bên trên tựa như không có ngôi sao này. Chớ nhìn, thiên kiếp tinh. Vân Thương Tử chậm chậm nói, nhận ra đây là đâu? Ngươi đã tới cái này. Triệu Bân lại thu tinh không đồ. Đã từng tới một chuyến, Vân Thương Tử lại bay tới bay lui, hành tinh cổ này càn khôn, có thần minh chi kiếp còn sót lại vết tích, nghe đồn muôn đời không tan, thiên kiếp tinh chi danh, liền như vậy phải đến. Thần minh chi kiếp, Triệu Bân thì thào một tiếng. Rất rõ ràng, mảnh tinh vực này từng đi ra một tôn thần minh. Mà cái gọi là thần phạt vết tích, hơn phân nửa chính là khi đó còn sót lại. Nơi đây cách hạo thần tinh vực có bao xa? Triệu Bân tò mò hỏi. Hôm đó, hắn cùng đạo tiên chính là từ hạo thần tinh vực, rơi vào hắc động. Ước chừng trên trăm cái tinh vực, Vân Thương Tử cho đại khái đếm. Triệu Bân nghe xong kéo khóe miệng, trên trăm cái tinh vực, cái này cỡ nào xa xôi cái nào. Suy nghĩ một chút cũng phải, bọn hắn ở trong hắc động, cũng không phải là chờ tại một chỗ không nhúc nhích, tới lui tản bộ, sợ là không gian sớm đã sai chỗ, đi vào lúc là hạo thần tinh vũ, sau khi ra ngoài chính là thiên kiếp tinh. Mong muốn gặp đầu kia tinh hà, Vân Thương Tử lại nói. Triệu Bân tùy theo ngửa con mắt, vô tận thị lực mới có thể mơ hồ trông thấy một vòng. Đó là một đạo cổ lão tinh hà, chỉ có điều khoảng cách quá xa, từ nơi này nhìn chỉ là một đường vòng cung. Qua đạo kia tinh hà, chính là Hồng Hoang Đại Lục. Vân Thương Tử cười nói. Triệu Bân nghe con mắt chớp lóe, hắn đoạn đường này phong trần phó phó, cuối cùng là đến. Lúng túng chính là, không niệm thiên không có ở bên cạnh, thế nào đi Đại La Tiên Tông đi lấy ký ức chi hoa đâu. Như vậy ngốc hết chỗ chê quá khứ, đám lão gia kia sợ là sẽ không nhận nợ, làm không tốt còn có thể đánh hắn. Cho nên, trước tiên cần phải tìm không niệm thiên. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía đạo tiên. Tiền bối, vãn bối cáo từ trước. Triệu Bân nói liền muốn đi, liền sợ đạo tiên tìm hắn nói chuyện phiếm Linh Châu. Nhưng, hắn cái này chân trước mới vừa bước mở, liền bị một tia đạo tắc khóa đó. Tới đều tới rồi, giúp bản tôn một chuyện. Đạo tiên nhàn nhạt một tiếng. Ta khả năng giúp đỡ gì vội vàng. Triệu Bân một tiếng gượng cười, đang kiệt lực giãy giụa. Đạo tiên cũng không trở về hắn lời nói, chỉ tính tâm chữa thương, cái này chỉnh Triệu công tử rất thất vọng, người mang dị bảo, hắn thật có bị đánh cướp khả năng, tôn này đạo gia tiên vương nhiều tính, hắn đã thấy biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên kiếp cổ tinh, đỉnh núi. Đạo tiên như lão tăng thiền ngồi, tĩnh như bàn thạch. Từ hắn ngồi ở nơi đây đã ba ngày lâu, vết thương đã toàn bộ khôi phục, chỉ hư hại căn cơ, còn tại trong tái tạo. Đạo gia tiên vương đối đạo lĩnh hội rất sâu, tung tại chữa thương, quanh thân cũng dị tượng thay nhau sinh, còn có từng khỏa cổ lão chữ đạo, vang dội đạo âm, ở thiên địa giống như như ngầm hiện. Bên cạnh thân, Triệu Bân cũng ngồi tấm tấm dòng dã. Hắn ngược lại là muốn đi, lại bị đạo tắc khóa không thể động đậy. Gió nhẹ nhẹ thổi, hắn vừa trầm vào mộng đẹp. Vẫn là trong mộng Tử Trúc Phong, mây khói đang tắm rửa. Ngươi vừa vặn rất tốt mấy ngày này không có tới. Mây khói cười nói. Nhân sinh, giống như một tuồng kịch, Triệu công tử giơ lên đầu, liếc 45 độ nhìn phía Thương Miểu, vừa nói chuyện cái kia lời nói ý vị sâu xa, lại không để ý, bước cách còn dần vào giai cảnh. Mấy tháng không thấy, sao biến buồn vô cớ như vậy? Mây khói ra tiên trì, thể phách có tiên hà lồng mộ, hóa thành một kiện tiên y, thấm vào ruột gan nữ tử hương, bay đầy toàn bộ Tử Trúc Phong. Ta là cảm khái. Triệu Bân ngồi ở dưới cây già. Đang trong mộng cố hương, hồi tưởng phàm trần nửa đời trước. Trong đầu của hắn, bay qua từng đạo bóng người, đó là Xích Diễm Nữ Soái, Đại Hạ Hồng Tước, Mây Khói, Ngọc Cần, Mộng Điệp. Như vậy nhiều hóa thân, hắn diễn thôi hắn lên đài, hắn sau khi đi hắn phục tới, để cho hắn bất giác cho là, trong nhân thế. Thật sự là một hồi tựa như ảo mộng hồng trần hí kịch. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Mây Khói khẽ nói nở nụ cười, lại đi lên bếp lò. Trong trí nhớ nàng tiểu đồ nhi, cũng không có phiền muộn như vậy, bây giờ tư thái như vậy, là gặp đả kích. Vẫn là khám phá hồng trần, vô luận một loại nào, đều không thể che hết trên người hắn một màn kia tang thương. Triệu công tử cũng thật sự lệch qua dưới cây già. Trong mộng ngủ, nói ra sợ là không có người sẽ tin tưởng. Mây khói nhẹ phẩy ống tay áo, ngăn cách bếp lò, chỉ sợ đã quấy rầy Triệu Bân. Siêu! Đột nhiên! Có một tia mộng ảo thần quang buông xuống.
mây khói vô ý thức trách mắt, vừa gặp một bóng người xinh đẹp huyễn hóa mà ra. Cẩn thận một nhìn, chính là Nguyệt Thần, lại rút sạch nhập mộng, có lẽ là bị đuổi quá thảm, chạy trong mộng tránh né, nhìn nàng chật vật tư thái, tám thành là như thế này, quỷ hiểu được có bao nhiêu thần minh truy nàng. Xin ra mắt tiền bối. Mây khói chắp tay, Dễ Dùng có phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Cửu thế thần thoại, nàng đã không phải lần thứ nhất gặp. Chớ khách sáo như vậy. Nguyệt Thần nở nụ cười, rơi vào dưới cây già. Nàng tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên Triệu Bân đỉnh đầu, từ trong cơ thể của Triệu Bân, nhiếp ra một tia kim quang rất kỳ dị, cất giấu một tia vĩnh hằng hàm ý, tự mình diễn hóa lấy bất hủ cùng bất diệt. Không nên a, Nguyệt Thần thì thào một lời. Mây khói không biết Nguyệt Thần làm cái gì, chỉ yên tĩnh nhìn qua. Đối với cái kia một tia kim quang, nàng cũng rất là tò mò, chỉ vì đạo kim quang kia, lại không nhận Nguyệt Thần khống chế, phải biết đây chính là một tôn thần, hơn nữa không phải bình thường thần, càng là bắt không được một tia quang. Ngoại giới, đạo tiên đã mở con mắt, phần đục chi khí ói niềm vui tràn trề. 3, 5 trong nháy mắt sau, mới thấy hắn đứng dậy, tiến tới Triệu Bân trước người. Cái nhìn này nhìn qua, hắn lông mày trao lên, tiểu tử này là nhập mộng sao? Đúng, là nhập mộng, ý thức không tại trong bản thể. Có ý tứ. Đạo tiên vòng quanh Triệu Bân xoay lên vòng nhi, tiện tay còn xách ra một cây côn sắt. À không đúng, hẳn là một cây tàn phá chiến mâu, là từ đặc thù tiên liệu chế tạo. Xong, chính là răng rắc âm thanh. Kẻ này, lại từng miếng ăn chiến mâu. Chợt nhìn, không biết còn tưởng rằng hắn cầm một cây cây mía đâu. Đạo gia, gia nhân tài a. Vân Thương Tử thổn thức chặt lưỡi, khó trách đạo tiên như vậy kháng đánh lại có thể đánh, phương thức tu luyện đều cùng người khác khác biệt, đặc thù tiên đúc bằng sắt tạo chiến mâu, biết bao cứng rắn, cái này đều có thể cho nhai nát. Ta thế nào cảm giác, gió mát siêu siêu. Lời này, là Long Uyên tại nói, liền sợ đạo tiên không có không no, đem nó xách ra ngoài gặm. Đang khi nói chuyện, tàn phá chiến mâu đã bị đạo tiên ăn xong, hắn không tỉnh lại Triệu Bân, lại là một tay đưa vào vĩnh hằng giới. Tiểu tử này có tạo hóa thần thụ cũng có thiên linh châu, phải xách đi ra nghiên cứu một chút. Lão đại, có người ăn cướp, tiên lôi dục tỉnh lại Triệu Bân. Nhưng, Triệu công tử ngủ rất ngon lành, nghiễm nhiên không có cần tỉnh dấu hiệu. Thế nào gì cũng không có. Đạo tiên một hồi chơi đùa, cũng là một hồi nói thầm. Tay của hắn ngược lại là đưa vào vĩnh hằng giới, nhưng cái này không gian tùy thân, lại là trống không một mảnh, thậm chí tìm tòi thật lâu. Chớ nói thiên linh châu cùng chân bảo hiếm thế, hắn liền một khối tiên thạch hắn không có tìm được. Lão nương ở đây, còn có thể nhường ngươi đem đồ nhi ta đánh cướp. Nguyệt Thần dù chưa ngôn ngữ, nhưng liếc xéo ánh mắt đại biểu hết thảy. Không tệ, là nàng tại nghịch chuyển càn khôn, làm thần cấp chướng nhãn pháp. Gì tình huống? Đạo tiên đổi một cái tư thế, cũng đổi một cái tay. Thế nhưng là, đảo cổ hơn nửa ngày, vẫn là gì cũng không mò lấy. Nguyệt Thần không thèm để ý hàng này, vẫn như cũng nhìn chằm chằm cái kia một tia kim quang nhìn, là càng xem ánh mắt càng thâm thúy, có thể làm cho nàng nhìn không thấu sự tình, thật đúng là không có mấy món, bây giờ có vẻ như lại thêm một cái. Oanh! Hư vô đột nhiên một tiếng oanh minh, vẫn là rung động tam giới. Là cái nào đó thượng thương lại không an phận, đang cấp thần minh phía dưới chỉ dẫn. Đừng nói, bởi vì như thế một tiếng ầm ầm, còn tại tìm chung quanh Nguyệt Thần chúng thần. Đều thần sắc quái dị, Nguyệt Thần lại có cái đầu nhi, là một cái gọi Triệu Bân tiểu tử, nàng đã trốn vào Triệu Bân trong mộng. Nguyệt Thần, ngươi thật là biết tìm địa phương. Chúng thần cười lạnh một tiếng, trước tiên làm thôi diễn. Nguyệt Thần không thể nào dễ dàng tìm, nhưng tìm tên tiểu bối kia vẫn là rất dễ dàng, chỉ cần tìm được Triệu Bân, liền không khác tìm được Nguyệt Thần, hảo một cái sư phụ cùng đầu nhi, bọn hắn sẽ cùng nhau thu thập. Oanh! Không chờ bọn họ suy diễn ra. Lại là một tiếng rung động tam giới oanh minh. Lần này cũng không chỉ có một thượng thương tức giận, hoàn toàn che lại tiếng thứ nhất ầm ầm. Sau đó, còn tại làm thôi diễn đông đảo thần minh, liền bị xóa đi cái này hai ba cái trong nháy mắt ký ức, đều từng cái một sự ở đó, không rõ ràng cho lắm, cuối cùng cảm giác tích tắc này, quên một chút gì. Thái thượng, vậy không bằng ngươi tự chém một đao, đi tìm Nguyệt Thần làm một trận. Lời này rất hợp ý ta, cả ngày âm thầm dở trò. Quả thực ném thiên chi uy nghiêm. Ngươi dám can đảm lại không xem pháp tắc phá hư quy củ, chúng ta không ngại liên hợp chế tài. Trong cõi u minh mấy phen lời nói, thế gian không người nghe được, đó là chuyên trúc thượng thương ở giữa thương lược,
gặp cái nào đó thượng thương không an phận, tổng không thể thiếu một phen thuyết giáo, người nào đó ra mặt quá dày. Ta, muốn nhìn Nguyệt Thần cùng vị kia đánh nhau, phàm giới chế tài giả chậm chậm nói. Lão Phu cũng nghĩ nhìn, tiên giới chế tài giả ngữ trọng tâm trường vuốt râu một cái. Hai đại chế tài giả tâm tư, lần thứ nhất thống nhất như vậy, so sánh cái nào đó không giảng võ đức thượng thương, bọn hắn có vẻ như nhìn Nguyệt Thần càng hợp mắt, ít nhất cô nàng kia, chưa từng có làm hỏng quy củ. Thân là người trong cuộc, Nguyệt Thần cũng rất chuyên nghiệp. Nàng còn đang nhìn kim quang, nhìn chính là đôi mắt đẹp híp lại. Đến nỗi cái nào đó thượng thương đi, coi là thật tự chém một đao tìm nàng hẹn đánh nhau, nàng không ngại lấy mệnh tan luân hồi, cho dù không đạt được toàn thịnh thời kỳ, cũng giống vậy có thể để cho cái kia hàng biết bông hoa vì đi hồng như vậy. Chiếu đến một vòng nắng sớm chi quang, Triệu công tử từ trong mộng tỉnh ngủ. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy đạo tiên ngồi xổm ở trước người hắn, lại sắc mặt đen tối. Chơi đùa hơn nửa đêm gì đều không làm đến, sắc mặt của hắn có thể không tối sao? Tiền bối, Triệu Bân Tính thăm dò kêu gọi một tiếng. Làm mộng đẹp à, đạo tiên mặt đen lên hỏi. Liền, ăn một bữa cơm, Triệu công tử há miệng chính là lời nói thật, vào trong mộng tử trúc phong, không phải liền ăn một bữa cơm đi. Ăn xong liền tỉnh, tỉnh lại liền nhìn thấy một tấm đại hắc kiểm. Đạo tiên không nói gì, tiện tay giải Triệu Bân phong cấm. Triệu công tử thì như một vệt sáng, vắt chân lên cổ mà chạy. Đạo tiên nhìn cũng không nhìn, lại là một tia đạo tắc đuổi tới. Ta đột! Triệu Bân một tiếng gào to, giấu vào vĩnh hằng giới. Hắn trước tiên rời vực môn, chất thành trăm vạn tiên thạch. Ông! Cùng với không gian tọa độ khắc xuống, vực môn ông run lên. Chỉ cần hắn đầy đủ nhanh, chớp mắt liền có thể thoát ra thiên kiếp tinh. Tiểu tử, ngươi biết không thiếu đi. Đạo tiên ung dung nở nụ cười, một tay thăm dò vào vực môn thông đạo. Mới đứng vững Triệu công tử, tại chỗ bị hắn ôm ra ngoài. Chạy gì đi, đạo tiên một tay mang theo Triệu Bân, một tay mang theo bầu rượu. Thế giới rất lớn, ta muốn đi xem, Triệu công tử nghiêm túc nói. Đã nghĩ như vậy nhìn, bản tôn mang ngươi đoạn đường. Đạo tiên mang theo Triệu Bân một bước lên trời, không hổ là đỉnh phong cấp tiên vương, cũng không hổ là thời kỳ toàn thịnh đạo tiên, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Triệu Bân chỉ cảm thấy bên tai cuồng phong hô liệt, như kiếm đồng dạng sắc bén. Trước mắt tràng cảnh, bởi vì tốc độ quá nhanh, tất cả thành hoàn toàn mơ hồ. Để cho ta giúp gì vội vàng a? Triệu Bân vùng vẫy một hồi. Hỗ trợ đánh cái trận. Đạo tiên vừa nói chuyện rất nhiều tùy ý. Lấy tiền bối chiến lực, còn cần ta hỗ trợ. Bản tôn không tham chiến, là hậu bối cùng hậu bối đánh. Kỳ thực, vãn bối không thích đánh nhau. Triệu Bân một lời thâm trầm. Nếu đánh thắng, ta tiễn đưa ngươi một hồi cơ duyên. Đạo tiên lời nói ung dung. Cơ duyên. Nghe hai chữ này, Triệu Bân tinh thần tỉnh táo. Vậy thì đúng rồi đi. Hắn không thể giúp không vội vàng. Cái kia có thể hay không trước đi tìm không niệm thiên. Triệu công tử cười ha ha. Tìm nàng, món ăn cũng đã lạnh. Đạo tiên tiện tay ném đi bầu rượu. Hắn tăng nhanh tốc độ, dù chưa dùng không gian chi pháp, lại có thể làm không gian xuyên toa. Tốc độ nhanh đến cực hạn nhất định, có thể không nhìn không gian, đây là một loại đại thần thông. Triệu Bân một đường mong nhìn, nhìn càng nhiều vẫn là đạo kia tinh hà, Vân Thương Tử lúc trước nói, vượt qua đầu kia rực rỡ tinh hà. Liền có thể đến hồng hoang đại lục, bây giờ hắn cùng với đạo tiên đang vô hạn tới gần, có rộng rãi bàng bạc chi lực, đâm đầu vào gào thét, kia hẳn là hồng hoang đại lục khí tràng. Ngươi, ở đâu ra luân hồi chi lực? Đạo tiên đột nhiên một lời. Tiên thiên liền có, Triệu Bân nói lên láo tới, khuôn mặt đều không mang theo đỏ. Đạo tiên từ không tin bực này lý do thoái thác, thế gian tới hồng trần tiên, trong bóng tối đều lộ ra thần bí, chính là cỗ này thần tử. Hắn mới đúng tiểu bối này phá lệ hiếu kỳ, là một cái khả tạo chi tài. Đến. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân hít sâu một hơi. Đầu kia tinh hà đến, từ xa xa nhìn là một đạo hồ quang, chân chính buông xuống, lại là bao la vô cùng, lấy đạo tiên chi tốc độ, độ 3 năm ngày, cũng không xuyên qua tinh hà, bây giờ còn tại chạy vội. Cỡ nào kỳ dị? Triệu Bân mò một mảnh tinh huy, có thể gặp giữa ngón tay tinh quang rủ xuống tràn. Hắn rất hiếu kỳ. Rộng như vậy một đầu tinh hà, là tự nhiên tạo thành, hay là hắn người thả tại cái này, ở đây tinh thần chi lực tinh túy, nếu ở đây tu luyện ngộ đạo, thành tựu nhất định là làm ít công to. Hắn vận chuyển tâm pháp, cực điểm hấp thu tinh thần chi lực. Bởi vì tinh thần chi lực tẩy luyện,
thể phách phá lệ sảng khoái. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ hoàn thành sứ mệnh, liền tới này tu hành mấy năm. Ngày thứ 9, đạo giải lụa tiên lấy Triệu Bân ra tinh hải. Triệu công tử vô tận thị lực, ngắm nhìn tinh không phương xa. Mắt có thể bằng chi địa là một mảnh quang, cổ xưa tang thương. Hắn biết, đó chính là Hồng Hoang đại lục, chỉ có điều còn có chút khoảng cách, đánh thật xa một nhìn, cũng không phải chính là một mảnh quang đi. Tu sĩ thánh địa, không biết tồn tại bao nhiêu năm, tang thương mà cổ lão. 3 ngày sau, đạo tiên bay vào một hành tinh cổ. Chuẩn xác hơn nói, là một mảnh treo ở tinh không lục địa. Như dạng này tiểu lục địa, Hồng Hoang đại lục biên giới còn rất nhiều, giống như là hòn đảo bên ngoài đá ngầm, chỉ có điều, ở giữa cách chính là tinh không, đừng nhìn là tiểu lục địa, cũng là vô cùng bao la hùng vĩ. Nhanh đến nhà, Vân Thương Tử âm thanh khàn khàn. 5 tháng dài dằng dặc 800 năm, cuối cùng là ngửi được nhà khí tức. Triệu Bân còn tại tả hữu mong nhìn, như một cái đầu nhà quê, nhìn gì đều mới lạ, tựa như cái này tiểu lục địa, linh khí mờ mịt lượn lờ, có từng sợi tiên hà rong chơi mây khói, tựa như một bọn người ở giữa tịnh thổ. Hắn nhìn lên, đạo tiên vượt qua mênh mông hư thiên, rơi vào một đỉnh núi. Hướng đối diện đi xem, cũng có một tòa núi cao dốc đứng sơn phong, trong hai núi mây mù nhiễu. Tím Uyên, ta cho là ngươi không dám tới. Đạo tiên phương mới rơi xuống. Liền nghe đối diện sơn phong truyền đến mở mịt lời nói. Kẻ nói chuyện chính là một cái lão nhân áo bào trắng, đang cuộn tại đối diện đỉnh núi nhắm mắt ngồi xuống. Bên người của hắn, còn đứng thẳng một cái thanh niên tóc bạc, nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp, thưởng thức tốt đẹp phong cảnh, thanh niên kia rất bất phàm, sau lưng có dị tượng diễn hóa, chính là một vòng tia sáng bắn ra bốn phía thái dương. Ai nha? Thấy thanh niên tóc bạc, Triệu công tử lông mày chọn lão cao. Hắn nhận biết cái kia hàng, cũng không phải chính là mặt trời lặn thần giáo thần tử đi. Hắn còn gõ qua đối phương muộn côn, còn cần tên kia hố mặt trời lặn thần giáo không thiếu tiền, thực sự chưa từng ngờ tới, lại tại cái này gặp nhau. Cũng như ngày đó, hắn nhìn cái kia hàng rất không vừa mắt. Hoặc có lẽ là, hắn xem ra thần mặt trời dậy đều không vừa mắt. Đó là, Thương Thiên Lão Đạo. Vân Thương Tử kinh ngạc, nhìn chính là lão nhân áo bào trắng. Đây chính là cái lão gia hỏa, cùng đạo tiên thuộc cùng thế hệ. Lão đạo, năm nay sao đổi người rồi, người bảo bối đổ nhi đâu? Đạo tiên cười nhìn đối diện, thuận tiện còn nhìn lướt qua mặt trời lặn thần tử, hắn dù chưa gặp qua, lại có thể đoán đại khái, nhìn dị tượng kia, liền biết là mặt trời lặn người của thần giáo mới, nếu hắn đoán không sai, nên mặt trời lặn thần tử. Người còn không phải như vậy, tuyển một ngoại nhân, Thương Thiên Lão Đạo cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải ngoại nhân, đạo tiên lại xách ra bầu rượu, ngửa đầu ực một hớp. Xong việc, hắn mới bổ nửa câu sau, hắn chính là đồ nhi tướng công. Tiền bối chớ đánh thú, Triệu công tử lại giãy giụa một chút. Không tệ, hắn còn bị đạo tiên mang theo, giống như một con gà con. Nguyên nhân chính là hắn bị mang theo, đối diện mặt trời lặn thần tử mới không chút thấy rõ, nếu thấy rõ ngay mặt, cái kia hàng khó tránh khỏi sẽ chửi mẹ, gõ hắn muộn côn người. Cộng thêm bắt cóc tống tiền hắn người, diễn thiên một mạch sớm đã suy diễn ra, chính là vĩnh hằng tiên thể, cũng chính là Đại La Tiên Tông tiểu thánh chủ. Có thể được người yêu ái người, tuyệt không phải hạng người vô danh. Thương Thiên Lão Đạo một tiếng u cười, thuận tiện còn liếc Triệu Bân một cái. Hắn chính là đỉnh phong tiên vương, tầm mắt từ không phải mặt trời lặn thần tử có thể so sánh, có thể thấy rõ Triệu Bân hình dáng, nhưng chính là như thế vội vã thoáng nhìn, để cho hắn hai mắt không khỏi híp lại. Tiểu tử kia nhìn xem cỡ nào quen mặt, có phải hay không ở đâu gặp qua, có phải hay không Đại La Thánh Chủ, hắn từng gặp một bức chân dung. Lại tìm Đại La Thánh Chủ, Thương Thiên Lão Đạo cười lạnh. Hảo tầm mắt, đạo tiên cười, cuối cùng là đem Triệu Bân buông xuống. Thật sao, nhìn thấy Triệu công tử chân dung, mặt trời lặn thần tử ngừng lại diện mục dữ tợn. Khó trách nhìn xem quen mặt, vậy mà thực sự là cừu gia của hắn, cuối cùng là bắt được chính chủ. Ngươi tuyển mặt trời lặn thần tử, ta tuyển Đại La Thánh Chủ. Hai ta 8 lạng nửa cân. Đạo tiên chậm chậm nói, đã ngươi ta phân không ra cao thấp, vậy hôm nay liền để ngươi ta chọn người chiến trận này. Ông! Đạo tiên thoại phương rơi, thì thấy giữa hai ngọn núi, có một tòa chiến đài biến hóa ra, lơ lửng giữa trời, bên trên có khắc ngang dọc đường vân, chợt nhìn giống như là bàn cờ, là một cái quỷ dị chiến đài. Hai cái này lão gia hỏa, thật có ý tứ. Vân Thương Tử một tiếng nói thầm, bọn hắn không đánh, lại tuyển tiểu bối tới đánh.
lẽ ra, là hẳn là mỗi người bọn họ đồ nhi xuất chiến. Kết quả là, Thường Thiên lão đạo tuyển mặt trời lặn thần tử, đạo gia tiên vương lại tuyển đại la thánh chủ. Đây là rảnh rỗi nhiều nhất cả trứng, mới có như thế cái thao tác. Tiền bối, có thể hướng chết đánh không? Triệu Bân hoạt động một chút cổ tay. Lưu khẩu khí, đạo tiên ngữ trọng tâm trường nói. Thiên địa lương tâm, hắn thật không biết Thương Thiên lão đạo chọn là mặt trời lặn thần tử, phải biết, mặt trời lặn thần giáo cùng Đại La Tiên Tông, thế nhưng là hai đối thủ một mất một còn, nay cửu gia gặp mặt, tất nhiên là hết sức đỏ mắt. Tiền bối, ta muốn giết hắn. Đối diện, mặt trời lặn thần tử suy nghĩ, cùng Triệu công tử không sai biệt lắm. Hắn đã tìm hàng này rất lâu, hiếm thấy chạm mặt, tất nhiên là thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Lưu khẩu khí. Nếu không thì thế nào nói cũng là đỉnh phong tiên vương, cho đáp lại đều giống nhau như đúc. Vô luận là đạo tiên vẫn là Thương Thiên lão đạo, có vẻ như đều đối chính mình chọn người rất có tự tin. Tới. Được Thương Thiên lão đạo đáp án, mặt trời lặn thần tử bước ra một bước đỉnh núi. Triệu Bân cũng như ngựa hoang mất cương, oanh một tiếng rơi vào trên chiến đài. Có thể thêm tặng thưởng. Mặt trời lặn thần tử cười gần một tiếng, diện mục xâm nhiên đáng sợ. Đêm đó hắn là không có làm phòng bị, mới bị người chui chỗ trống, mới bị người này gõ muộn côn, thật muốn chính diện ngạnh chiến, hắn có tuyệt đối tự tin, cũng có tuyệt đối tư bản, đánh bại Đại La Thánh Chủ. Ngươi, còn có gì có thể đánh cược? Triệu Bân này một lời, nói rất có thâm ý. Hắn lời này, có vẻ như cũng chỉ có mặt trời lặn thần tử nghe hiểu. Ngày xưa, hắn gõ hàng này muộn côn lúc, bảo bối đã càn quét tinh quang. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện như vậy, mặt trời lặn thần tử hơi kém tại chỗ nổ. Thương Thiên lão đạo không rõ ràng cho lắm, đạo tiên cũng là không hiểu ra sao, hai cái này tiểu bối có vẻ như có tự oán cái nào. Cũng đúng. Thế nhân chỉ biết mặt trời lặn thần tử bị trói phiếu, nhưng chưa có người biết là ai trói. Như vậy chuyện mất mặt, mặt trời lặn người của thần giáo đương nhiên sẽ không khắp nơi nói linh tinh. Giết! Nổi giận mặt trời lặn thần tử. Lại không sách tặng thưởng một chuyện, tại chỗ mở công. Thấy hắn trong tay áo điện mang bay tán loạn, ngưng luyện trở thành một cái lôi kiếm, cách không chém tới. Triệu Bân không động, tùy ý chống lên thiên ngự, sáng chói vĩnh hằng quang lồng mộ toàn thân. Bao! Vĩnh hằng một mạch phòng ngự tuyệt đối, vẫn là rất bá đạo. Mặt trời lặn thần tử bẻ gãy nghiền nát lôi điện, cứ thế không có công phá. Chu tiên quyết! Triệu Bân hai ngón khép lại. Kim sắc kiếm quang đâm thủng vân tiêu. Mặt trời lặn thần tử đâm đầu vào giết tới, nhẹ nhõm tránh khỏi kiếm quang. Hắn trong mắt hàm ý rong chơi, có một tia hắc khí phách chạm đi ra. Phá! Triệu Bân vừa quát chấn thiên khung, lôi thần giận cùng nguyên thần thành cộng minh. Màu đen khí không thể nào đủ nhìn, mới ra tới liền bị chấn bạo diệt. Còn chưa xong. Mặt trời lặn thần tử một lời u cười, sau lưng có dị tượng diễn hóa. Đó là một vành mặt trời, vạn đạo tia sáng nở rộ, mỗi một đạo cũng như chói mắt kiếm. Ngô! Triệu công tử kêu rên, bị hoảng hai mắt nổi đom đóm. Tốt đẹp như vậy cơ hội, mặt trời lặn thần tử làm sao có thể bỏ lỡ. Hắn hai ba bước giết tới phụ cận, rút kiếm khóa chặt Triệu Bân mi tâm. Dám lắc mắt của ta! Triệu Bân khai quang minh thân, thể phách trong nháy mắt như kiêu dương. Vừa mới giết đến mặt trời lặn thần tử. Cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, sán sán hai mắt, trong nháy mắt bôi đen, đâm tới một kiếm, cũng bởi vì cái này chưa từng ngờ tới biến cố, mà mất chính xác cùng kiếm chi uy. Tới, cái kia mát mẻ. Triệu Bân một cái bá khí bên cạnh đại xuất bi thủ, đem mặt trời lặn thần tử vung mạnh lộn ra ngoài. Một trường này đủ sức đạo, thể phách cường hoành mặt trời lặn thần tử, đều bị đánh xương cốt lốp bốp. Phách thiên trảm. Triệu Bân một bước lên trời, huy kiếm chém xuống. Mặt trời lặn thần tử bỗng nhiên định thân, cũng là trước tiên thi bí pháp, lại hòa mình đến thái dương bên trong, cái này vầng mặt trời cực kỳ quỷ dị, hư ảo tia sáng thoáng như thực chất, hơn nữa còn kiên cố dị thường. Bịch! Triệu Bân nhất kiếm như bổ vào sắt đá bên trên, bị chấn lộn nhào. Mặt trời lặn thần tử là cái gặp khe hở cắm châm chủ, như quang hoàng trùng thiên tiêu, vẫn là vô song một kiếm, không nhìn Triệu Bân thân thể, công kích trực tiếp bản mệnh nguyên thần. Bởi vì kiếm của hắn chính là nguyên thần loại pháp khí. Giống. Triệu Bân mạnh mở thần long bãi vĩ, hoàng kim cự long xoay quanh mà lên. Mặt trời lặn thần tử đụng cái ngay ngắn, thể phách suýt nữa bị quăng tan ra thành từng mảnh. Đại La Thiên Tay.
Triệu Bân một bước đứng vững, Già Thiên đại thủ từ thiên phủ xuống. Sau đó chính là vang một tiếng bang, toàn thân kim quang lóng lánh mặt trời lặn thần tử, tại chỗ ẩm vang quỳ xuống đất. Ân, đẹp mắt. Đạo tiên là một cái quần chúng, cất tay xử tại đỉnh núi, nhìn cảnh đẹp ý vui. Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, là một cái đánh nhau ngoan nhân, mặt trời lặn thần tử cùng với còn kém chút đạo hạnh. So sánh hắn, đối diện Thương Thiên Lão Đạo, sắc mặt liền không ra thế nào dễ nhìn. Hắn tầm mắt cao a, từ nhìn ra được, mặt trời lặn thần tử không phải vĩnh hằng tiên thể đối thủ. A, ngắn ngủi ba lượng trong nháy mắt, chợt nghe mặt trời lặn thần tử một tiếng gầm. Hắn mở mặt trời lặn một mạch cấm pháp, mi tâm khắc Thái Dương phù văn, khí thế chiến lực tức thì bạo tăng, cưỡng ép nhô lên Triệu Bân một trường, lực lượng đáng sợ, lại một lần đem Triệu Bân đẩy lui. Làm ta sợ. Triệu Bân từ không rơi vào thế hạ phong, mở vĩnh hằng tuyệt cảnh. Hai người một tóc vàng một tóc bạc, nhìn xem phá lệ xứng. Giết. Mặt trời lặn thần tử hổ khu chấn động, cũng là vung cánh tay lên một cái. Chợt, thì thấy mênh mông hư thiên lờ mờ, chỉ một vòng chói mắt Thái Dương treo cao, màu bạc dương quang, phổ chiếu phiến thiên địa này, mỗi một sợi rủ xuống quang, cũng như một thanh vô kiên bất tồi kiếm. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân huy kiếm chỉ thiên, dẫn động ức vạn sấm sét. Đạo tiên cùng Thương Thiên Lão Đạo tất cả ngửa con mắt, nhìn lông mi hơi nhíu, cái này mẹ nó là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết a. Nhưng vì sao tiểu tử này dẫn xuất lôi điện, tiềm ẩn uy lực của thiên kiếp đâu? Đây là gì cái đạo lý? Oanh! Đầy trời sấm sét tàn phá bừa bãi, tụ trở thành một đầu như đỉnh núi Nga Kỳ Lân. Lôi đình Kỳ Lân tặc bá khí, càng là một cước đem Thái Dương đạp cái băng diệt. Phốc! Mặt trời lặn thần tử tại chỗ ho ra máu, gặp đáng sợ phản phệ. Không đợi hắn đứng vững, lôi đình Kỳ Lân liền đã mang theo cuốn lôi đình kiếm từ thiên xuống. Đó là một bộ dọa người hình ảnh, toàn bộ thiên vũ đều bị sấm chớp che giấu. Bằng phương pháp này, cũng nghĩ diệt ta. Mặt trời lặn thần tử hét to, mặt trời lặn tiên quang lồng mộ toàn thân. Cái này một mảnh tiên quang cực quỷ quyệt, sấm sét chạm vào liền biến mất nhị không thấy. Có ý tứ, Triệu Bân nhìn trao lên lông mày. Hắn cái này đầy trời lôi điện, lại không làm gì được cái kia ba trượng tiên quang. Phảng phất, tiên quang phổ chiếu chi địa, là một mảnh cổ lão cấm khu. Cho ta, phong. Mặt trời lặn thần tử lại hét lớn một tiếng, thân như lôi đình ầm ầm. Hắn là cái đẩy Thái Dương cao thủ, lại tại mênh mông diễn xuất một vành mặt trời. Chỉ có điều, cái này vầng mặt trời là huyết sắc, có sức mạnh thần bí rong chơi trong đó. Siêu. Vững như Thái Sơn Triệu Bân, tại chỗ bị kéo vào trong mặt trời. Đi vào mới biết, Dương Quang tất cả hóa diệt chi lực, lại không cách nào nghịch chuyển, tại hắn thể chất trong ngoài, chém ra từng đạo huyết khe, liền hắn vạn pháp trường sinh quyết, đều không thể khép lại vết thương, trừ cái đó ra. Chính là một loại khô diệt đạo tắc, thành từng cái xích sắt, khóa tay của hắn cùng chân. Luyện diệt. Gặp Triệu Bân bị phong cấm, mặt trời lặn thần tử ấn quyết lại biến. Thương Thiên Lão Đạo vuốt râu một cái, sống lưng ưỡn thẳng một phần. Không nhìn ra a, mặt trời lặn thần tử lại vẫn có dấu bực này át chủ bài. Nhìn đạo tiên, vẫn như cũ ổn ép một cái. Mặt trời nho nhỏ, phong được vĩnh hằng tiên thể. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Triệu công tử bản sự cũng lớn đâu. Vĩnh hằng chi môn, mở. Triệu Bân trong lòng một quát, động vĩnh hằng một mạch tiên tàng. Cùng với một đạo vù vù âm thanh, một tòa kình thiên cửa lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế rộng rãi bàng bạc, hàm ý cổ lão xa xăm, môn thượng còn lưu truyền thần kỳ bí văn, có bá thiên tuyệt địa sức mạnh ầm vang lộ ra. Phanh! Huyết sắc Thái Dương băng diệt, là bị vĩnh hằng chi môn no bạo. Thổ huyết thanh âm thì sau đó vang lên. Mặt trời lặn thần tử lại là một bước lảo đảo, tại bị phản phệ đồng thời, còn bị vĩnh hằng chi môn cưỡng ép uy áp, trắng lóa thể phách, trong nháy mắt nổ tung khe hở. Chấn áp. Triệu Bân một lời uy nghiêm cô quạnh, vĩnh hằng chi môn từ thiên xuống. Còn chưa đứng vững mặt trời lặn thần tử, suýt nữa bị ép thành một bãi thịt nát. Thắng bại đã phân. Đỉnh núi, đạo tiên lộ lướt qua một cái hài lòng cười. Tiện thể chân, hắn còn nhìn lướt qua Thương Thiên Lão Đạo. Để cho hắn hơi cảm giác kinh ngạc là, tên kia hoàn toàn không có gì thần thái biến hóa. Lúc này mới cái nào đến cái nào, Thương Thiên Lão Đạo một lời u cười. Dứt lời, liền nghe chiến đài một tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh truyền lại từ mặt trời lặn thần tử, trong cơ thể hắn có một cỗ kinh khủng khí uẩn, cực điểm khôi phục ra,
vẻn vẹn trong nháy mắt, liền làm vỡ nát Vĩnh Hằng Chi Môn, kèm thêm Triệu Bân cũng cùng nhau chấn lật ra đi. Đạo tiên gặp chi cao mày, lại một lần liếc nhìn Thương Thiên lão đạo. Hậu bối đối chiến, ngươi thật không ngại ở trong cơ thể hắn phong ấn tiên vương sức mạnh. Cái gì tiên vương sức mạnh, lão phu hoàn toàn không biết. Thương Thiên lão đạo giả ngu mạo sưng sừng sốt. Đạo tiên cười lạnh nói, nhưng ngươi như vậy không biết xấu hổ tiên vương, quả thực không thấy nhiều. Giết! Mặt trời lặn thần tử kêu gào, mang theo cuốn tiên vương hàm ý công về phía Triệu Bân. Đã phong ấn tiên vương sức mạnh, tự nhiên chỉ có thể dùng một lần, bây giờ hắn sử dụng tiên vương hàm ý, chẳng qua là còn sót lại, bị hắn ngưng luyện sau đó, diễn trở thành một cái bóng loáng tiên đao. Ông! Tiên đao từ thiên đánh xuống, đạo uy bá liệt vô song. Triệu công tử liền cơ trí, tại chỗ tới một di thiên hoán địa. Một giây trước còn dữ tợn không chịu nổi mặt trời lặn thần tử, trong nháy mắt này, cả người cũng là mộng bức, đổi vị trí không sao, nếu là lại đập một đao, cảm giác kia liền không là bình thường sướng rồi. Phốc! Huyết quang chợt hiện, mặt trời lặn thần tử thật bị sinh bổ. U cười Thương Thiên lão đạo, mặt mo ngừng lại âm trầm vô cùng. Đạo tiên liền cười rất thích ha, ngoại lực chung quy là ngoại lực. Cho người bổ một đao. Triệu công tử vượt thiên mà đến, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đi. Nhưng, hắn cái này vừa mới giết đến, mặt trời lặn thần tử hai nửa thân thể, liền biến thành hai mặt trời lặn thần tử, vô luận là khí tức vẫn là tu vi, vô luận là cảnh giới vẫn là chiến lực, đều nhất trí kinh người. Là mặt trời lặn đạo thân, Vân Thương tử nhắc nhở. Đã nhìn ra, Triệu Bân nhất kiếm đã chém tới. Hắn không biết cái nào là bản tôn. Ngược lại hắn chém cái này, lại suýt nữa bị đánh thành hai nửa. Mà đổi thành một cái mặt trời lặn thần tử đi, thì thừa cơ chém hắn một kiếm, ở trước ngực lưu lại một đạo huyết khe. Hai đánh một, hai mặt trời lặn thần tử một trái một phải, đều là diện mục hung ác. Triệu Bân một chút cũng không sợ, đâm đầu vào ác chiến hai đại mặt trời lặn thần tử. Oanh, phanh, đại chiến lại kéo ra màn che, hai người tất cả chống lên bản mệnh dị tượng. Triệu Bân đứng ở Vĩnh Hằng trong tiên vực, cực điểm diễn hóa đạo pháp, tựa như một tôn bế nghệ bát hoang tiên vương. Xem ra thần mặt trời tử, thì lập thân một mảnh tiên thổ, rực rỡ thái dương lơ lửng. Tắm thái dương quang mang, hắn cũng như một tôn tiên vương, khí thế đồn thiên địa. Hai đại dị tượng lần lượt va chạm, như lôi đình vậy ầm ầm, nổ đầy trời khung. Tiểu tử kia, có thể siêu việt mặt trời lặn tiên vương. Cái này... là đạo tiên cho mặt trời lặn thần tử đánh giá. Tiểu tử kia, có thể siêu việt trường sinh tiên. Cái này, là Thương Thiên lão đạo đối với Triệu Bân ở dưới kết luận. Bây giờ thời đại rất bất phàm, ác chiến hai cái tiểu bối, mặc dù không phải thế hệ tuổi trẻ đáng sợ nhất, nhưng tuyệt đối là trên bảng nổi danh, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đều có thể siêu việt lão bối. Oanh! Phanh! Tại hai đại tiên vương mong nhìn xem, mặt trời lặn thần tử tiên thổ hỏng mất. Mà Triệu Bân Vĩnh Hằng tiên vực, cũng theo đó nổ diệt, hai đánh một đội hình, ba người tại Minh Mông Hư Thiên khai bí thuật đối oanh. Ngửa mặt lên trời nhìn, tràn đầy đao quang kiếm mang cùng trưởng ấn quyền ảnh. Có ánh lửa va chạm mà ra, tựa như pháo hoa ngạo nghễ nở rộ. Không khó nhìn thấy, mặt trời lặn thần tử rơi xuống hạ phong, cho dù hai đánh một, cũng nhìn không được Triệu Bân công phạt, cứ thế từ phương Đông Hư Vô, bị một đường chạy tới phương Tây Thiên Tiêu, sững sờ bị trùy đứng không vững. Cái gì quái thai, mặt trời lặn thần tử nghiến răng nghiến lợi. Cái gì quái thai, cái này cũng là Thương Thiên lão đạo muốn hỏi. Đó là một mạch vĩnh hằng tiên thể không giả, nhưng hắn nhìn ra được, tiểu tử kia bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, lại không phải tiên thiên vĩnh hằng, tu vi không bằng mặt trời lặn thần tử, một chọi hai có thể đè lên mặt trời lặn thần tử bạo trùy. Chết đi! Mặt trời lặn thần tử ánh mắt bạo ngược, một đạo tinh hà ngang dọc thiên khung. Triệu Bân là ngược gió sông lên. Tiếp thiên quyền ra tay bá đạo. Phốc, kim sắc máu me tung tóe, cũng có ngân sắc máu văng tung tóe. Triệu Bân chịu một đạo tinh hà, bị tồi diệt nửa cái thể phách, mà hắn bá thiên tuyệt địa một quyền, thì sinh sinh oanh diệt mặt trời lặn thần tử đạo thân, kim sắc huyết phủ cùng với ngân sắc huyết quang, vùng vãi hư thiên. Máu tanh một màn, nhìn Vân Thương tử trong lòng run lên. Triệu công tử không có người hình, mặt trời lặn thần tử cũng thương thảm trọng. Tới. Triệu Bân trước tiên ổn định thân hình, mang theo cuốn sát khí ngút trời mà đến. Mặt trời lặn thần tử cũng là giết đỏ cả mắt, liên tiếp khai ra cấm pháp. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ không địch lại vĩnh hằng tiên thể,
lại bị Triệu Bân tới gần thân. Bị người nào đó cận thân, nhất định là một hồi ách nạn, hắn chém giết gần người thuật, là bá thiên tuyệt địa, phối hợp chiến chi đạo, phối hợp hắn vô địch chiến ý, cứ thế đánh thương miểu đều sấm sét vang dội. Đó là, đấu chiến thánh pháp, đạo tiên sờ cầm một cái. Hắn đến tột cùng nhận mấy mạch y bát, thương thiên lão đạo nhíu mày. Phía trước có vạn pháp trường sinh quyết, sau có thái sơ thiên lôi quyết, bây giờ liên tục đấu chiến một mạch thánh pháp, hắn vậy mà cũng thông hiểu, còn có tiểu tử kia quỷ quyệt thân pháp, chẳng lẽ là phong thần một mạch phong thần bộ. Vẫn là hai người mong nhìn xem, hình ảnh biến có chút không hài hòa. Cái gọi là không hài hòa, là mặt trời lặn thần tử quần áo, là càng đánh càng thiếu đi. Hoặc có lẽ là, hắn quần áo bị lột, bị cái kia gọi Triệu Bân nhân tài lột, có đau hay không không biết, nhưng nhất định rất mát mẻ, như vậy đánh đánh, cũng chỉ còn lại một đầu nhuốm máu quần cộc hoa. Có hậu bối thế này, ta lòng rất an ủi. Đạo tiên ngữ trọng tâm trường nói, nhìn tiểu tử kia càng ngày càng thuận mắt. Thương thiên lão đạo thì tại kéo khóe miệng, cái này mẹ nó là gì cái đấu pháp? A, à, mặt trời lặn thần tử gào thét, cũng không biết là đau vẫn là giận. Cùng người khô trận chiến bị cởi quần áo, hắn là đầu trở về tao ngộ chuyện như thế. Hắn cũng phản công, không làm gì được địch công phạt, tiểu tử này dùng chính là đấu chiến thánh pháp, cương mãnh mà bá liệt, hắn mỗi lần muốn phản kích, đều bị cường thế đánh về, thậm chí là, rất nhiều bí pháp đều thành bài trí. Oanh, phanh, đấu chiến thánh pháp bá tuyệt vô song, đánh mặt trời lặn thần tử ầm ầm vang dội. Triệu Bân cận thân, đó chính là khẩn thiết thấy máu, trước đây không lâu còn trắng áo lung lay mặt trời lặn thần tử, bây giờ đã bị trùy không có người hình, biết đến là cá nhân, không biết còn tưởng rằng là lệ quỷ đâu. A, à, kêu gào âm thanh đầy trời, đều là mặt trời lặn thần tử phát ra từ linh hồn gào thét. Hắn cùng với nhiều như vậy yêu nghiệt đấu qua, là thuộc cái này khó chơi, không chỉ kháng đánh, còn mẹ nó tặc có thể đánh. Ổn, đạo tiên đạp tay mà đứng. Đại chiến quả thực cảnh đẹp ý vui. So đại chiến đẹp mắt hơn, là thương thiên lão đạo gương mặt già nua kia, âm trầm dọa người. Phốc, cùng với máu văng tung tóe, Triệu Bân một quyền oanh diệt mặt trời lặn thần tử nửa cái thân thể. Mặt trời lặn thần tử cũng là ngoan nhân, càng là đem còn lại nửa cái nhục thân, ầm vang tự bạo sức mạnh, thành một mảnh nhuốm máu ngân huy, tất cả hướng Triệu công tử bao phủ, đem hắn chấn lật ra đi. Đến nước này, chiến đài ầm ầm mới tạm thời chôn vùi. Nhìn người đối chiến, Triệu Bân mặc dù cũng chật vật không chịu nổi, nhưng thể phách hoàn chỉnh, đến nỗi mặt trời lặn thần tử, thương liền cực kỳ thảm trọng, một nửa nhục thân tự bạo một nửa nhục thân bị đả diệt, chỉ còn dư hư ảo nguyên thần. Vượt qua đoán trước, Triệu Bân trong lòng một lời. Vốn là, hắn đào người quần áo lúc, còn thuận tiện dán bạo phù, liền chờ mở nổ. Không nghĩ, cái kia chủ hàng động tự bạo nhục thân, sớm biết như vậy, liền không lãng phí phủ chú. Tới. Ba lượng trong nháy mắt ngừng, Triệu Bân lại đâm đầu vào đánh tới. Thấy hắn mi tâm kim quang lóe sáng, thiên diệt nguyên thần kiếm muốn chém ra. Đánh nguyên thần đi, tất nhiên là nguyên thần kiếm dễ dùng. Cực pháp, đổi hồn. Mặt trời lặn thần tử dù chưa động, lại có một tiếng bạo ngược tê uống. Theo hắn dứt lời, cũng theo hắn ấn quyết dừng lại, hắn đột nhiên biến mất. Chỗ hắn biến mất, Triệu Bân tức thì hiển hóa. Chuẩn xác hơn nói, là Triệu công tử bản mệnh nguyên thần. Đến nỗi mặt trời lặn thần tử, thì vào Triệu Bân nhục thân. Đây cũng là cực pháp đổi hồn, cùng di thiên hoán địa có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này cũng được, Triệu Bân trao lên lông mày, hắn từng nhiều lần nguyên thần xuất khiếu, nhưng như vậy bị đuổi ra, vẫn là lần đầu tiên, khó trách mặt trời lặn thần tử thì ra bạo nhục thân, nguyên là có bực này pháp môn. Bây giờ, là đối phương có máu có thịt. Bây giờ, là hắn thành nguyên thần trạng thái. Thật là bá đạo thân thể. Mặt trời lặn thần tử u cười, đầy mắt hung ác chi quang. Triệu công tử không nói, nhìn chính mình nhục thân cười tà ác như vậy, hắn càng nhìn không hiểu tay ngứa ngáy. Không phải chính mình nhục thân, tất nhiên là dùng đến không thuận tay. Mặt trời lặn thần tử thân phận bực nào, từ cũng biết đạo lý này. Nguyên nhân chính là có này giác ngộ, hắn mới nghĩ cũng không nghĩ, tại chỗ hủy Triệu Bân nhục thân. Phốc, màu vàng huyết hoa, tại chiến đài ngạo nghễ nở rộ. Tốt xấu là chính mình nhục thân, như vậy bị người hủy diệt, Triệu Bân từ không dễ chịu, đáng sợ lực phản phệ, tập kích đầy toàn thân, vốn là kim quang rực rỡ, bởi vì nhục thân nổ diệt, cũng nhiều pha tạp chi sắc. Có thể làm thần tử, đều có siêu quần xuất chúng tuyệt chiêu.
Vân Thương Tử một lời lời nói ý vị sâu xa, cũng không ngờ tới một màn như thế. Bây giờ cũng không có nhục thân, tất cả nguyên thần trạng thái, đại chiến có vẻ như công bình. Oanh! Nhưng thấy mặt trời lặn thần tử nguyên thần run lên, lại là một vành mặt trời lồng mộ. Dương quang giống như thực chất, tụ trở thành một bộ áo giáp, bao khỏa hắn nguyên thần. Triệu Bân thì điều động huyết mạch chi lực, cũng là tại nguyên thần bên ngoài, tụ ra một bộ nguyên thần áo giáp. Chân chính đại chiến, vừa mới bắt đầu. Mặt trời lặn thần tử cười gần một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Triệu Bân thì một bước lên trời, đại la thiên tay từ thiên phủ xuống, bước ra vừa hiện thân mặt trời lặn thần tử, thế nhưng hàng áo giáp rất quỷ dị, lại tháo xuống tám thành trưởng uy, hơn nữa mang phản thương năng lực. Nguyên pháp, mở. Mặt trời lặn thần tử vọt lên tận trời, nguyên thần ấn ra một bộ đồ đằng. Đó là một loại chuyên trúc đáng sợ cấm thuật, trong thời gian ngắn tăng cầm chiến lực. Đừng nói, cái này cấm thuật tăng phúc quả thực bá đạo, vẻn vẹn luận uy thế và khí tràng, đã lấn át Triệu Bân, vốn là hư ảo nguyên thần thể, bây giờ như một bộ lưu ly thân, bên ngoài thân còn có lôi điện tàn phá bừa bãi. Oanh! Triệu Bân không rơi vào thế hạ phong, mi tâm khắc ra thiên sát bí văn. Hắn chi sát khí tịch thiên quyển địa, sắc trời đều bởi đó lờ mờ không thiếu. Ai nha! Đạo tiên nhìn nhíu mày, tiểu tử này càng là thiên sát cô tinh. Cùng là đỉnh phong cấp tiên vương, thương thiên lão đạo tử cũng có thể nhìn ra. Hai người ánh mắt đều rất kỳ quái, đặc biệt là đạo tiên, từng không chỉ một lần nhìn lén Triệu Bân, cũng không biết hàng này là cô tinh mệnh cách, khó trách hắn một đường số con dẹp, cũng là tiểu tử này lây. Hảo một cái thiên sát cô tinh. Mặt trời lặn thần tử trong mắt liệt diễm phun ra, dương quang như tiên đao, nghịch thiên bổ đi lên. Triệu Bân thì vung cánh tay lên một cái, đầy trời sát khí tất cả diễn trở thành kiếm khí, từ thiên triều chạm xuống. Bao, bịch, kiếm cùng đao va chạm thanh âm, âm vang hữu lực. Mở tối thiên khung, lại nổ tung từng đóa hỏa hoa. Cho ta, phá. Triệu Bân một đạo chu tiên quyết đâm thủng thiên khung, muốn phá vỡ mặt trời lặn thần tử áo giáp. Nhưng, dương quang tụ thành áo giáp dị thường kiên cố, lực xuyên thủng cực mạnh chu tiên quyết kiếm mang, bổ vào trên khải giáp, mà ngay cả một đạo đường vân cũng không lưu lại, có chỉ là một túm ảm đạm ánh lửa. Hắn công phạt vô hiệu, nhưng mặt trời lặn thần tử một tia đao quang, lại dị thường bá liệt. Hắn nguyên thần áo giáp bị tại chỗ bổ ra, đao ý còn tại hồn thể lưu lại một đạo khe rãnh. Diệt! Gặp Triệu Bân tổn thương, mặt trời lặn thần tử ngừng lại tinh thần tỉnh táo. Hắn như kiểu quỷ mị hư vô buông xuống, lại là một vòng đao quang đập tới tới. Lan! Triệu Bân mở hộ thể thiên cương, cưỡng ép đem hắn chấn lộn ra ngoài. Làm gì cái kia hàng áo giáp quá quỷ dị, lại tháo bỏ xuống thiên cương tám thành uy lực. Đó là bản nguyên dị tượng hộ thể giáp, cần một kích phá mở. Vân Thương Tử nhắc nhở. Đã nhìn ra, Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, đã nhìn ra bộ khôi giáp kia manh mối. Phá hắn phòng ngự cũng không khó, chỉ cần tuyệt đối lực lượng liền có thể. Đang khi nói chuyện, mặt trời lặn thần tử đã giết tới, nguyên thần kiếm tốc như kinh hồng. Triệu Bân phật tay đánh diệt, như một đạo rực rỡ kinh mang, xuyên thẳng hạo vũ thương khung, thấy hắn sừng sững mà đứng, lại một lần huy kiếm chỉ thiên, trong lòng mặc niệm thái sơ thiên lôi quyết, đưa tới đầy trời lôi đình. Phương pháp này, đối với ta vô dụng, mặt trời lặn thần tử cười lạnh, rút kiếm đi ngang qua cửu thiên. Cũng không hẳn dễ nói. Triệu Bân từ trên trời giáng xuống, từ trên xuống dưới sử xuất vạn kiếm quy nhất. Cái này không là bình thường vạn kiếm quy nhất, nó có lôi đình trợ uy, đầy trời sấm sét đều theo hắn xuống, từng đạo lôi đình đều hóa thành từng đạo lôi kiếm, cùng vạn kiếm quy nhất chi pháp hoàn mỹ dung hợp. Ngửa mặt lên trời đi xem, đó chính là một đạo kim sắc lôi chi kiếm. Nhìn sông lên trời mặt trời lặn thần tử, thì như một đạo ngân sắc kinh mang. Kim kiếm cùng ngân mang. Một cái từ thiên mà đến một cái nghịch thiên mà lên, cho cái kia mở tối thiên khung, tăng thêm hai xóa sáng chói màu sắc, tại hai đại đỉnh phong tiên vương mong nhìn xem, cực tốc tới gần. Bao! Vẫn là tiếng kim loại va chạm, vang vọng minh mông cửu thiên. Tiếp đó chính là một lồng ánh sáng, hướng tứ phương thiên vũ lan tràn. Thật là bá đạo kiếm ý. Mặt trời lặn thần tử con mắt có chấn kinh sắc, thật sự đối đầu mới biết này kiếm kinh khủng. Tâm cảnh của hắn bất ổn. Cái này liền rơi xuống tầm thường, kiếm trong tay tại chỗ nổ tung. Kiếm của hắn nổ tung, nhưng Triệu Bân một kiếm lại uy lực không giảm, cưỡng ép xuyên thủng hắn nguyên thần áo giáp, cũng cưỡng ép xuyên thủng hắn nguyên thần, hai người như một khỏa thiên thạch,
từ trên bầu trời đập xuống. Oanh! Mặt trời lặn thần tử rơi vào địa, đập chiến đài băng diệt nửa bên. Triệu công tử thì tay cầm Long Uyên kiếm, toàn thân cũng là lôi điện xé rách. A! À, mặt trời lặn thần tử kêu gào, muốn đứng dậy tái chiến. Làm gì, hắn đã hữu tâm vô lực, thương quá thảm trọng. Đủ! Không đợi Triệu Bân hạ tử thủ, liền nghe quát lạnh một tiếng. Là Thương Thiên lão đạo, đã rơi vào chiến đài, lại là tiên vương uy áp bao phủ. Triệu Bân kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy một tòa 8.000 trượng cự nhạc đang hướng hắn đè xuống, đè nguyên thần vặn vẹo, hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần đối phương một cái ý niệm, liền có thể đem hắn ép diệt thành thành cho. Lão đạo, khi bản tôn không tồn tại sao? Đạo tiên chẳng phân biệt được tuần tự, chắn Triệu Bân trước người. Hắn cũng khí chàng toàn bộ triển khai, đỡ được đối phương uy thế. Thương Thiên lão đạo có chút mặt không nén giận được, sát khí tàn phá bừa bãi, cũng không biết là bởi vì bị thua mà sinh giận, vẫn là bởi vì đạo tiên mà nén giận, trong nháy mắt như vậy, hắn có phần muốn tìm một nhân theo chết làm một trận. Muốn đánh, bản tôn phụng bồi. Đạo tiên một điểm không sợ, tại chỗ mắng trở về. Thương Thiên lão đạo hừ lạnh một tiếng, cuối cùng là không phát làm. Hắn một tay xốc lên mặt trời lặn thần tử, quay người liền muốn đi. Đem đồ vật lưu lại. Sau lưng, đạo tiên nhàn nhạt một tiếng. Thương Thiên lão đạo mặt mo xanh xám, nhưng vẫn là phật tay. Thấy hắn ống tay áo có một đạo hắc quang bay ra, là một tôn tiểu đỉnh, chuẩn xác hơn nói, là nửa cái tiểu đỉnh, toàn thân lộ ra khí tang thương, rõ ràng chỉ có bàn tay cái kia to bằng, lại khí thế rộng rãi bàng bạc. Đạo tiên tiện tay đón lấy. Ánh mắt cái kia rực rỡ sinh huy. Triệu Bân thăm dò liếc mắt nhìn, nhìn chính là toàn cảnh là hiếu kỳ. Đạo tiên tìm hắn tới đánh nhau, có vẻ như chính là vì cái này nửa khối tiểu đỉnh, liền nói tiên đô ánh mắt rạng rỡ, liền biết đỉnh này rất bất phàm, chính là không biết người nào tạo thành, lại cụ thể có gì cái năng lực. Chuyện này, không xong. Thương Thiên lão đạo thả một câu ngoan thoại, đăng thiên mà đi. Hắn là tức sôi ruột. Hoa giá tiền rất lớn thỉnh mặt trời lặn thần tử tới, càng là đánh một cái đánh bại, cái này cũng chưa hết, này hàng thương nặng như vậy, chữa thương gì linh dược, đều phải hắn bỏ ra. Mặt trời lặn thần giáo nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Hắn như trả lại một cái nửa chết nửa sống mặt trời lặn thần tử, đối phương sợ là không làm. Mà để cho hắn thịt đau, vẫn là cái kia nửa tôn tiểu đỉnh, cũng không hẳn là bình thường vật. Đại La Thánh Chủ, ngươi cho lão phu chờ lấy. Thương Thiên lão đạo nghiến răng nghiến lợi, đầy con mắt cũng là sát cơ. So với hắn giận quá chính là mặt trời lặn thần tử, cho dù bán thân bất toại, cho dù thương chỉ còn dư nửa cái nguyên thần, vẫn như cũ đặt cái kia kêu gào, lúc trước bị trói phiếu gõ muộn côn, bây giờ chiến một hồi, bại thảm hại hơn. Lão đạo kia, sợ là sẽ không bỏ qua ta. Phía dưới, Triệu công tử đặt mông ngồi trên mặt đất. Thương Thiên lão đạo đi lên nhìn hắn ánh mắt, cũng không tại sao cùng tốt. Đại La Tiên Tông cửu gia khắp thiên hạ, không quan tâm nhiều hắn một cái. Đạo tiên còn cầm tiểu đỉnh nhìn. Lời này, nghe Triệu Bân muốn chửi má nó. Một ít người cái nào, thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Tiền bối, đây là gì? Vân Thương Tử bay ra, hiếu kỳ quét lượng nhỏ đỉnh. Triệu Bân cũng nhìn lại, vểnh tai chờ lấy nghe cố sự. Chí tôn đỉnh, đạo tiên cười nói. Nói xong, hắn còn từ trong ngực lấy ra một vật. Đó cũng là nửa cái tiểu đỉnh, cùng cái này nửa khối hoàn mỹ ăn khớp, hai khối tiểu hắc đỉnh tụ cùng một chỗ, đều tại ong ong thẳng run, bên trên đều có đường vân lưu chuyển, vốn là một thể, hai người ở giữa tự nhiên có cảm ứng. Chí tôn đỉnh, Triệu Bân một mặt mờ mịt, Vân Thương Tử cũng không rõ ràng cho lắm, chưa từng nghe nói qua. Đạo tiên không có nhiều lời. Đã đem hai cái nửa khối tiểu đỉnh phóng một khối, muốn góp thành hoàn chỉnh. Đỉnh là hoàn chỉnh, nhưng thân đỉnh bên trên đầu kia cái khe nhỏ, lại là như thế nào cũng xóa không mất. Triệu Bân không thấy nhiều biết rộng, đã khoanh chân ngồi xuống. Một trận chiến này đánh thảm liệt, nhục thân đều bạo diệt. Thật đúng là, có thể làm một mạch thần tử người, quả nhiên không phải hạng người qua loa, như cái kia mặt trời lặn thần tử, mặc dù không phải là một cái hảo điều. Nhưng chiến lực không thể nghi ngờ, trong cùng thế hệ nên xếp hạng không thấp. Đủ dùng nửa tháng, hắn mới tái tạo ra nhục thân. Nửa tháng đến, đạo tiên cũng không nhàn rỗi, hoặc là nghiên cứu chí tôn đỉnh, hoặc là nghiên cứu Triệu công tử. Cái này thỏ con thật rất có ý tứ, là gà mờ vĩnh hằng, lại là hàng thật giá thật thiên sát cô tinh,
rõ ràng sư xuất Đại La Tiên Tông, lại là biết rõ nhiều loại truyền thừa bí thuật, tựa như đấu chiến thánh pháp, cũng như Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, cái này đều là bất truyền chi bí, liền hắn đều không thông hiểu. Ngươi nói tiễn đưa ta cơ duyên, Triệu Bân xoa xoa tay cười ha ha. Tất nhiên là nói lời giữ lời, đạo tiên duỗi lưng mỏi, cuối cùng là thu chí tôn đỉnh. Xong, Triệu công tử liền lại bị xách đi. Triệu Bân sợ là quen thuộc, hai tay hai chân đều rũ cụp lấy, cái kia cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Cũng phải thua thiệt Giao Nguyệt cung chủ Hòa Không Niệm Thiên không có ở cái này, bằng không thì. Chắc chắn tìm đạo tiên thật tốt tâm sự, tốt xấu là ta tướng công, nhẹ nhàng một chút. Tốt xấu là Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, chưa chút khuôn mặt. Cái này đều không gì. Nếu là Nguyệt Thần ở đây, vậy thì không phải là nói chuyện vấn đề. Siêu. Đạo tiên lại bão tố tốc độ, như một vệt ánh sáng xẹt qua tinh khung. Hắn là tâm không ngoại vật, một đường đều đặt cái kia bấm ngón tay thôi diễn. Tiền bối, ta muốn học thôi diễn chi pháp. Triệu Bân cười ha hả nói. Học thôi, đạo tiên trở về tùy ý, xong lại đặt cái kia bấm ngón tay diễn toán. Không có người dạy ta. Triệu Bân hít sâu một hơi. Không Niệm Thiên không dạy qua ngươi. Đạo tiên chậm chậm nói. Ta muốn học đạo gia. Triệu Bân nói ý vị thâm trường. Truyền ta trường sinh quyết, ta liền dạy ngươi thiên cơ thuật. Sư tôn ta từng nói qua, không để truyền ra ngoài trường sinh quyết. Sư tôn ta cũng đã nói, thiên cơ thuật chỉ truyền đạo gia người. Đạo tiên nghiêng qua Triệu công tử một mắt, há miệng đi học đạo gia tiên pháp, khuôn mặt thế nào lớn như vậy lạc. Triệu Bân một tiếng ho khan, thầm nghĩ, muốn hay không đem chân tàng bản hàng Tết tiễn đưa đạo tiên mấy bộ. Hai người lại hiện thân nữa, đã là một mảnh rừng trúc. Đây là một thế giới nhỏ, có cổ lão đạo âm vang vọng. Rừng trúc thấp thoáng chỗ sâu, có ba lượng tòa lầu trúc. Hai người đến lúc đó, đang gặp một cái nữ tử áo trắng xếp bằng ở dưới cây già ngồi xuống. Triệu Bân thấy một tiếng kinh ngạc, nữ tử này huyết mạch cỡ nào kỳ dị, lại cùng Đại La Thánh nữ giống nhau. Nhưng có chút khác biệt, nên cùng một mạch chi nhánh, điểm này, nhìn hai người dị tượng liền biết. Sư tôn, thấy đạo tiên, nữ tử áo trắng vội vàng hoảng đứng lên. Triệu Bân thế mới biết, nữ tử áo trắng chính là đạo tiên Đồ Nhi. Này liền có ý tứ, trường sinh tiên Đồ Nhi cùng đạo tiên Đồ Nhi, huyết mạch càng là tương tự như vậy, hai người thiên phú nên bất phân cao thấp, tư sắc đi. Đều là loại dung mạo tuyệt đại cái kia một loại. Tu vi lại tinh tiến. Đạo tiên nở nụ cười, tiện tay buông xuống Triệu công tử. Nữ tử áo trắng trách mắt xem ra, trên dưới quét lượng Triệu Bân. Xem xét như vậy, nàng cũng lòng có kinh ngạc, trên người người này, vì cái gì có nặng như vậy sát khí, còn có huyết thống của hắn, để cho nàng cũng cảm thấy kiềm chế, tiên giới ngọa hổ tàng long, lại là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Nhìn một chút, nàng vô ý thức cầm một bức chân dung. Trên bức họa, vẽ chính là Triệu công tử, miêu tả sinh động như thật. Đại La Thánh Chủ. So với một phen, nữ tử áo trắng mới dùng nhìn Triệu Bân. Đừng nghe ngoại giới nói mò. Triệu Bân cười cười. Đạo hữu không cần khiêm tốn. Nữ tử áo trắng cũng khẽ nói nở nụ cười. Ngược lại là đạo tiên, cất tay yên tĩnh nhìn hai người, có phần muốn hỏi một câu, hai người điện báo không? Tiểu tử, đem nàng ủi, người chính là đạo gia người. Vân Thương Tử truyền âm cho Triệu Bân. Hắn lời nói còn có nửa câu sau, trở thành đạo gia người. Ngươi liền có thể học thiên cơ thuật. Triệu Bân không có trả lời, thuận tay đưa vào vĩnh hằng giới, lại cho Vân Thương Tử đánh một cái nơ con bướm. Đêm, Nguyệt Quang Lồng Mộ khu rừng nhỏ. Đạo tiên đứng ở bờ sông, yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời, cũng không biết tại nhìn gì. Đồ nhi của hắn thì khoanh chân dưới cây già, yên tĩnh ngồi xuống. Triệu công tử là người hiếu kỳ chủ, như một cái du khách, tại rừng trúc vừa đi vừa về tản bộ. Đây là một nơi kỳ dị. Đạo âm vang vọng không dứt, mộc lấy tinh huy, còn có dị tượng đang diễn hóa, nếu quanh năm suốt tháng ở đây tu luyện, định làm ít công to, đạo tiên cũng thực sẽ tìm địa phương. Dạo qua một vòng, hắn mới đi đến dưới cây già, yên tĩnh nhìn đạo tiên Đồ Nhi. Nàng tên Mưa Bụi, cũng đích xác người cũng như tên, tự có tình thơ ý họa khí chất. Người so Đại La Thánh Nữ may mắn, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Huyết mạch tương tự như vậy, Mưa Bụi tiên tư tuyệt đại. Đại La Thánh Nữ vẫn còn nằm ở vĩnh hằng giới. Cuối cùng liếc mắt nhìn, Triệu Bân lắc hoảng du du đi bờ sông, cũng như đạo bên trong tiên như vậy, ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn một lúc lâu, cũng không nhìn ra gì lạ thường, cũng hoặc nhãn giới của hắn không đủ. Tiền bối,
đã nói xong tiễn đưa ta cơ duyên đâu? Triệu Bân nhỏ giọng nói. Gấp cái gì? Đạo tiên ực một hớp rượu, thần thái thoải mái nhàn nhã. Ta cho là, đem thiên cơ thuật truyền ta liền rất tốt. Triệu Bân ha 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 nở nụ cười. Đạo tiên quyền làm không nghe thấy, đạo gia bí mật bất truyền, cũng sẽ không tùy ý dạy cho ngoại nhân. Đương nhiên, hàng này như cùng đồ nhi hắn điện báo mà nói, hắn là không ngại truyền cho hắn mấy phần chân đế. Chẳng biết lúc nào, đạo tiên mới lấy chí tôn đỉnh. Có vết dạn chí tôn đỉnh, đặt ở tinh huy dưới ánh trăng, ong ong thẳng run. Triệu Bân đầy mắt mới lạ, nhìn bên trên đường vân, đều rất giống là hoạt bát đồng dạng. Kỳ quái, đạo tiên một tiếng nói thầm. Xong, hắn lại đặt cái kia nghiên cứu tiểu đỉnh, nhìn tâm không ngoại vật. Triệu Bân hít sâu một hơi, yên tĩnh thối lui, chạy thẳng tới rừng trúc bên ngoài. Muốn tìm đạo tiên muốn cơ duyên, sợ là so với lên trời còn khó hơn, lão gia hỏa này làm không tốt đang lừa dối hắn, có thời gian rảnh rỗi này tại bực này, còn không bằng đi tìm Không Niệm Thiên, sớm khứ tiên tông cần gấp nhất. Đoàng! Không lâu, liền nghe bực này âm thanh. Tất nhiên là Triệu công tử, đi tới liền trở ngại. Hoặc có lẽ là mảnh này khu rừng nhỏ có vô hình che chắn. Cũng đúng, đã một thế giới nhỏ, tứ phương tự có không gian bình chướng. Hắn cái này trước đó không có thế nào để ý, không phải liền trở ngại đi. Ngăn không được ta. Triệu Bân che bưng chán, làm nghịch thiên đổi chỗ, muốn xuyên qua che chắn. Đoàng âm thanh lại tới một lần, đụng so với lần trước còn càng thêm vang dội. Sảng khoái. Vô cùng sảng khoái. Triệu Bân cái kia nhe răng trợn mắt. Đạo hữu. Khẽ nói tiếng vang lên, mưa bụi chậm rãi mà đến. Người nào đó đặt cái này trở ngại. Nàng sợ là bị đánh thức. Tiên tử, giữ cửa mở ra thôi. Triệu Bân che lấy ót, chóng mặt đạo. Mưa bụi khẽ nói nở nụ cười, sau đó một tay bóp ấn quyết. Ấn quyết dừng lại, không gian pháp trận vận chuyển, che chắn thì thức thì rộng mở. Đa tạ. Triệu Bân chắp tay cúi đầu, tùy theo tiêu sái quay người. Đoàng. Người đều nói một lần hai lần không còn ba, vị này lại riêng một ngọn cờ. Không tệ, hắn lại trở ngại. Bức cách bầy tràn đầy, lại là đụng cái hiếm nát. Mưa bụi một tiếng ho khan, nàng đích xác mở cửa. Nhưng, ngay tại phía trước trong nháy mắt, môn lại tự động khép lại. Chuẩn xác hơn nói, là nhà nàng sư tôn giữ cửa đóng lại. Nhe răng trợn mắt Triệu công tử, cũng lòng dạ biết rõ, nguyên nhân chính là lòng dạ biết rõ, hắn mới sắc mặt biến thành màu đen, cái kia kêu lên tiên lão giả, chính là cố ý, hơn nửa đêm cho hắn kiếm chuyện. Cơ duyên từ bỏ. Đạo tiên chậm chậm nói. Từ bỏ, Triệu Bân mặt to đen láy. Như vậy sao được, nhất định phải. Quên muốn nói với ngươi, sư tôn ta tính khí cũng không như thế nào hảo. Triệu công tử một lời thâm trầm, trong miệng sư tôn, cũng không phải chỉ mây khói cùng Không Niệm Thiên, mà là chỉ nguyệt thần, như đạo tiên nhân tài bực này, còn phải tú nhi tới thu thập, còn phải hướng chết thu thập. Ta đi cho ngươi tìm cơ duyên, chờ lấy. Đạo tiên từng bước một lên như diều gặp gió. Càng lúc càng xa. Có lẽ là không yên lòng, hắn còn cho khu rừng nhỏ ra chỉ mấy đạo cấm chế. Có này cấm chế tại, ai cũng không xuất được. Hắn được ra ngoài đi bộ một chút, đem phiến thiên địa này lưu cho hai cái này tiểu bối. Không có vừa thấy đã yêu không sao, lâu ngày sinh tình cũng được a. Ở chung lâu có thể không điện báo. Chủ yếu là, hắn nhìn Đại La Thánh Chủ vẫn là rất thuận mắt. Nhân tài như vậy, nếu là tiến hành bồi dưỡng. Năm nào nhất định nhất phi trùng thiên. Thậm chí, hắn còn có truyền Triệu Bân y bát ý niệm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tiểu tử này có thể cùng đồ nhi hắn góp một đôi. Sư tôn cùng tiền bối làm đến phần này bên trên, hắn cũng là dụng tâm lương khổ. Gặp đạo tiên đi xa, Triệu Bân mới cười ha hả nhìn về phía mưa bụi, ngụ ý cũng rõ ràng, đem cửa mở ra. Sư tôn tăng thêm cấm chế, mưa bụi khẽ gật đầu. Ta... Triệu công tử khuôn mặt vừa đen tỏa sáng. Còn không biết hữu tục danh. Triệu Bân. Tên rất hay. Mưa bụi tựa như bất thiện lời lẽ, lễ nghi tính chất nở nụ cười, liền lại trở về đi ngồi xuống. Đến nỗi sư tôn dụng ý đi, nàng tất nhiên là phỏng đoán không thấu, bởi vì thật sự không điện báo. Sau lưng, Triệu Bân thì sờ cầm một cái, đột nhiên sinh ra một cái tà ác ý niệm, gì ý niệm đâu. Bắt cóc tống tiền ý niệm, đợi hắn mặt trời mọc đi. Liền đem mưa bụi trói lại, tìm đạo tiên đòi tiền. Tạm thời đi không được, Triệu Bân đi sâu trong rừng trúc.
hắn xếp bằng ở bờ sông, một thân một mình tĩnh tâm ngộ đạo. Yên tĩnh khu rừng nhỏ, mộc lấy nguyệt quang càng nhiều một vòng an lành. Cái này vừa đợi, chính là 3 năm ngày. Đạo tiên từng tới thăm, chỉ có điều chưa từng hiện thân. Cái kia hai tiểu bối thật đúng là khắc khổ, một cái ngồi ở bờ sông một cái ngồi ở dưới cây, chớ nói có điện, liền trò chuyện cũng không có, cô nam quả nữ a. Thế nào liền không có điểm củi khô lửa bốc điểm báo đâu. Ngày thứ 6, mới gặp Triệu Bân đứng dậy. Hắn tới dưới cây già, đặt vậy đến quay lại vòng. Tìm đạo tiên học thiên cơ thuật, có vẻ như không đùa, nhưng nếu tìm mưa bụi mà nói, ngược lại là có mấy phần khả năng, thực sự không được, vậy thì lừa gạt thôi. Lấy hắn cái này 3 tấc không nát miệng lưỡi, còn có thể không học được. Đạo hữu, có việc đã nói. Mưa bụi mở con mắt. À, không có gì đại sự. Triệu công tử xoa xoa đôi bàn tay. Cười ha ha sau, hắn mới tiếp tục nói, ta muốn học thiên cơ thuật. Đây là đạo gia bí mật bất truyền. Mưa bụi nhẹ môi hé mở. Ta xem hai mắt là được. Triệu Bân cười là mặt dày mày dạn. Mưa bụi cũng là người thành thật, thật sự là nhẹ phẩy ống tay áo. Có một bộ hư ảo cổ thư, giữa không trung huyễn hóa ra tới, ước chừng có cánh cửa cái kia to bằng, hư ảo trang sách, còn tại theo gió phiên động. Triệu Bân ngẩng lên đầu liếc mắt nhìn, ngừng lại đau cả đầu. Kia hẳn là thiên cơ thuật, nhưng trên đó chữ hắn một cái đều xem không hiểu. Xem không hiểu là được rồi, đó là đạo gia dành riêng chữ cổ, chứ nói ngoại nhân, cho dù đạo gia đệ tử, cũng chưa chắc toàn bộ đều biết rõ, nếu không phải một mạch tương thừa. Liền không có khả năng phải thiên cơ thuật pháp môn. Mưa bụi nguyên nhân chính là có này giác ngộ, mới thể hiện ra thiên cơ cổ thư. Ngay cả không niệm thiên hòa trường sinh tiên đô xem không hiểu, càng không nói đến đại la thánh chủ. Học một môn ngoại ngữ, rất trọng yếu a. Triệu Bân trong lòng thầm nhủ, nhìn ngược lại là nhìn, nhìn không hiểu liền lúng túng. Đạo gia người cũng là lanh lợi, vì phòng ngừa học trộm, chỉnh lòe loẹt như vậy. Bất quá. Hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nhìn không hiểu thiên cơ thuật, Triệu Bân ngượng ngùng đi ra. Hắn cất tay đứng ở bờ sông, không biết tại đặt cái kia suy nghĩ gì. Khó đắc đạo tiên không tại, lớn như vậy thời cơ tốt, không học trộm thiên cơ thuật, có phải hay không có lỗi với lão tổ tiên? Ủi nàng, Vân Thương Tử lại không an phận. Triệu Bân không thèm để ý hàng này, hắn cũng không phải heo, ủi gì rau xanh. Hắn phải suy nghĩ một cái phương pháp tốt. Vừa có thể học thiên cơ đạo thuật, lại có thể không lộ vẻ như vậy lúng túng. Người nào, mở cửa. Hắn đang muốn lúc, chợt nghe rừng trúc bên ngoài gào to âm thanh. Triệu Bân nghe xong nhíu mày, tiếng nói này nghe quen tai. Chờ trách mắt một nhìn, vẫn thật là người quen, yếu ớt lão đạo. Lão gia hỏa kia hơn phân nửa lại bị người đánh, mặt mũi bầm dập, tóc như ổ gà. Xin ra mắt tiền bối. Mưa bụi đã qua đi. Nhưng cũng không xuất được môn. Bất đắc dĩ, nàng đành phải cách che chắn chắp tay thi lễ. Người gia sư tôn đâu? Yếu ớt lão đạo lau một cái máu mũi. Có việc trong người, ra ngoài mấy ngày. Mưa bụi khẽ nói nở nụ cười. Lúc nào trở về, yếu ớt lão đạo vừa hỏi vừa ngắm nhìn chỗ sâu. Hắn có thể mơ hồ trông thấy, trong rừng bờ sông tựa như còn trống lên một người, nhìn xem còn có một chút quen mặt, làm gì che chắn cách trở. Cũng hoặc trận pháp quá huyền ảo, lấy hắn tầm mắt lại đều nhìn không rõ ràng. Hắn ngược lại là muốn vào tới, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Đạo gia pháp trận tà dị, ngoại nhân rất khó đi vào tản bộ. Sư tôn không rõ nói, mưa bụi cười nói. Cái kia ai vậy, yếu ớt lão đạo chỉ Triệu Bân phương kia. Một cái bản cũ, mưa bụi không lộ ra Triệu Bân thân phận chân thật. Không có cách nào, Đại La Tiên Tông cửu gia khắp thiên hạ. Càng ít người biết hành tung của hắn càng tốt. Càng không nói đến, vị này vẫn là Đại La Thánh Chủ, như bị lan truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải dẫn xuất ách nạn. Có ý tứ, yếu ớt lão đạo nhéo nhéo râu ria. Đây là địa phương nào hắn biết rõ, đạo tiên cơ vốn không mang ngoại nhân tới. Bây giờ, lại lưu một tên tiểu bối ở đây, hơn nữa còn là cô nam quả nữ. Tiểu nữ oa này tướng công. Yếu ớt lão đạo sờ cằm một cái. Nhìn nhiều mưa bụi một mắt. Cái kia phải là gì cái yêu nghiệt, mới xứng với đạo bên trong tiên đồ nhi. Hắn không bao lâu sau lưu, quay người đăng thiên mà đi. Triệu Bân lúc này mới đi tới, liền sợ lão đạo kia tìm hắn nói chuyện phiếm. Nghe sư tôn nói, ngươi có tạo hóa thần thụ, mưa bụi hỏi. Có, Triệu Bân tinh thần tỉnh táo, có vẻ như có sinh ý tìm tới cửa.
có thể hay không cho ta mượn ta ba mảnh lá cây? Mưa bụi nói, phật tay một cái hộp ngọc hiển hóa trong tay. Trong đó, để một khỏa đan dược, có mùi thuốc phiêu giật đi ra. Triệu Bân ngửi chi, chợt cảm thấy tinh thần một hồi, đây là một khỏa cao giai đan. Tuy là rất hiếm có, nhưng hắn vẫn là rung đầu. Mưa bụi nở nụ cười, lại đổi một vật. Cái này, là một thanh Tranh Minh Nhi động tiên kiếm. Đồ tốt. Triệu Bân là cái người biết nhìn hàng, nhìn lên liền biết này kiếm bất phàm. Nhưng, hắn lại một lần lắc đầu. Gặp chi, mưa bụi lại một lần nữa phất tay áo. Lần này bảo vật, chính là một cái tiểu tháp lung linh. Tiểu tháp quang huy bắn ra bốn phía, là từ đặc thù tiên kim rèn đúc. Triệu công tử liếc nhìn, liền nhìn phía mênh mông hư vô. Đạo hữu muốn vật gì đổi thành, cứ nói đừng ngại. Mưa bụi cười hỏi. Ta muốn học thiên cơ thuật, một giây trước còn trang thâm trầm người nào đó, cái này một giây liền cười ha hả, so sánh đan dược, binh khí cùng bí bảo, thiên cơ thuật mới là vô giá, hắn liền muốn cái này. Thiên cơ thuật không truyền ra ngoài, mưa bụi xin lỗi nở nụ cười. Cho ta mượn nhìn mấy ngày được rồi đi, Triệu Bân xoa xoa đôi bàn tay. Mưa bụi do dự phút chốc, cuối cùng là gật đầu. Vẫn là hư ảo cổ thư, ở giữa không trung huyễn hóa mà ra. Bên trên ghi lại, chính là thiên cơ thuật pháp môn, đến nỗi phải chăng hoàn chỉnh, Triệu Bân cũng không biết, tung không hoàn chỉnh, đó cũng là hàng thật giá thật, cái kia cổ lão hàm ý là không lừa được người. Tiên tử lấy được, Triệu Bân trơn tru lấy ba mảnh lá cây, nhét vào mưa bụi trong tay. Phiến lá treo ở lòng bàn tay, mưa bụi nhìn đầy mắt mới lạ, trong truyền thuyết tạo hóa thần thụ nàng chỉ nghe qua, vẫn là lần đầu thấy chính phẩm, dù là vài miếng lá cây, đều tiềm ẩn bàng bạc sinh linh khí. Ba ngày sau, ta thu hồi. Mưa bụi lưu lại một ngữ, cầm phiến lá đi. Đến nỗi thiên cơ cổ thư, ngoại nhân căn bản là xem không hiểu. Nếu không có tự tin này, nàng cũng sẽ không dễ dàng đưa cho Triệu Bân nhìn. Lão đạo, nhìn hiểu không? Triệu Bân truyền âm Vân Thương Tử. Sư tôn ngươi đều xem không hiểu, càng chớ nói ta. Vân Thương Tử ho khan đạo. Trước tiên nghiên cứu một chút, Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ, nhìn nhìn không chớp mắt. Trong cổ thư chữ, cũng không phải là cố định bất động, bọn chúng tựa như đều có sinh mệnh, lại thời thời khắc khắc, đều tại sắp xếp tổ hợp, muốn học trộm, khó khăn vào đăng thiên, khắc ấn đều không cách nào khắc ấn. Nhưng hắn không tin tà, trong đó nhất định có ảo diệu huyền cơ. Hắn là cái hiếu học người, cứ thế nhìn tâm thần xa vào. Hắn chạm này, chính là một ngày một đêm. Thiên cơ cổ thư ảo diệu, hắn là một điểm không có hiểu thấu đáo. Có lẽ là nhìn mê mẩn. Hắn nghiễm nhiên bất giác dừng chút ngoài có bóng người hiển hóa. Đó là đạo tiên, lại ngoặt trở về xem xét, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy Triệu công tử, cùng với thiên cơ cổ thư. Cái này, đều tại hắn trong dự liệu. Ngươi như nhìn hiểu, bản tôn theo họ ngươi. Đạo tiên xách ra bầu rượu, cười tràn đầy tự tin. Hắn đạo ra thiên cơ cổ thư, rất nhiều người đều nhìn qua. Trong đó, liền bao quát trường sinh tiên, không niệm thiên hòa thương thiên lão đạo. Không có người có thể nhìn ra huyền cơ, lấy đại la thánh chủ tầm mắt, có thể hiểu thấu đáo mới là lạ chứ. Muốn học đạo gia bí thuật, cũng không có đơn giản như vậy. Nửa bầu rượu vào trong bụng, hắn vô ý thức ngửa ra con mắt. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt, hắn ngửi được một tia cổ lão chi khí. Hắn tiện tay ném đi bầu rượu, tại trước tiên lấy chí tôn đỉnh. Lần này hẳn không sai. Hắn một tiếng nói thầm, quay người biến mất không thấy gì nữa. Bên này, Triệu Bân còn như một cái cọc gỗ sử ở đó, một ngày một đêm, không những không có hiểu thấu đáo huyền cơ, còn bị hoảng hai mắt nổi đom đóm, thời khắc đang động chữ cổ, mỗi đều lóe ánh sáng. Oanh! Kéo dài yên tĩnh, bởi vì một đạo oanh minh bị phá vỡ. Âm thanh truyền lại từ dưới cây già, là mưa bụi tại thuế biến niết bàn. Dùng ba mảnh tạo hóa thần thụ lá cây, nàng khai quật huyết mạch lực lượng, diễn xuất cổ lão dị tượng, may đây là tại rừng trúc. May đây là một thế giới nhỏ, bằng không thì chắc chắn dẫn tới rất nhiều người. Danh sư xuất cao đồ A, Vân Thương Tử thổn thức chặt lưỡi. Trường sinh tiên đồ nhi là một nhân tài, đạo bên trong tiên đồ nhi cũng là nhân tài. Muốn nói tối nhân tài, vẫn là không niệm thiên đồ nhi, tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng. Mẹ nó, xem không hiểu A. Triệu Bân hung hăng vào đầu, thiên cơ thuật liền tại đây, cứ thế đều không hiểu. Nếu là tú nhi ở đây. Nhất định có thể cho hắn phiên dịch một phen. A Phi, nếu là Tú Nhi ở đây,
trực tiếp để cho dạy hắn liền tốt. Nguyệt thần là siêu quần xuất chúng thần minh, không biết thông hiểu bao nhiêu truyền thừa bí pháp. Nhưng nhìn đã hiểu, mưa bụi chậm rãi đi tới. Quá huyền ảo, Triệu Bân vùi đầu dụi dụi mắt. Cho ta đây nhóm giảng giải một phen thôi. Vân Thương Tử bay ra khỏi vĩnh hằng giới. Thấy hắn, mưa bụi hơi có vẻ kinh ngạc, không gian tùy thân lại còn có một cái tàn hồn. Nếu không nhìn lầm, đây là một tia tiên vương tàn hồn, hơn nữa còn tan qua tuyệt trần thiên mệnh. Giảng giải một phen, Triệu Bân lại ứng phó, cười híp mắt nhìn mưa bụi. Giảng giải một phen, Triệu công tử trơ mắt nhìn mưa bụi. Mưa bụi không nói chuyện, động tác đại biểu hết thảy, phất tay áo thu thiên cơ cổ thư. 3 ngày thời hạn đã đến, tất nhiên là thu hồi. Triệu Bân một mặt tiếc nuối, vị này có vẻ như không thế nào tốt lừa gạt. Mưa bụi đi, lại khoanh chân dưới tàng cây, tiếp tục nàng thuế biến. Cái kia 3 mảnh tạo hóa thần thụ lá cây, thật đưa nàng một cơ duyên to lớn. Cơ duyên của ta đâu? Triệu công tử cái kia phiền muộn a. Đạo tiên là hứa hẹn không giả, nhưng tên kia đến nay không thấy bóng dáng. Có lẽ là đọc sách nhìn mệt mỏi, hắn lệch qua dưới cây chìm vào mộng đẹp. Trong mộng Tử Trúc Phong, vẫn là như vậy mộng ảo, vẻn vẹn mây khói chân thật nhất. Sao ủ rũ cúi đầu? Gặp Triệu Bân đi lên, đang vẽ tranh mây khói trách mắt liếc mắt nhìn. Chịu đả kích, Triệu công tử ho khan, tìm một cái thoải mái mà, đạp tay ngồi đó, đạo ra một bộ thiên cơ cổ thư, hắn nhìn 3 ngày một điểm đầu mối đều không, cũng không phải chính là chịu đả kích, là hắn kiến thức thiển cận, không biết pháp cao thâm, sững sờ bị một bộ sách chỉnh không còn cách nào khác. Tiên lộ dài rằng giặc, chớ mơ tưởng xa vời, mây khói khẽ nói nở nụ cười. Sư phó, ngươi nhận ra hay không đạo ra chữ cổ? Triệu Bân thuận miệng hỏi. Đạo ra chữ chủng loại nhiều, ngươi nói là một loại nào? Thiên cơ cổ thư, chữ viết phía trên ta một cái không nhận ra. Ngươi không phải đạo ra người, có thể xem hiểu mới là lạ. Mây khói chậm chậm nói. 3 lượng trong nháy mắt sau, nàng mới bổ nửa câu sau, nói câu dễ nghe. Ta dạy cho ngươi nhìn bầu trời cơ thuật. Nghe lời này, bản ỉu xìu không đáng chú ý Triệu Bân, bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, ngươi nhìn hiểu thiên cơ cổ thư. Không niệm thiên không có đã nói với ngươi, mộng tiên từng vì đạo ra người. Cái này, Triệu Bân lông mày chọn lão cao, toàn bộ bất ngờ. Hắn cho là, mộng tiên là độc nhận một mạch. Chưa từng nghĩ, cô nàng kia lại vẫn cùng đạo ra có ngọn nguồn. Vậy thì đúng rồi, mây khói chính là mộng tiên hóa thân. Nhất định có bản tôn một chút ký ức, mộng tiên có thể xem hiểu, mây khói hơn phân nửa cũng nhìn hiểu, tựa như thiên cơ cổ thư, tựa như cái kia quỷ quái đạo ra chữ cổ. Thật lâu, Triệu Bân lại nhìn mây khói, người cũng thông hiểu thiên cơ thuật. Bản tôn đã từng thông hiểu, nhưng bởi vì thoát ly đạo ra, nàng bị đạo quân phế đi thiên cơ đạo pháp. Mây khói chậm rãi nói, từ nàng xuất đạo nhà hôm đó, liền chưa bao giờ lại dùng qua bất luận cái gì một môn đạo gia thần thông. Là đạo quân đối với nàng dùng cấm chế, dám can đảm dùng đạo gia chi pháp, chắc chắn sẽ bị phản phệ. Êm đẹp, vì đi thoát ly đạo gia, Triệu Bân một mặt không hiểu. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau thôi, mây khói giải thích rất tùy ý. Triệu công tử không truy vấn ngọn nguồn, nhưng năm đó chuyện, nhất định là có ẩn tình khác. Lúc này, hắn đổ đối với mộng tiên đề mấy phần hứng thú, thoát ly đạo gia, bị phế thiên cơ đạo pháp, không đắc dụng bất luận cái gì đạo gia bí thuật. Ý tứ này, cô nàng kia là trùng tu mộng chi đạo. Cái này, tạm thời đều không trọng yếu. Trọng yếu là, mây khói có thể xem hiểu thiên cơ cổ thư. Dạy ta một chút thôi, Triệu Bân cười ha ha. Thiên cơ cổ thư cũng chia chủng loại, ta cũng chỉ nhận ra trong đó một bộ. Mây khói đạo. Ý gì, Triệu Bân đầu đầy dấu chấm hỏi, đạo gia có rất nhiều loại thiên cơ thuật. Cũng không phải, mây khói nhẹ giọng nói, đạo gia thiên cơ thuật chỉ có một loại. Chỉ có điều, ghi lại phương thức có khác biệt thôi, vẻn vẹn ta biết, liền có 10 mấy bộ, để phòng ngừa ngoại nhân học trộm. Chỉnh như vậy lòe loẹt sao? Triệu Bân thổn thức chặt lưỡi. Bí mật bất truyền liên quan quá lớn, không thể không cẩn thận, Đại La Tiên Tông cùng đạo gia cơ bản không sai biệt lắm, ngoại nhân muốn trộm học vạn pháp trường sinh quyết, khả năng cơ hồ là linh, đều là một mạch tương thừa. Ta lại kiến thức thiển cận, Triệu công tử ho khan một tiếng. Trước tạm ra mộng. Mây khói phất tay áo đem Triệu Bân đẩy ra mộng cảnh. Triệu Bân mở con mắt trong nháy mắt, đang gặp hư không dị tượng diễn hóa, đều là bởi vì mưa bụi thuế biến niết bàn sở trí, cái kia vang vọng không dứt đạo âm, tựa như một thiên duyên dáng tiên khúc, nghe nhân tâm bỏ thần di.
Mưa bụi, mây khói âm thanh đột nhiên vang lên. Ngươi có thể ra mộng, Triệu Bân vô ý thức hỏi. Ra không được, nhưng lại có thể thông qua ngươi nhìn thế giới bên ngoài. Cái này cũng được. Ta sống tại ngươi trong mộng, nhưng không có hoàng độ thời gian. Mây khói cười nói. Mộng chi pháp, quả là đoạt thiên tạo hóa. Triệu Bân lại bị thật tốt học một khóa. Đến nỗi đạo tiên đồ nhi đi, thân là mộng tiên hóa thân mây khói, tự nhiên là nhận được. Theo bối phận mà tính, mộng tiên cùng đạo tiên cùng thế hệ, mưa bụi còn phải gọi nàng một tiếng sư thúc đâu. Không lâu, đầy trời dị tượng tán đi. Triệu Bân gặp chi, trước tiên sẽ tới. Người cái kia thiên cơ cổ thư, lại mượn ta xem một chút thôi. Kẻ này có phần thượng đạo, lại cho hái được ba mảnh tạo hóa thần thụ lá cây. Lại nhìn 100 năm, người cũng xem không hiểu. Mưa bụi một bên lắng đọng hàm ý vừa nói. Ta là hiếu kỳ. Triệu Bân cũng không để ý mưa bụi có nguyện ý hay không, trực tiếp bó lá cây đưa qua đi. Chỉ mượn 3 ngày, mưa bụi thu tạo hóa thần diệp, lại mời ra thiên cơ cổ thư. Nàng là một cái khắc khổ người tu hành, lại tìm chỗ ngộ đạo đi. Gặp nàng đi xa, Triệu công tử mới lén lén lút lút kêu mây khói. Ngươi, may mắn, mây khói tiếng nói mờ mịt. Chính xác thật vừa đúng lúc, bộ này thiên cơ cổ thư nàng nhận ra. Triệu công tử cái kia kích động vạn phần cái nào, ánh mắt sáng như tuyết sáng như tuyết. Vứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm lắng nghe. Mây khói truyền lời ngữ, đã chuẩn bị trình bày thiên cơ cổ thư. Không cần nàng nói, Triệu công tử bên này cũng đã đánh hảo 12 phần tinh thần. Học trộm quá trình, là cực kỳ dài dằng dặc. Có mây khói giảng giải, Triệu Bân đầy mắt cũng là thâm thúy chi quang. Đạo gia thiên cơ thuật, chính xác huyền ảo vô tận, đây là hắn phân tích. Tung mây khói giảng giải cẩn thận, tại hắn nghe tới cũng vẫn như cũ sơn cốc tối tăm khó hiểu, nhìn lén thiên cơ chi pháp cũng không có như vậy hiếu học. Siêu! Rừng trúc bên ngoài, lại hiện ra một bóng người. Vẫn là đạo tiên tên kia, lại chạy về tới cha xét. Gặp Triệu Bân lại nhìn bầu trời cơ cổ thư, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Tiểu tử này nên cái không tin tà chủ, gì cũng đều không hiểu, còn cứng rắn muốn nghiên cứu đạo gia thiên cơ thuật. Ngay cả trường sinh tiên đô nhìn không thấu đạo gia chữ cổ, người nhà có thể nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Hắn vẫn là câu nói kia. Có thể nhìn hiểu, lão tử theo họ ngươi. Người cái nào, quá tự tin cũng không phải chuyện tốt gì. Sau này, sẽ có một cái kinh hỉ lớn chờ lấy hắn. Không có tí sức lực nào. Cuối cùng liếc mắt nhìn, đạo tiên lại biến mất không thấy. Hắn mặc dù đi, nhưng hiếu học Triệu công tử, còn đặt cái kia trống lên. Tĩnh tâm lắng nghe mây khói giảng giải, đây là một cái xứng chức lão sư, một câu nói nhảm không có, cực điểm trình bày đến cẩn thận nhất. Mưa bụi từng có trách mắt, cũng là phục Triệu công tử. Đường đường đại la thánh chủ, lại đối đạo gia chi pháp tình hữu độc chung. Đạo tiên có tự tin, nàng cũng tương tự có, căn bản liền không sợ Triệu Bân học trộm. Cho nên, sau đó không lâu một cái kinh hỉ lớn, cũng sẽ có nàng một phần. Bản tôn, người không hư quy củ. Ta phá giới. Mây khói một tiếng tự lẩm bẩm, chỉ nàng chính mình nghe thấy. Bản tôn thoát ly đạo gia sau đó, liền một mực phụng phòng thủ cùng đạo gia ước định, không cần đạo gia bí pháp, không truyền đạo nhà bí thuật, mà thân là hóa thân nàng, hôm nay lại bởi vì đồ nhi làm trái với lời hứa. Diệu, quả thực diệu. Như lời này, Triệu Bân không biết ở trong lòng sợ hãi than bao nhiêu lần. Đạo gia thiên cơ thuật, lại vì hắn mở một mảnh khác rộng lớn thiên địa. Đạo không bờ bến. Đạo pháp vô cùng vô tận. Dù là hắn ngay cả gia lông cũng không ngộ đến, vẫn như cũ cảm khái vạn phần. Cũng không biết là vị tiền bối nào khai sáng phương pháp này, thật quá kỳ dị. 3 ngày, lại lặng yên mà qua. Mưa bụi là cái đúng giờ người, trước tiên buông xuống. Thiên cơ cổ thư lại bị bắt đi, nhưng Triệu Bân lần này cũng không trơ mắt nhìn, chỉ vì bí pháp này, mây khói đã vì hắn trình bày hoàn chỉnh. Đến nỗi có thể ngộ ra bao nhiêu chân lý, đều xem ngộ tính của hắn. Phương pháp này, không cần thiết truyền ngoại nhân, mây khói nhắc nhở. Ta lại không ngốc, Triệu Bân cười ha ha, tâm tình thật tốt. Sau khi cười xong, hắn mới tính thăm dò hỏi một câu, ta đây có phải hay không là có chút quá là không tử tế. Lấy ra ngươi không biết xấu hổ tinh thần, mây khói há miệng tới một câu như vậy. Tú Nhi từng nói qua, không biết xấu hổ cũng là một loại tu hành. Triệu Bân ngữ trọng tâm trường nói. Xem đi, có dạng đó sư phó liền có dạng đó đồ nhi. Nguyệt thần kinh thường thâu nhân bí thuật, đồ nhi cũng là theo sát bước chân nàng.
Triệu Bân lại đi bờ sông, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lĩnh hội thiên cơ thuật. Đối với thôi diễn chi pháp, hắn là có chút nội tình, năm đó tại phàm giới, Tú Nhi truyền huyền môn thiên thư, liền có không ít loại này ghi chép, cho người ta xem bói đoán chữ xem tướng, vẫn là dư sức có thừa. Chỉ có điều, hắn hôm nay sở học, là hàng thật giá thật chính thống thôi diễn. Hắn là ra dáng, lĩnh hội lúc vẫn không quên diễn luyện, cũng chính là bấm ngón tay tính toán. Đây cũng không phải là đóng vai thần côn, được một chút da lông, hắn thật đúng là giống chuyện như vậy. Việc cần kỹ thuật đi, còn phải nhiều hơn ma luyện. Không có thiên truy bách luyện, căn bản ngộ không ra tinh túy. Siêu. Vân Thương Tử có lẽ là quá nhàm chán, từ Vĩnh Hằng giới bay ra. So sánh Triệu công tử, hắn có vẻ như càng ưa thích chờ tại mưa bụi bên kia, chỉ vì mưa bụi tại thuế biến niết bàn, có một loại đạo gia thanh âm vang vọng, hắn liền ưa thích lắng nghe này âm, đối với tu luyện rất có ích. Chạy đến không phải hắn một người, còn có Long Uyên cùng Tiên Lôi. Hai hàng này không an phận, như bỏ đi dây cương ngựa hoang tại trong rừng trúc vui chơi. Nói thực ra, nơi này có không thiếu bảo bối, nó hai đã sở môn rõ ràng. Liền nó hai đều biết, Triệu công tử sẽ không biết, nhưng ở cái này cũng không thể làm loạn, lấy đạo tiên bản tính, không ăn cướp ngươi cũng không tệ rồi, còn nghĩ từ hắn cái này làm bảo bối. Hắn vẫn là an phận chút tốt hơn. Tâm thần xa vào hắn, ngồi xuống chính là hơn nửa tháng. Nửa tháng đến, hắn đối thiên cơ lĩnh hội tinh tiến không ít. Nếu này cũng coi là một hồi tạo hóa, đó chính là một hồi đại tạo hóa. Phải biết, đạo gia thiên cơ thuật, là không hề yếu diễn thiên một mạch, nếu là ngộ tới đỉnh phong, hắn cũng biết như diễn thiên lão đạo như vậy, có thể tùy ý nhìn bầu trời cơ, biết trước không thành vấn đề. Hắn có cơ duyên, mưa bụi bên kia cũng là đại thuế biến. Nàng bắt đầu biết rõ, sư tôn vì cái gì mang đại la thánh chủ tới. Tạo hóa thần thụ không phổ biến, vẻn vẹn như vậy vài miếng lá cây, nàng mà nói, chính là vô thượng chí bảo, đây có lẽ là một cái đường tắt, lại là kèm theo tạo hóa, có thể ngộ nhưng không thể cầu mới chân quý nhất. Hô! Triệu Bân nhổ một ngụm chọc khí, chậm rãi mở con mắt. Cũng như mọi khi, mở con mắt trong nháy mắt luôn có kinh mang bắn mạnh, tựa như hai thanh lợi kiếm, cũng không biết trùng hợp, vẫn là vốn là cố ý, thẳng đến Vân Thương Tử liền đi qua, cũng may tư tránh kịp thời. Cảm giác rất kỳ diệu. Tuy là mở con mắt, nhưng Triệu Bân thật lâu không đứng dậy. Tu đạo gia thiên cơ thuật, cả người đều thông thấu không thiếu. Điểm này, mưa bụi cũng có phát giác, đem so sánh mấy ngày trước đây, đại la thánh chủ quanh thân, tựa như nhiều hơn một loại không thể giải thích ý cảnh hòa khí uẩn, hơn nữa còn có huyền dị chi lực thường bạn thể phách. Lão phu bấm ngón tay tính toán, mây già nua thủ lĩnh muốn chịu nào. Triệu công tử ngồi cái kia ra dáng. Ngón tay chỉ động rất có tiết tấu. Hắn tính toán một điểm không kém, Vân Thương Tử thật bị nạo, hoặc giả thuyết là gặp một cái tai bay vạ gió, bản treo ở cái kia lắng nghe đạo âm, lại bởi vì mưa bụi nguyên thần đột nhiên run lên, suýt nữa đem hắn chấn diệt. Thì vòng đầu thôi diễn, cảm giác rất không tệ. Phía sau nhiều phiên diễn luyện, dùng tạc trơn tru. Tiếc nuối là, hắn bây giờ cũng chỉ có thể tính toán một chút ra lông, chân chính đề cập tới thiên cơ những cái kia. Hắn còn xa xa chạm đến không đến, muốn đuổi theo diễn thiên lão đạo, còn cần 5 tháng dài đằng đẵng lĩnh hội cùng nghiên cứu. Hắn lại một lần nhập mộng, phải đường đường chính chính cảm tạ một chút mây khói. Mây khói lại tại dưới cây vẽ tranh, người trong bức họa bị nàng phát họa sinh động như thật. Cái này, vẽ là ta đi. Triệu Bân sờ cầm một cái, trên dưới quét lượng bức họa. Mây khói lại là trầm mặc không nói, tâm thần có chút hoảng hốt. Cũng như năm đó ở Thiên Tông trước Sơn Môn, lần thứ nhất gặp Triệu Bân tấm lòng kia cảnh, liền nàng chính mình đều không phân rõ, nàng vẽ đến tột cùng là Triệu Bân, vẫn là trước kia người kia, bọn hắn sinh gần như giống nhau như đúc, đặc biệt là cặp mắt kia. Nguyên nhân chính là giống như đã từng quen biết, từ Trúc Phong mới nhiều một cái gọi cơ ngấn đệ tử. Cái kia tiềm ẩn hơn 100 năm bí mật, bây giờ, đều ở đây họa bên trong diễn dịch. Uy, gặp mây khói mất hồn mất vía. Triệu Bân đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Mây khói lúc này mới thoảng qua thần nhi tới, liền lại nâng bút chấm mực tiếp tục vẽ tranh. Triệu Bân không để ý, lấy ra một khối ký ức tinh thạch, tiện tay bóp nát. Phong tồn trong đó hình ảnh, tùy theo lộ ra, trong đó là ma gia thánh tử người cùng nhau, hắn còn nhớ rõ, ngày xưa tại hắc động thấy qua bóng đen tàn niệm, cùng ma tử giống như là một cái khuôn núc ra. Hắn rất muốn biết. Tiên giới có phải là thật hay không có một người như thế?
hắn càng muốn biết chính là, cái kia người cùng ma tử là có hay không có quan hệ. Nhận ra không? Triệu Bân hỏi. Thánh quân, Mây Khói khẽ nói một tiếng. Hắn còn tại thế. Đã táng diệt mấy ngàn năm. Chết. Triệu Bân gãi gãi khuôn mặt, xong việc liền đặt cái kia sờ cằm. Đã táng diệt, vậy thì cùng ma gia thánh tử không có gì quan hệ, chỉ có điều sinh giống nhau mà thôi. Sao hỏi hắn, Mây Khói cười nói. Hiếu kỳ, Triệu Bân tùy tiện giật lý do. Thánh quân táng diệt, cùng ngươi Tiên Tông có cực lớn liên quan. Hắn, không phải là Đại La Tiên Tông cường giả Chu Diệt a? Vừa vặn tương phản, Mây Khói buông xuống bút vẽ, trước kia Tiên Tông họa loạn, nếu không phải hắn tới cứu, Đại La Tiên Tông sớm thành lịch sử bụi trần, chính là trận kia kinh thế hỗn chiến, hắn mới thân tử đạo tiêu. Đáng chết chiến loạn cái nào? Triệu Bân hít sâu một hơi. Đại La Tiên Tông thực sự là cừu gia khắp thiên hạ, ba ngày hai đầu bị làm. Lại là một trận ấm áp bữa tối, trước bàn cơm cũng chỉ sư phó cùng Đồ Nhi. Triệu Bân ăn no nê, lại chạy ra khỏi mộng cảnh, muốn tiếp tục tìm hiểu đạo pháp. Hắn mở con mắt lúc, đang gặp đạo tiên ngồi ở hắn bên cạnh thân uống rượu, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn có chút liếc, Đồ Nhi ta dài không đẹp sao. Vẫn là ngươi nhà thận không được, nhiều ngày như vậy cũng không tới điện. Lúc nào thả ta đi, Triệu Bân một mặt cười làm lành. Cơ duyên không muốn, đạo tiên rượu vào miệng. Ngươi ngược lại là cho a. Cái này liền dẫn ngươi đi lấy. Đạo tiên tiện tay vứt bỏ bầu rượu, vặn eo bẻ cổ đứng dậy. Triệu Bân tới tinh thần, cuối cùng cảm giác chuyện này vẫn là rất đáng tin cậy. Đi. Đạo tiên một bước lên trời, cuốn đi Triệu Bân. Còn có mưa bụi, cũng bị hắn một khối cho cuốn đi. Cơ duyên đi, vậy cũng phải cho hắn Đồ Nhi chuẩn bị một phần. Siêu. Đạo tiên như một tia quang, xẹt qua mênh mông tinh khung. Hắn bên cạnh thân một trái một phải, là Triệu Bân cùng mưa bụi. Tiền bối, đây là muốn đi cái nào? Triệu Bân không chỉ một lần ngoái nhìn sau lưng, cách hồng hoang đại lục càng ngày càng xa. Thật vất vả mới đến cái này, nếu lại đi xa xôi tinh vực, còn phải đại phí chắc trở. Đi liền biết, đạo tiên ung dung một lời. Triệu công tử cái kia phiền muộn a, muốn đi đều không chạy được. Mưa bụi tương đối bình tĩnh, cũng có chút kính nghiệp. Cho dù đang đuổi lộ cũng không quên ngộ đạo, phần lớn thời gian, đều là tâm thần xa vào trạng thái, có như thế Đồ Nhi, nhìn đạo tiên cái kia ta lòng rất an ủi. Vượt qua một mảnh tinh không, đạo tiên tế một tòa vực môn. Triệu Bân lòng dạ biết rõ, lần này chỗ đi chi địa rất xa xôi. Vào vực môn thông đạo, đạo tiên mới cởi hai tiểu bối gò bó. Mưa bụi liếc mắt nhìn tứ phương, liền ngồi xếp bằng, tiếp tục tham ngộ đại đạo. Đạo tiên lại nhàn nhã. Mang theo một bầu rượu, thoải mái nhàn nhã uống tặc thoải mái. Tôi cấp bách chính là Triệu Bân, quỷ hiểu được muốn bị đưa đến đi đâu. Ngươi, có muốn vào ta đạo gia? Đạo tiên đột nhiên một lời. Xong việc, hắn còn bồi thêm một câu, nhập đạo nhà liền dạy ngươi thiên cơ thuật. Tiền bối đây là đào chân tường sao? Triệu Bân một tiếng ho khan. Như ý, bản tôn đi tìm không niệm thiên trò chuyện. Đạo tiên chậm rãi nói, tiên tông có thể cho ngươi. Đạo gia cũng có thể cho, bao quát bất thế bí pháp, cũng bao quát đạo gia chức trưởng môn. Triệu Bân nghe nhíu mày, tiểu tâm can cũng bay nhảy nhảy một cái. Hắn là vạn phần kinh ngạc, đạo gia tiên vương càng là như vậy coi trọng hắn. Bất thế bí pháp tạm dừng không nói, vẻn vẹn chức trưởng môn liền ý nghĩa phi phàm. Đây là một cái thiên đại cành ô liu, cũng là một cái thiên đại tạo hóa, đạo gia không phải bình thường thế lực, truyền thừa lâu đời, nội tình hùng hậu. Làm đạo gia trưởng môn, sợ là không có mấy người dám trêu chọc. Không vội trả lời, đạo tiên cười cười. Hắn tầm mắt nhiều cay độc a, tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng. Tu vi cảnh giới không là vấn đề, cho vĩnh hằng tiên thể đầy đủ thời gian, nhất định có thể siêu việt hắn cùng đạo quân. Hắn là quý tài người, nhận đạo gia y bát, tự đắc đảm đương nổi thu chiếm nhân tài sứ mệnh. Mà Triệu Bân, chính là một cái siêu quần xuất chúng nhân tài. Cái này cũng là vì Triệu Bân suy nghĩ, bởi vì Đại La Tiên Tông ăn bữa hôm lo bữa mai. Từ trường sinh tiên mất tích, Tiên Tông căn cơ chính là gặp hủy diệt tính đả kích. Như thế một mạch truyền thừa, thời khắc đều có bị gồm thâu khả năng. Triệu công tử không cho trả lời, tâm tâm niệm niệm chính là ký ức chi hoa. Đại La Tiên Tông liền có một gốc, vô luận như thế nào đều phải đi cái kia một lần. Không biết cái nào một ngày, ba người mới đi ra khỏi vực môn. Triệu Bân những gì thấy trong mắt, chính là một mảnh mờ tối tinh không.
Đối với cái này, trên bản đồ tinh không có tiêu ký, là một cái tĩnh mịch tinh vực, tựa như cửu u chi địa, âm trầm giá rét, đoạn đường này thấy cổ tinh, đều không bản nguyên, liền nửa cái bóng người cũng không thấy. Lạnh quá a, Triệu Bân dùng mình một cái. Nhìn một bên kia mưa bụi, cũng là ngang hàng tâm cảnh. Chỉ nói tiên tên kia, như cái nhàn tản du khách, đi một đường nhìn một đường. Hắn lấy ra Chí Tôn đỉnh, treo ở lòng bàn tay. Hôm nay tiểu đỉnh, cùng ngày xưa không thể nào một dạng. Nó rất sao động, chính muốn từ đạo tiên trong tay thoát ly. Hẳn là cái này. Đạo tiên nói nhỏ, một bên bấm ngón tay thôi diễn vừa ngắm nhìn Chí Tôn đỉnh. Triệu Bân cùng mưa bụi không rõ ràng cho lắm, chỉ một trái một phải đi theo đạo tiên sau lưng. Đi tới một mảnh tinh không, đạo tiên mới hơi hơi cố định thân. Theo hắn hét lên một tiếng, Chí Tôn đỉnh bị tế ra ngoài. Tiểu đỉnh xông vào vân tiêu, có sáng chói tiên quang nở rộ, cho mở tối tinh không thêm quang minh màu sắc, sau đó, thì thấy càn khôn động rung động, có thể gặp một tòa nguy nga thành trì, vô căn cứ kiên quyết ngoi lên mà ra. Ngô! Triệu Bân cùng mưa bụi tất cả kêu đau một tiếng, tất cả đạp đạp lui lại. Tòa thành trì kia quá to lớn, khí chàng cũng quá mạnh, đụng hai người đứng không vững. Chờ đứng vững vàng, hai người mới cùng nhau ngửa đầu, thần sắc kinh ngạc mong nhìn thành trì, không biết ai xây, chính xác khí thế rộng rãi, bọn hắn đứng ở cửa thành phía trước, cùng hai cái tiểu châu chấu không có gì khác nhau. Trừ này, chính là cổ lão khí tang thương. Có thể gặp tường thành nhiều khe rãnh, tất cả tuế nguyệt vết tích. Hai người xem không như thế nào rõ ràng, bởi vì toàn bộ thật lớn cổ thành, đều che đậy một tầng mây mù, cổ thành liền che tại trong sương mù, mơ hồ tư thái, cho nó tăng thêm một loại rất thần bí ý cảnh, thấy lâu, bọn hắn tâm cảnh cũng đi theo già một phần, đều bị tang thương lây. Sư tôn, đây là, mưa bụi nhìn phía đạo tiên. Chí Tôn thành, đạo tiên ôn hòa nở nụ cười, tiện tay ôm bầu rượu. Đây chính là Chí Tôn thành, chưa từng mưa bụi kinh ngạc. Thì thấy Vân Thương Tử tên kia chạy ra vĩnh hằng giới, tàn hồn treo ở giữa không trung, từng trận rung động, nghe giọng điệu của hắn, không là bình thường kích động. Ngươi nghe qua, Triệu Bân chọc chọc Vân Thương Tử. Nghe đồn, thành này chính là thần minh phủ đệ. Vân Thương Tử đạo, thần minh sau khi tọa hóa, Chí Tôn thành còn sót lại thế gian, nó cũng không phải là cố định tồn tại, như du tẩu thế giới, phóng đãng ở trong thiên địa, chưa có người gặp qua nó, lão phu cũng chỉ là nghe nói, không nghĩ nó thật tồn tại. Tiểu tử, biết không ít đi, đạo tiên cười nói. Ta là tin đồn, sao có thể cùng tiền bối so. Vân Thương Tử cười ha ha. Trong lòng Vân Thương Tử cái kia kính nể a. Đạo gia tiên vương thật sự đại thần thông, có thể tìm được trong truyền thuyết Chí Tôn thành. Còn có trong tay hắn chiếc đỉnh nhỏ kia, treo Chí Tôn chi danh, hơn phân nửa liền cùng cái này Chí Tôn thành có liên quan, làm không tốt là chìa khóa, bởi vì cửa thành giam giữ, tìm đến không có nghĩa là liền tiến đi. Cơ duyên của ngươi, ngay tại trong đó. Đạo tiên lời này, là đối với Triệu công tử nói. Tiền bối cũng đừng lừa ta. Triệu Bân liếc mắt nhìn Chí Tôn thành, lại liếc nhìn treo ở giữa không trung Chí Tôn đỉnh, cuối cùng cảm giác không thể nào đáng tin cậy, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong thành có đáng sợ chi vật. Cái gọi là cơ duyên, nên cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu coi là thật có tạo hóa, hắn để ý liều một phen. Thần minh lưu lại phủ đệ. Còn có thể không có một chút bảo bối. Các ngươi chỉ có 3 ngày, thời hạn đến nhất thiết phải đi ra. Đạo tiên nói. Sư tôn không vào trong, mưa bụi vô ý thức hỏi. Ta cũng phải tiến đi mới được. Đạo tiên ho khan nở nụ cười, Chí Tôn đỉnh là hư hại, không cách nào toàn bộ triển khai Chí Tôn cửa thành. Còn có, thành này có cổ lão cấm chế, tiên vương cấp cấm đi vào. Nói xong, hắn còn đưa ra 2 cái túi chữ vật, chia ra cho Triệu Bân cùng mưa bụi. Trong đó có pháp bảo cùng phù chú, nếu gặp nguy hiểm có thể tế ra, mạc thái liều lĩnh, vạn sự cẩn thận. Triệu Bân từ không khách khí, trơn tru đón lấy. Mưa bụi đón lấy lúc, đạo tiên còn có một lời truyền âm. Đã truyền âm, Triệu Bân tất nhiên là không biết, bởi vì đó là đạo tiên giao phó nhiệm vụ. Mở. Đạo tiên chắp tay trước ngực, hét lên một tiếng rất có uy nghiêm. Tùy ấn quyết dừng lại, Chí Tôn tiểu đỉnh oanh run lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.